Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1291, lộ một tay nhỏ. Một, biểu hiện của kiều lão khi thấy trương dương đến đây là vô cùng hài lòng, mỉm cười nói cậu đến rất sớm. Trương dương cười nói, không tính là sớm, thật ra con từ hừng đông đã muốn chạy tới chúc Tết cho ngài, nhưng lại lo lắng không có biện pháp vào cửa, ngài ở đây quá nghiêm mật. Kiều lão cười ha ha, ông cầm tiền lì xì cho trương dương, người khác không có đãi ngộ như vậy, cái này ý nghĩa kiều lão đã đem Trương Dương trở thành con cháu của mình. Trương đại quan nhân đưa tay nhận lấy tiền lì xì của kiều lão cho, trong lòng vô cùng kích động. Tên nhóc này rất có qua có lại, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái cho kiều lão, chúc Tết lão nhân ra ngài, chúc trong ngài một năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Lời chúc đầu năm cũng chẳng có gì mới lạ, thế nhưng ba cái dập đầu này là thật tâm thực lòng, cái này cũng không phải trương đại quan nhân có ý định nịnh bợ kiều lão, tuy rằng hắn từ đại tùy triều đến đây đã 4 năm, nhưng hắn luôn cho rằng cho chúc Tết trưởng bối cần phải dập đầu, cái quan niệm này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Kiều lão mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, Kiều Bằng Phi ở một bên nhìn, thật ra nhà bọn họ cũng rất lâu không thịnh hành kiểu dập đầu này, Trương Dương là một người ngoài mà còn làm gương mẫu như vậy, hắn thân là cháu trai ruột thịt của Kiều lão cũng không thể lạc hậu, Kiều Bằng Phi cũng quỳ xuống tới dập đầu ba cái cho ông nội. Kiều lão cười nói, làm vậy sao được, lúc trước ông đã nói qua không nên làm cái này quá phong kiến trương dương nói tôn kính trưởng bối không phải phong kiến dù sao trong nhà của con ngày lễ ngày tết con đều dập đầu cho cha mẹ đây là lễ tiết mấy ngàn năm truyền xuống của người trung quốc chúng ta sao phải học theo người nước ngoài đối mặt trưởng bối không quỳ xuống làm sao có thành ý kiều lão cười nói tên nhóc cậu cũng là đạo lý nhiều đứng lên đi ông lại nhìn kiều bằng phi nói bằng phi con đã chúc tết ông rồi sao lại quỳ xuống. Kiều Bằng Phi nói, ông nội, Trương Dương đều dập đầu, con cũng không thể lạc hậu, con cũng chấp nhận cách nói của hắn, dập đầu cho trưởng bối không phải là phong kiến gì, là một loại lễ tiết. Hắn học được rất nhanh. Kiều Trấn Lương vừa mỉm cười. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương nhân thể cũng dập đầu cho ông ta ba cái, trong miệng không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ, tôi dập đầu ba đầu là hướng về phía mộng viện, Kiều Bí Thư ơi Kiều Bí Thư, thành thật xin lỗi, tôi có cha vợ tiện nghi, ba cái dập đầu này coi như tiền đặt cọc, sau này lại đặt xính lễ. Kiều Trấn Lương giống như biết được suy nghĩ của hắn, cười nói, nhanh chóng đứng lên đi, đừng làm như vậy. Trương Dương nói, Kiều Bí Thư, tôi dập đầu cho ngài, ngài ít nhiều gì cũng phải cho một tiền lì xì chứ. Kiều Trấn Lương cười ha hả nói, tiểu tử thối, thì ra là muốn tiền lì xì. Ông từ trong túi tiền móc ra 200 đồng đưa cho Trương Dương, Tôi dựa vào tiền lương mà ăn, cậu đừng ngại ít." Trương đại quan nhân vui vẻ nhận lấy, lúc này mới đứng lên. Kiều Trấn Lương hướng cha mình nói: "Ba, các người trò chuyện trước, con đi ra ngoài một chút." Kiều lão mỉm cười gật đầu, ngày đầu tiên của năm mới, làm con trai trưởng của Kiều gia, con trai nên đi ra ngoài chúc Tết cho chú bác. Kiều Trấn Lương đi rồi, Kiều lão kêu Trương Dương ngồi xuống bên người, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lần này chuẩn bị ở kinh thành bao nhiêu ngày, lúc nào trở về đi làm?" Trương Dương cười nói, hai ngày nữa sẽ đi. Kiều lão nói, không có chuyện gì quan trọng thì ở kinh thành chơi thêm hai ngày. Trương Dương gật đầu. Lúc này thì Duy từ bên ngoài vào, cô ấy nghe nói Trương Dương đến đây cho nên chạy đến nhìn, Trương Dương cười nói với cô ấy năm mới vui vẻ. Trước mặt ông nội, thì Duy cũng không có biểu hiện ra xảo quyệt thường ngày, đối với Trương Dương trước nay vẫn chưa có khách khí, cô ấy cười cười nói, anh thật là có tâm, đặc biệt đến đây chúc Tết cho ông ngoại của tôi trương dương nói kiều lão là thần tượng của tôi tôi đầu tiên tới đây chúc tết kiều lão cười nói thì duy chị con đâu thì duy thở dài nói ở trong phòng của mình ông ngoại con lo lắng muốn chết chị của con hiện tại ngoại trừ đọc sách cũng là tụng kinh con thật lo lắng cô ấy đi theo con đường của mợ nụ cười trên mặt của kiều lão hơi ngưng lại thì duy ý thức được nói sai rồi nhanh chóng ngậm miệng lại kiều lão nói con đi gọi nó đến đây thì duy rời đi kiều lão hướng kiều bằng phi nói bằng phi mộng viện gần đây tâm tình không tốt con làm anh phải quan tâm nó nhiều hơn dành thời gian dẫn nó đi chung quanh một chút kiều bằng phi lên tiếng kiều lão lại chuyển hướng trương dương ngày đó các người hình như đi trường đua chơi rất hài lòng trương dương và kiều bằng phi liếc mắt nhìn nhau không biết kiều lão đột nhiên nhắc tới chuyện này là có ý gì trương dương cười nói cũng được bất quá con có chút chuyện hắn đem tất cả chuyện của mình kể ra Kiều lão nói, người tuổi trẻ chọc chút chuyện sợ cái gì. Then chốt là muốn thấy rõ thế cục, chuyện gì có thể chọc chuyện gì không thể chọc. Trương Dương nghe ra Kiều lão những lời này có thâm ý, cười nói Kiều lão, ngài dạy con kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi cũng không nói như vậy, người tuổi trẻ nhiệt huyết kích động không là chuyện xấu, cho dù đã làm sai chuyện, cũng có thể dùng trẻ tuổi làm lý do, lúc trẻ tuổi phạm chút sai lầm, thật ra là tích lũy kinh nghiệm, chỉ có làm sai chuyện, ký ức mới có thể khắc sâu, nếu như ở độ tuổi như mấy đứa, cả đám lòng dạ sâu đậm, cáo giả, dạ, vậy cái thế giới này chẳng phải là đáng sợ sao? Kiều lão nói làm cho bọn họ đều nở nụ cười. Kiều lão nói, ai lúc trẻ tuổi không có làm sai chuyện. Bằng phi, nếu như con không làm sai chuyện, ông cũng sẽ không cho con đi Tây Tạng. Sự thật chứng minh, con đi Tây Tạng 2 năm đã thành thục rất nhiều. Có đôi khi, thay đổi của con người đều là bắt đầu từ làm sai chuyện. Kiều bằng phi ngượng ngùng cười cười, hai năm này khiến cho hắn nhận thức đến rất nhiều chỗ không đủ, lần này phong ba của Kiều Gia càng làm cho hắn ý thức được trách nhiệm của mình, Kiều Bằng Phi chân chính hiểu được phải đi giữ gìn địa vị và vinh dự của gia tộc. Kiều Lão nói, Bằng Phi, có đi chúc Tết cho sư phụ con hay không? Nhắc tới chuyện này biểu tình của Kiều Bằng Phi có vẻ vô cùng xấu hổ ông nội. Trên thực tế trước khi hắn đi quân ngũ tại Tây Tạng, đã bị sư phụ sử thương hải trục xuất khỏi sư môn. Kiều lão nói, nhất nhật vi sư trung thân vi phụ, cho dù người làm cha này có thể không tiếp thu người con như con, làm con trai không thể không nhận thức người cha này. Bằng phi, lần này con trở về khiến cho ông thấy được con có rất nhiều thay đổi, ông rất vui mừng, thế nhưng chỉ là nhận thức được sai phạm của mình là chưa đủ, là đàn ông nên có dũng khí sửa đổi sai phạm. Kiều Bằng Phi gật đầu. Trương Dương cười nói, tôi đang chuẩn bị đi chúc Tết cho sử lão gia tử. Bằng Phi, tôi và cậu cùng nhau đi qua nha. Kiều Bằng Phi trong lòng ấm áp, tại Tây Tạng hắn và Trương Dương gặp nhau, giữa hai người đã không còn ân oán nữa, nhưng Kiều Bằng Phi thật không ngờ mình và Trương Dương sẽ trở thành bạn bè. Lần này Trương Dương tới kinh, hắn kinh ngạc phát hiện bọn họ trên tính cách lại có thể có rất nhiều điểm giống nhau. Kiều Lão nói tốt, Bằng Phi, đi gọi hai nhà đầu cùng đi, đừng để cho mấy đứa nó ở nhà phiền muộn. Lúc Kiều Bằng Phi đứng dậy đi gọi người, Trương Dương hướng Kiều lão thẳng thắn thành khẩn nói, thật ra ngày đó chúng con và con trai của Trần bộ trưởng xảy ra một ít chuyện không hài lòng. Kiều lão nói, giả như một đứa nhỏ xông lên đánh con, con có thể không tính toán với nó, thế nhưng hắn muốn đánh vào mặt của con, con nhất định phải giữ tay của nó lại, cần phải cho nó một bài học thì đối với nó mới có lợi. Trương Dương liên tục gật đầu, hắn phát hiện rất nhiều lời của Kiều lão đều nói đến tâm của mình. Kiều Mộng viện vốn không muốn đi ra, thế nhưng nếu ông nội lên tiếng, cô ấy chỉ có thể nghe lệnh, thấy Trương Dương cợt nhả, trong lòng của Kiều Mộng Viện bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm động, thông minh như cô ấy tự nhiên biết Trương Dương lần này lựa chọn ở Kinh Thành có quan hệ rất lớn cùng mình. Hai người nói một tiếng năm mới vui vẻ với nhau, mọi người đều lên xe của Trương Dương, Kiều Bằng Cử chủ động xin lái xe, hắn có chút hiếu kỳ nói, cái xe này là kiểu mới nhất của năm nay, Trương Dương, cậu lấy ở chỗ nào ra thế? Mượn của bạn bè hồ bằng cầu hữu của anh thật nhiều vừa rời khỏi cửa nhà thì duy há mồm liền không nhịn được bắt đầu tổn hại trương dương trương dương cười nói cô là hồ bằng hay là cầu hữu thì duy trợn tròn mắt nói tôi không phải bạn bè của anh kiều mộng viện không nhịn được cười nói được rồi mới sáng sớm các người đã pháo đốt mùi thuốc súng sao nồng nặc như thế thì duy nói là hắn chọc em trước trương dương không tiếp lời bởi vì điện thoại của hắn vang lên là Tiết Vĩ Đồng gọi điện thoại chúc Tết cho hắn, Trương Dương cười nói, chúc em năm mới vui vẻ, em gái, đang làm gì vậy? Tiết Vĩ Đồng nói, trượt băng, đang buồn chán muốn chết, người khác đều có đôi có cặp chỉ có em một người, anh tới chơi với em đi. Trương Dương nói, anh còn có việc, đang đi chúc Tết. Chúc Tết ai vậy? Trương Dương đem chỗ mình đi nói ra, bên kia Tiết Vĩ Đồng vừa nghe liền nổi hứng thú, em cũng đi. Trương Dương còn chưa có kịp hỏi cô ấy đi làm gì, bên kia đã cúp điện thoại, hắn chỉ có cười lắc đầu. Kiều Bằng Phi hỏi hắn là ai vậy, Trương Dương đem chuyện tình nói ra, cười khổ nói, đứa em gái này của tôi cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Thì Duy nói, em gái của anh thật nhiều, có câu hát như thế nào nhỉ? Anh rốt cuộc có mấy người em gái, vì sao ai ai cũng đều tiều tụy như vậy, cô ấy lại có thể hát mới ghê chứ? Kiều Mộng Viện bỗng nhiên phát giác, lúc Thì Duy hát, Trương Dương thông qua gương chiếu hậu đánh giá mình, phương tâm của cô ấy hoảng loạn, cuống quyết đem ánh mắt trốn tránh. Mùng một đầu năm, bát quái môn dán giấy đỏ đầy cửa, trưởng môn bát quái môn sử thương hải ở trong đại đường nụ cười đầy mặt tiếp thu chúng đệ tử quỳ lạnh. Các đệ tử sau khi dập đầu, sử thương hải cho mỗi đệ tử một cái bao đỏ, trong lúc đang phát bao đỏ, con ông sử anh hào đi tới bên cạnh thấp giọng thì thầm hai câu. Sử thương hải hơi ngẩn ra, hai hàng lông nghi không khỏi nhíu lại, thấp giọng nói, dẫn bọn họ ra hậu viện phía sau. Sử Thương Hải phát tiền lì xì xong đi tới hậu viện đã là hơn 10 phút, thấy Trương Dương và Kiều Bằng Phi bốn người đã ở trong phòng phía sau uống trà. Thân ảnh của Sử Thương Hải vừa xuất hiện tại trước cửa, Kiều Bằng Phi liền quỳ xuống, hắn cung kính nói, sư phụ, đồ nhi chúc Tết cho ngài. Nói xong thì liên tiếp dập đầu ba cái. Sử Thương Hải cũng không có nhìn hắn, hướng Trương Dương mỉm cười nói, Trương Dương, sao cậu lại ở Kinh Thành, chương 1292, lộ một tay nhỏ. 2. Trương Dương nói, sử lão gia tử, tôi cũng đi tới chúc Tết cho ngài. Hắn tiến lên một bước muốn quỳ xuống, sử thương hải ôm cánh tay hắn nói, không cần đa lễ, tôi chẳng bao giờ đem cậu thành vãn bối. Sử thương hải cực kỳ tôn sùng đối với võ công nhân phẩm của Trương Dương, từ khi Trương Dương ở khấu trường thành đánh bại cao thủ hai phương Nhật Hàn liên hợp công kích, sử thương hải càng coi Trương Dương là hy vọng của võ lâm Trung Hoa, vô cùng coi trọng đối với hắn ông bắt chuyện mời trương dương một lần nữa ngồi xuống bên kia kiều mộng viện cũng chúc tết cho ông biểu hiện của sử thương hải cũng là cực kỳ khách khí mỉm cười nói kiều lão thân thể khỏe chứ qua vài ngày nữa rảnh rỗi tôi đi quý phủ thỉnh an cho kiều lão kiều bằng phi vẫn đang quỳ ở kia sử thương hải cũng không có ý kêu hắn đứng lên thì duy thấy anh họ lọt vào lạnh nhạt như vậy trong lòng nhất thời cảm thấy không cam lòng cô ấy có tính không nín được không nhịn được nói, sử lão gia tử, anh họ tôi cũng chúc Tết cho ngài. Ánh mắt của sử thương hải vẫn không hướng về kiều bằng phi, mỉm cười nhìn thì Duy nói anh họ cô là ai. Thì Duy biết vị lão gia tử này là cố ý giả bộ hồ đồ, cô ấy đưa tay chỉ chỉ kiều bằng phi nói, cũng chính là anh ấy, đồ đệ của ông kiều bằng phi. Sử thương hải lúc này mới nhìn kiều bằng phi một chút, hắn là anh họ của cô, không phải đồ đệ của tôi. Từ ngữ khí của lão gia tử có thể nghe ra, tức giận trong lòng ông vẫn chưa tiêu. Kiều Bằng Phi cũng không nói chuyện, vẫn đang quỳ ở đấy, tính tình hắn vô cùng cuột cường, ngày hôm nay nếu như sư phụ không tha thứ, hắn sẽ không đứng lên. Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng lập tức rõ ràng, thật ra sử lão gia tử cũng không thật tâm tuyệt tình, lúc trước Kiều Bằng Phi bị trục xuất môn tường, nguyên nhân còn trên người mình, lão gia tử chắc hẳn cũng là vì mặt mũi. Trương Dương cười nói, sử lão gia tử, có câu là nhất nhật phi phu trung thân vi phụ ngài thật không tiếp nhận hắn sử thương hải nói tôi sống nửa đời người rồi nói không giữ lời lúc nào trương dương cười nói vậy cũng phải cho một cơ hội sửa đổi tôi và bằng phi đều có thể xóa bỏ mâu thuẫn trên đời này còn có cái gì không thể giải quyết hai thầy trò làm sao mà thù nhau được sử lão gia tử lúc đầu chuyện của bát quái môn các người tôi không muốn xen vào nhưng hôm nay là lễ mừng năm mới tôi thấy tâm tình ngài rất tốt nên nói nhiều một câu, thật ra Bằng Phi đã sớm sửa đổi, theo tôi thấy, trong hàng đệ tử nhiều như vậy tử chân chính có thể kế thừa y bát của ngài thật đúng là không có mấy người, con trai ngài không không hơn Bằng Phi, ngài nếu như thật không thu hắn, tôi đem hắn giới thiệu cho vịnh xuân phái. Sử thương hải trừng mắt liếc hắn nói, chuyện của bát quái môn chúng tôi đến lượt cậu quan tâm sao? Trương Dương phá lên cười ha ha, sử thương hải nói những lời này giống như nhận thức kiểu Bằng Phi vẫn là đệ tử bát quái môn. Suy nghĩ của Kiều Bằng Phi cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, nghe được lời này, nghe được sư phụ nói chuyện có chút thả lỏng, nhanh chóng dùng đầu gối đi tới trước mặt sư phụ, lại cung kính dập đầu ba cái, cái dập đầu này rất thật, ngay cả cái chán đều đỏ lên, sư phụ tải thượng, đồ nhi dập đầu cho ngài. Sử thương hải thật ra lúc trước đuổi Kiều Bằng Phi đi trong lòng cũng cực kỳ không đành lòng, như lời trương dương, trong nhiều đệ tử của ông, Kiều Bằng Phi là một người cực kỳ xuất sắc không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói, Năng lực lĩnh ngộ của hắn tại phương diện võ học vượt hơn cả con trai ông Sử Anh Hào, đáng tiếc tên nhóc này tuổi trẻ lông bông, thích gây chuyện thị phi, còn đem nhiều đệ tử của bát quái môn kéo vào trong vòng thị phi. Mấy năm nay Sử Thương Hải cũng đã quan tâm hướng đi của hắn, biết Kiều Bằng Phi đi Tây Tạng tham gia quân ngũ, bất quá ông thật không ngờ Trương Dương và Kiều Bằng Phi hai kẻ thù ngày xưa, bây giờ có thể bắt tay trở thành bạn bè, có Trương Dương ở bên cạnh hòa giải, nhìn biểu hiện đầy thành ý của Kiều Bằng Phi, sử thương hải rốt cục hồi tâm chuyển ý, với xuất thân của Kiều Bằng Phi, ngày hôm nay có thể làm được như vậy đã vô cùng hiếm có. Sử thương hải nói, con đứng lên đi. Kiều Bằng Phi nghe được ông lên tiếng, lúc này mới dám đứng dậy. Sử thương hải nhìn Kiều Bằng Phi từ trên xuống dưới, vui mừng phát hiện hắn đi Tây Tạng 2 năm, trên người lại có thể xảy ra biến hóa như thay ra đổi thịt. Vẻ cuồng ngạo trong ánh mắt ngày xưa đã biến mất từ lâu không còn sót lại chút gì, ông thấp giọng nói đen, cũng gầy kiều bằng phi nói tiệt tử ngoại trên cao nguyên tương đối mạnh đen một ít là khó tránh khỏi sử thương hải nói lần này ở nhà bao lâu không đi sử thương hải nói quay đầu lại xem sư huynh để luyện tập võ nghệ con cũng đi chuẩn bị một chút luyện tập để cho mọi người nhìn xem công phu của con mấy năm nay có mới là hay không kiều bằng phi biết sư phụ rốt cuộc muốn đem mình một lần nữa nhập môn kích động hai mắt đỏ lên âm thanh cũng run lên sư phụ con con đi chuẩn bị thấy Kiều Bằng Phi và Sử Thương Hải hai thầy trò đoàn tụ với nhau, Kiều Mộng Viện và Thì Duy cũng hân hoan không gì sánh được. Sử Thương Hải chuyển hướng Trương Dương nói, Trương Dương, cậu là cao thủ, lát nữa đám đệ tử của tôi tiến hành luyện tập võ nghệ năm mới, cậu hỗ trợ chỉ điểm một chút. Trương Dương khiêm tốn nói, vãn bối làm sao dám mua búa trước cửa lỗ ban. Sử lão gia tử cười ha hả nói, chỗ của tôi là bát quái môn, không phải cửa lỗ ban, búa thì không có, đại đao thật ra có mấy cây. Đệ tử bát quái môn chuẩn bị luyện tập võ nghệ mừng năm mới, Tiết Vĩ Đồng cũng đúng lúc chạy tới giúp vui. Cô ấy và Kiều Mộng Viện thì duy đều quen biết, ba cô gái ngồi chung với nhau tự nhiên có không ít lời để nói. Trương Đại Quan Nhân thấy mấy cô ấy ở một bên trò chuyện hăng say, không khỏi mỉm cười, không biết ngày hôm nay các nàng có thể tuôn ra bao nhiêu thứ bát quái. Trong âm thanh ủng hộ của mọi người, Kiều Bằng Phi mặc luyện công phục màu xanh đi lên diễn võ đường, trước tiên hành lễ hướng sư phụ Sử Thương Hải sau đó ôm quyền hướng các vị sư huynh đệ. Kiều Bằng Phi đi Tây Tạng 2 năm, công phu cũng không có hoang phế, mỗi ngày dành thời gian luyện tập bát quái trưởng, nhưng thấy bước chân hắn biến ảo bàn tay tung bay, thân tiệp bộ linh, tùy đi tùy đổi, hình như du long, thị như vượn thủ, tỏa như hùng cứ, chuyển như ưng bàn, hình dáng như rồng, mắt nhìn sáng như vượn, ngồi, vững như gấu, di chuyển như chim ưng bộ pháp linh động mà không mất vững vàng, tiến thối vừa phải, công thủ nhiều mặt, có đề thăng còn hơn lúc trước hắn ở Kinh Thành. Trương Dương cũng là lần đầu thấy Kiều Bằng Phi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh xong một bộ bát quái trưởng, hắn liếc mắt nhìn ra Kiều Bằng Phi đã đề thăng lên một bậc so với lúc đầu giao thúc với nhau. Sử thương hải mặt lộ vẻ mỉm cười, vuốt sâu gật đầu, đã không che giấu được vui mừng phát ra từ nội tâm. Âm thanh của Trương Dương vang lên vào lỗ tai ông, chúc mừng lão gia tử có giai đồ. Sử thương hải cười ha hả nói, hai năm nay tôi cũng không có dạy hắn, là chính hắn nỗ lực. Kiều Bằng Phi đánh sau một bộ bát quái trưởng. Hiện trường tràn ngập tiếng ủng hộ và tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Kiều Bằng Phi có danh tiếng không tồi bên trong các sư huynh đệ. Ngay trước tuy rằng hắn hơi lông bông một chút. Nhưng dù sao cũng là với bên ngoài. Với sư huynh đệ đồng môn. Hắn vẫn đều rất khiêm tốn. Hơn nữa thái độ làm người cũng rất được. Nhân duyên không tồi. Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn phát sinh mâu thuẫn cùng Trương Dương. Các sư huynh đệ đều ra sức cho hắn. Đệ tử bát quái môn luân phiên biểu diễn, bởi vì là lần đầu tiên luyện tập võ nghệ của năm mới, vừa là biểu diễn trước mặt sư phụ, ai ai cũng đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem biểu hiện. Kiều Mộng viện, Cha Vi và Tiết Vĩ đồng thấy cũng là náo nhiệt, các nàng liên tục vỗ tay, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Người cuối cùng chính là Sử Anh Hào, hắn biểu diễn chính là bát quái đao, bát quái đao giống nhau đơn đao, nhưng thể tích lớn hơn loại đao bình thường. Thân đao dài hơn một thước chỗ này miêu tả về vũ khí cho nên dùng từ SV, không đổi ra hơn nữa toàn bộ thanh đao đạt đến một thước tư. Bát quái đao của Sử Anh Hào là đặc biệt định chế, năm 15 cân, không có lực cánh tay tương đương là không có khả năng nắm trong tay như thường. Sử Anh Hào một tay cầm đao, chân phải đạp về phía trước một bước, mặt đất phát ra âm thanh chấn động. Bụi cát trong khe gạch nhất thời bay lên, ánh đao chợt lóe, nhưng thấy đao đi không thấy người đi, thân đao theo bộ pháp lên xuống liên tục thân pháp quẹo trái nghiêng phải biến hóa ra cái kiểu trẻ bổ vẩy gạt kéo vuốt chuyển cắt kéo dài không ngừng giống trường Giang Hoàng Hà thao thao bất tuyệt lại như phi phượng du long biến hóa hàng ngàn hàng vạn đao pháp của Sử Anh Hào khơi dậy tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng của hiện trường một đường đao pháp đánh xong Sử Anh Hào trở về vị trí bắt đầu mặt không đỏ tim không đập nhanh đứng ở nơi đó tĩnh như núi rất có phong phạm tông sư Trương Dương cũng không khỏi thầm khen sử anh hào cũng có đề thăng chỉ cần là phần khí độ này đã ít có người theo kịp sử thương hải hướng trương dương nói thế nào trương dương khen hảo đao pháp sử thương hải nói cậu cũng xuống phía dưới luyện tập đi cho đám đồ đệ của tôi mở rộng nhãn giới thế nào trương dương cười nói thôi bỏ đi công phu của tôi nhục nhã lắm sử thương hải mỉm cười nói đừng khiêm nhường để cho bọn nó kiến thức võ công chân chính một chút Trương Dương thấy thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đi xuống giữa sân, hắn cười tủm tỉm nói, nếu sử lão gia tử mở miệng, tôi cũng chỉ có thể tự bêu xấu, khái niệm công phu của của tôi là ứng biến, võ công trăm khoanh vẫn quanh một đốm, xét đến cùng vẫn là muốn thực chiến, chiêu thức là chết, con người là sống, tôi đánh một bộ thái cực quyền nha. Trương Đại Quan Nhân nói xong ôm quyền, dùng một thức cực kỳ tiêu chuẩn của thái cực để đánh thái cực quyền, hắn cũng không muốn biểu lộ võ công của mình trước mặt người khác quá độ, Thật ra đối với hắn mà nói, luyện võ công đến cảnh giới này, bất luận quyền pháp gì hắn dùng đều có uy lực như nhau. Thái cực với hình ý, bát quát được xưng là nội gia tam đại quyền pháp, thái cực quyền chủ trương dùng ý không dùng lực, lực là mượn từ người. Mượn lực của người nghĩa thật là mượn lực hút của trái đất, tức là mượn trọng lượng quanh thân thể đè xuống mặt đất mà sinh ra lực phản chấn, định luật hai của Newton, khi ta tác dụng một lực vào một vật vật ấy cũng sẽ tác dụng lại một lực tương tự vào ta, dùng nó làm nguồn sinh lực cho hoạt đột. Có thể nắm chắc kỹ xảo này, thì nguồn sinh lực sẽ không bao giờ cạn kiệt, một người từ lúc còn nhỏ bắt đầu học xoay người, bước đi cũng bắt đầu chống đỡ với lực hút của trái đất, một cái nhấc tay, một cái nhấc chân đều là dùng lực lượng bản thân để chống lại lực hút trái đất. Khi con người không ngừng lớn lên, thì các hành động này đã thành một thói quen, muốn thay đổi một hoạt động của thói quen là một chuyện rất khó khăn. Pháp môn nguyện lực hút của trái đất cũng là đem mỗi một bộ phận của thân thể thả lỏng ra, đem trọng lượng toàn bộ giao cho lực hút trái đất. Trường đại quan nhân phát hiện ra một vài lý luận của thái cực quyền rất giống với đại thừa quyết, trong khi tìm hiểu về đại thừa quyết, hắn cũng có lý giải thêm về thái cực quyền, thời đại bây giờ đã có rất ít người bằng. Có thể thái cực quyền của hắn không phải là động tác tiêu chuẩn nhất, nhưng mà đối với việc nắm giữ quyền ý thì hắn tuyệt đối là đệ nhất. Lúc Trương Dương luyện quyền thì mỉm cười nói, các người có thể sử dụng tất cả đồ để tấn công tôi thử xem. Lời của Trương Dương vừa dứt, bên kia thì Duy đã cầm tách trà vừa uống xong ném qua hướng của hắn. Trương 1293, bộc lộ bộ mặt hung ác. Một, Trương Đại Quan Nhân nhìn cũng không nhìn, bàn tay đưa ra ngoài, ở trên hư không trong vẽ một vòng tròn, nhẹ nhàng đem tách trà vỗ ra ngoài, tách xoay tròn trà tại không trung vững vàng đáp bàn vuông ở một bên, chiêu thức ấy khiến cho mọi người hơi bị líu lưỡi, Trương Dương đối với lực đạo của nắm tay thật sự đã đạt tới trình độ không tưởng. Tiết Vĩ Đồng thấy thú vị, cầm một cái ghế tròn ném qua. Trương Dương chờ tay, dán trên cái ghế tròn, thân thể xoay tròn, ghế tròn như dính trên tay hắn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chỉ có chân sau rơi xuống đất, cái ghế vừa rơi xuống một chút liền nghiêng xoay tròn. Thái cực quyền tất cả mọi người đều thấy qua, thế nhưng thái cực quyền như Trương Đại Quan Nhân, không ai nhìn thấy qua, thái cực quyền của thằng nhãi này nói thật ra chỉ giống 78 phần, thế nhưng ý cảnh cũng đủ 10 phần. Bên kia xử thương hải cho con trai một ánh mắt, sử anh hào hiểu ý, theo ánh mắt của cha nhìn lại, lão gia tử nhìn chính là tảng đá bên ngoài, tảng đá kia nặng chừng 100 cân, sử anh hào sải bước đi qua, một tay nâng lấy tảng đá lên, hiện trường vang lên một trận tiếng kinh hô. Thì Duy lúc này cũng không khỏi lo lắng, hướng kiểu mộng viện bên cạnh nói, hắn thật sự muốn ném tảng đá qua. Kiều Mộng Viện tuy rằng cũng có chút lo lắng, thế nhưng cô ấy càng tin tưởng thực lực của Trương Dương, Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương cùng nhau sóng vai tiến hành sinh tử chi đấu. Đối với năng lực của Trương Dương cũng có nhận thức nguyên vẹn, cô ấy tuyệt đối tín nhiệm đối với vị tam ca kết bái này, cho rằng tảng đá này căn bản không tạo bất luận uy hiếp gì đối với hắn. Sử Anh Hào nâng tảng đá lên, sau đó đi về phía trước vài bước, đem một tảng đá khác tựa ở trụ hành lang bên cạnh nâng lên. Toàn bộ diễn võ đường trở nên im ắng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hành động của Sử Anh Hào. Sử Anh Hào hai tay nâng đá, thân thể lấy chân trái làm trụ xoay tròn, hai tảng đá trong hai tay trước sau bay ra, thẳng đến chỗ Trương Dương, đá bay với tốc độ cao phát ra âm thanh vang vọng khắp diễn võ đường. Ở đây phần lớn người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, người thường nếu như bị mấy tảng đá này ném chúng, sợ rằng sẽ gãy xương như chơi. Trương Đại Quan Nhân cũng không thấy bất luận hoảng loạn, một trường toát ra, với một góc xảo diệu tiếp xúc tảng đá mặt khác tay còn lại đưa ra đỡ dưới đáy của tảng đá đến sau dựa theo chân lý thái cực hai tảng đá này vốn dĩ năng trăm cân trải qua lực ném của sử anh hào lại gia tăng gấp mấy lần không thể nghi ngờ có thể nói là hai tảng đá như lôi đình vạn quân vọt đến trước mặt trương dương lại đột nhiên bị tan biến lực lượng theo chuyển động hai tay của trương dương tảng đá nặng trăm cân ở trên tay hắn trở nên mềm mại như lông hồng động tác của trương dương lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi không gặp chút cản trở nào. Đệ tử bát quái môn tại hiện trường tu hành sâu cạn khác nhau, thế nhưng ai ai cũng đều đã nhìn ra, Trương Dương đã tới cảnh giới cao nhất, bốn lạng bạt ngàn cân. Hai tảng đá theo động tác của Trương Dương càng múa càng nhanh, đột nhiên Trương Dương động tác biến đổi, hai tảng đá giống hồ điệp bay về phía trong đình viện, nhẹ nhàng trở xuống chỗ cũ, giống như chẳng bao giờ di động qua. Trương đại quan nhân chậm rãi thu hồi động tác, hai tay chắp ở sau người, mặt mang nụ cười, khí định thần nhàn, hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh gần 10 giây, tiếng vỗ tay mới vang lên như sóng biển. Bao gồm sử anh hào ở bên trong, trong ánh mắt của tất cả bát quái môn đệ tử nhìn Trương Dương tràn ngập sùng kính, bọn họ hiện tại mới chính thức lĩnh ngộ đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, với võ công của Trương Dương, bọn họ căn bản không cách nào sờ được bóng lưng. Trương Dương đi tới trước mặt của Sử Thương Hải, mỉm cười nói tự bêu xấu. Sử Thương Hải than thật tự đáy lòng, võ công của cậu đã tới cảnh giới đại thừa, bất luận võ học gì đối với cậu mà nói cũng không là việc khó. Trương Dương nói, mua búa trước cửa lỗ ban, mong rằng sử lão gia tử không nên chê cười mới tốt. Sử thương hải làm sao chê cười Trương Dương, ông đã nhìn ra võ công của Trương Dương tuyệt hảo, võ công luyện đến loại cảnh giới này, nhãn giới và năng lực lĩnh ngộ tất nhiên hơn người một bậc. Trên thực tế Trương Dương chỉ cần từ trong diễn luyện của đệ tử bát quái môn, đã nắm giữ tinh ví của bát quái trường. Ngày hôm nay nếu như không phải lo lắng đến cấm kỵ môn phái, Trương Dương đã sớm đem lĩnh ngộ của mình đánh ra bát quái trưởng. Sử Thương Hải buổi trưa vốn định giữ nhóm Trương Dương ở lại ăn, nhưng Trương Dương xin miễn, buổi chiều hắn có hẹn với Trương Bích Quân, Kiều bằng phi lâu như vậy không cùng nhau ăn với sư phụ. Ngày hôm nay Sử Thương Hải rốt cục một lần nữa thu nhận hắn làm đệ tử, đương nhiên kích động không ngớt, muốn lưu lại cùng sư phụ và sư huynh đệ đồng môn cùng nhau ăn. Kiều Mộng Viện và Thì Duy cũng ở lại, Trương Dương nhìn ra Kiều Mộng Viện ở lại là vì tránh cùng một chỗ với mình, cô ấy có ý định phân rõ cự ly giữa bọn họ. Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng cùng nhau rời khỏi bát quái môn, Tiết Vĩ Đồng vội vàng liên hệ Chu Hưng Quốc mấy người, đầu năm mới nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, cô ấy dự định hẹn mấy người anh em kết nghĩa cùng một chỗ uống vài ly. Trương Dương mượn cớ mình có việc, thật vất vả mới khiến cho Tiết Vĩ Đồng tin tưởng, đáp ứng cô ấy buổi tối cùng nhau uống, lúc này mới có thể rời đi. Trương Dương lái xe đi tới một bãi đỗ xe của khu Bắc Kinh Thành, Trương Bích Quân và hắn hẹn buổi chiều 2 điểm gặp lại ở đây, Trương Dương dựa theo dặn dò của Trương Bích Quân đem xe dừng lại vị trí đặt trước, hắn thấy chiếc xe thương vụ một bên, hai gã mặc đồ đen mở cửa đi xuống, một người bên trong chính là tài xế tối hôm qua đem xe giao cho hắn, Trương Dương đẩy cửa xe đi xuống, đem chìa khóa ném cho tên tài xế kia. Một người khác làm một động tác mời, Trương Dương tiến vào bên trong xe thương vụ, Hắn phát hiện Trương Bích Quân cũng không ở trong xe, tên mặc đồ đen kia đưa cho Trương Dương một cái khăn trùm đầu màu đen, tổ chức quy định, làm phiền phối hợp một chút. Trương Dương gật đầu, rất phối hợp mang khăn trùm đầu vào. Xe thương vụ bắt đầu khởi động, ước chừng 40 phút sau, ô tô ngừng lại, hai gã đặc công quốc an cùng Trương Dương đi xuống ô tô, nhưng vẫn không cho hắn cởi khăn trùm đầu xuống, đi về phía trước vài phút, tựa hồ tiến vào một tòa kiến trúc, Trương Dương dừng chân không lâu sau thì có cảm giác mất trọng lực, hắn ý thức được mình đang ở trong thang máy. Thang máy xuống phía dưới, nửa phút sau thì dừng lại, Trương Dương nghe được người bên cạnh nói có thể gỡ xuống. Trương Dương gỡ khăn trùm đầu xuống, thấy mình đang gỡ trong một con đường nhỏ có ánh đèn thật dài, hai gã đặc công quốc an đi theo hai bên của hắn, trên con đường này, cách mỗi 20 mét thì có một lính gác vũ trang hạng nặng. Từ cái thế trận này Trương Dương đoán ra được bản thân hẳn là đi tới một căn cứ bí mật nào đó của quốc an. Đi tới cuối con đường, một gã đặc công tiến hành mật mã, vân tay và con người chứng thực, mới mở cửa lớn, Trương Dương cùng bọn họ đi vào, không bao lâu hắn thấy Trương Bích Quân mặc đồ màu xám mỉm cười đi tới, xa xa vươn tay hoan nghênh quang lâm căn cứ bí mật cục người chúng tôi. Trương Dương và Trương Bích Quân nắm tay, nhìn chung quanh một chút, cười nói Trương Cục trưởng, cảnh tượng thật lớn. Trương Bích Quân thản nhiên cười, cô ấy phất phất tay, ý bảo người xung quanh không cần theo tới, mang theo Trương Dương đi vào một phòng làm việc rộng mở. Phòng làm việc lắp đặt thiết bị và phương tiện cực kỳ hiện đại, phía trước có một TV thật lớn, thoạt nhìn có loại cảm giác tiến vào vũ trụ. Trương Bích Quân pha cà phê cho Trương Dương, cũng tự pha cho mình một ly chén, mời Trương Dương ngồi xuống. Cô ấy mỉm cười nói, cơ quan của chúng tôi cậu hẳn là sẽ không cảm thấy xa lạ. Trương Dương nói, tôi hôm nay tới đây không phải vì tham quan. Trương Bích Quân gật đầu nói, tôi sở dĩ mang cậu đến nơi đây, cũng là vì biểu hiện thành ý của tôi, cậu giúp tôi làm nhiều chuyện như vậy, tôi đối với cậu đương nhiên không có dấu giếm, tôi từ đầu đến cuối cho rằng cơ sở hợp tác cũng là thẳng thắn thành khẩn. Trương Dương nhấp một ngụm cà phê, tối hôm qua các người không phải đắc thủ. Đây là một vấn đề Trương Dương quan tâm nhất. Trương Bích Quân gật đầu, tìm được đồ rồi. Trương Dương nói, tang bối bối rốt cục có phải là người của bà? Trương Bích Quân nói, tôi không nhận ra tang bối bối, bất quá tôi nghe nói tối hôm qua trong vụ cháy có một vũ nữ mất tích, về phần chỗ của của cô, cảnh sát đang điều tra, cái khác tôi hoàn toàn không biết gì cả. Trương Dương thở dài nói, tôi hiện tại mới rõ ràng vì sao bà muốn phóng hỏa tại lầu 2, đồ rõ ràng tại khu B, vì sao muốn tạo hỗn loạn tại khu A, thì ra các người sáng sớm đã dự định liên thông hai biệt thự. Trương Bích Quân mỉm cười. Trương Dương nói, lúc cháy, bởi vì lửa bắt đầu cháy từ tầng 2, cho nên lầu 1 và tầng hầm ngầm tạm thời sẽ không lan đến, người của các người lợi dụng thời cơ này tiến vào đường hầm, tôi nghĩ trước đó các người hẳn là đã sớm điều tra rõ kết cấu và hệ thống an ninh của biệt thự, cho nên rất thuận lợi đi qua đường hầm tiến vào khu B, hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho cô ấy. Trương Bích Quân mỉm cười nói, cậu rất thích suy luận. Trương Dương nói, chỉ là tôi không nghĩ thông bà đã an bài người đột nhập vào biệt thự của cha Tấn Bắc, vì sao còn muốn tôi đi làm loại công tác này, tôi làm chuyện có phải là quá đơn giản, có phải là có chút vẽ rắn thêm chân. Trương Bích Quân nói, mỗi một phần đều rất quan trọng, bất luận một đốt nào xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến toàn bộ thất bại. Trương Dương lắc đầu nói, tôi vẫn đều suy nghĩ chuyện này, quả bom kia suýt nữa nổ chết tôi, chỉ có thể nói tôi không may, nếu như tôi không phải đi cứu người, cũng sẽ không gặp phải quả bom ấy, thế nhưng tôi tỉnh táo lại từ đầu đến cuối đều nghĩ không ra, trong hành động lần này tôi rốt cuộc đóng vai trò như thế nào. Phóng hỏa, chuyện này ai cũng đều có thể làm, cha tấn bắc sau khi mất đồ, sẽ đem nghi ngờ tập trung trên người của ai. Trương Bích Quân lẳng lặng nhìn Trương Dương, trên mặt đã không có ý cười. Trương Dương nói, ông ta sẽ đem cái món nợ này tính trên đầu tôi, bởi vì trước đó tôi đã theo dõi ông ta, cha tấn bắc khẳng định sẽ đem mục tiêu hoài nghi tập trung trên người tôi, các người cho tôi phóng hỏa là giả, bắt tôi làm người chịu tội thay mới là thật. Trương Bích Quân thở dài một hơi nói, Trương Dương, cậu suy nghĩ thực nhiều, cha tấn bác cho dù hoài nghi cậu, ông ta có chứng cứ sao? Trương Dương nói, vậu chính là bà thừa nhận. Trương Bích Quân nói, trên thực tế, nếu như ông ta có đầu óc, ông ta sẽ tra ra cậu căn bản không có thời gian lẻn vào khu B đánh cắp đồ. Trương Dương nói, ông ta không phải kẻ ngu si, ông ta khẳng định sẽ đoán rằng tôi có đồng bọn, chương 1294, bộc lộ bộ mặt hung ác. hai Trương Bích Quân nở nụ cười, quan trọng sao? Trương Dương nói, đối với bà không quan trọng, nhưng đối với tôi rất quan trọng, tôi rất không vui chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cảm giác của Trương Dương đối với Trương Bích Quân cũng không tốt, nhất là so sánh với hình chiêu huy, Trương Bích Quân người này tâm cơ quá sâu, không thẳng thắn thành khẩn giống hình chiêu huy. Trương Bích Quân nói, không ai muốn cậu chịu tiếng xấu thay cho người khác, Tôi nói cho cậu một chuyện, lúc trước cậu đi đến vùng cấm quân sự núi Thương Mạc cũng là cái bẫy của cha Tấn Bắc. Trương Dương nhíu nhíu mày, bà có chứng cứ sao? Trương Bích Quân gật đầu, chúng tôi phát hiện một phần tư liệu bí mật bị lấy từ vùng cấm quân sự núi Thương Mạc trong tủ bảo hiểm của cha Tấn Bắc, chỉ cần là cái này, chúng tôi có thể nhận định ông ta là một gã gián điệp Đài Loan. Trương Dương nói, các người rốt cuộc phát hiện cái gì? Trương Bích Quân nói, chuyện cơ mật quốc gia. Trương Dương nở nụ cười. Hắn tràn ngập trào phúng nói, thật sự là một lý do tuyệt vời, được, tôi không hỏi, tôi cũng không có hứng thú biết, hiện tại bà có thể làm tròn hứa hẹn lúc trước. Trương Bích Quân gật đầu, bà ấy cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi phía trước, tia sáng bên trong đồng thời ảm đạm xuống. Một lát sau mới nhìn thấy màn hình, một âm thanh âm trầm vang lên, hẳn là ngôn ngữ của một nước Đông Á, một lát sau, màn hình bắt đầu trở nên rõ ràng, thấy một người nữ bị người cột vào ghế bên cạnh là một gã mặc quân trang Bắc Triều Tiên túm lấy tóc cô ấy, ép cô ấy ngẩng đầu lên, đối mặt màn ảnh, vết thương trên mặt cô ấy rất nhiều, tuy rằng như vậy, Trương Dương chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra, cô ấy là lệ phù. Nội tâm của Trương Dương nhất thời có rút nhanh, trong hình ảnh truyền đến tiếng chửi của người nam, sau đó hắn cầm lấy một cây gậy sắt hung hăng quật trên người của lệ phù, đánh cho lệ phù ngay cả người lẫn ghế đều té lăn trên đất, thân thể của cô ấy đau đớn co quắp, Người nam giơ chân lên hung hăng đạp lên tay cô. Trương Dương nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của lệ phù, tuy rằng cô ấy kiệt lực khống chế, thế nhưng vẫn phát ra tiếng động. Trong hình ảnh người nam lớn tiếng nói cái gì? Trương Dương không đành lòng nhìn nữa, ly cà phê trong tay hắn bởi vì không chịu nổi lực lượng phẫn nộ của phẫn nộ, răng rắc một tiếng, bị hắn bóp nát bấy, nước cà phê nóng hổi chảy đầy tay, nhưng Trương Dương mặc kệ trương bích quân thở dài nói dạo anh trong quá trình truy kích hình chiêu huy tiến vào bắc triều tiên bị hình chiêu huy phát giác hắn lợi dụng quan hệ tại bắc triều tiên cố ý đem dạo anh dẫn vào bẫy đem hành tung tiết lộ của cô ấy cho quân đội bắc triều tiên dạo anh xông nhầm vào vùng cấm quân sự bắc triều tiên rơi vào tay quân nhân bắc triều tiên hình chiêu huy làm giả tư của khiến cho bên bắc triều tiên nghĩ lầm dạo anh là gián điệp đến từ nước mỹ trương dương cả giận nói cô ấy là thủ hạ của bà bà hẳn là giải thích chuyện này với Bắc Triều Tiên. Trương Bích Quân lắc đầu, biểu tình của bà ấy tràn ngập đáng tiếc, Trương Dương, loại sự tình này không có biện pháp đi giải thích, dạo anh tiến vào vùng cấm quân sự Bắc Triều Tiên, nếu như chúng tôi đứng ra thừa nhận, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ láng giềng hòa thuận hữu hảo của hai quốc gia. Trương Đại Quan Nhân cả giận nói, quan hệ láng giềng hòa thuận hữu hảo. Lẽ nào vì cái gọi là ngoại giao mà hy sinh đồng chí của mình? Dạo anh vì sao tới Bắc Triều Tiên? nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ các người giao cho cô ấy, cô ấy sao dấn thân vào hiểm cảnh. Hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện, các người lại không quan tâm. Lẽ nào các người không rõ ràng thủ đoạn của quân nhân Bắc Triều Tiên đối phó gián điệp nước Mỹ? Trương Đại Quan Nhân có chút phẫn nộ rồi. Trương Bích Quân thở dài nói, cái đoạn ghi hình này là hình chiêu huy gửi tới, tôi nhận được đã 5 ngày, tôi nghĩ. Dạo anh hẳn là giữ nhiều lành ít, biểu tình trên mặt bà ấy tràn ngập mất mát, Trương Dương không thể nhịn được nữa, hắn mới mặc kệ Trương Bích Quân là địa vị thế nào, vỗ bàn nói, các người luôn mồm sẽ không từ bỏ bất luận một vị đồng chí nào, toàn bộ mẹ nó đều là vô nghĩa, bà rõ ràng có thể cứu cô ấy, chỉ cần chứng minh thân phận của cô ấy, quân đội Bắc Triều Tiên nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi. Trương Bích Quân thần tình buồn bã nói, quá muộn rồi. Trương Dương nói, có biết cô ấy ở nơi nào hay không? Căn cứ phân tích tình báo của chúng tôi Cô ấy hẳn là bị giam giữ tại căn cứ quân sự bí mật không xa của núi Kim Cương gần biên giới Nam Triều Tiên. Trương Dương gật đầu, hắn hướng Trương Bích Quân nói, "Cho tôi tất cả tư liệu về Dạ Oanh." Trương Bích Quân tựa hồ ý thức được cái gì, bà ấy thấp giọng nói, "Trương Dương, tôi biết cậu rất quan tâm cô ấy, thế nhưng quan tâm của tôi đối với cô ấy căn bản không kém cậu, cho tới nay tôi đều xem cô ấy trở thành con gái của mình." Trương Dương lắc đầu, thu hồi lời nói dối của bà lại, không có bất luận người mẹ nào có thể nhẫn tâm nhìn con gái bị dần vặt như vậy. Hắn mấp máy môi, ánh mắt quật cường nhìn thẳng Trương Bích Quân nói, cho tôi tất cả tư liệu. Trương Bích Quân và Trương Dương nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của bà ấy mềm xuống phía, bà ấy đem một túi hồ sơ đưa cho Trương Dương, lại đứng dậy lấy ra băng ghi hình giao cho hắn. Trương Dương đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa. Trương Bích Quân gọi lại hắn, Trương Dương, cậu thật sự dự định đi Bắc Triều Tiên cứu người. Thân ảnh của Trương Dương dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói, "Chuyện của tôi không liên quan đến bà." Trương Bích Quân nói, "Tuy rằng giữa quốc gia của chúng ta và Bắc Triều Tiên có quan hệ tốt đẹp, thế nhưng Bắc Triều Tiên tại phương diện chính trị lại cực kỳ phức tạp, chỉ cần làm ra chuyện xúc phạm lợi ích quốc gia của bọn họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Trương Dương thản nhiên cười nói, "Bà đang nhắc nhở tôi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả hành vi của mình sao?" Trương Bích Quân nhắc nhở hắn nói, chuyện ở nước Mỹ cậu hẳn là còn nhớ rõ. Trương Dương nói, tôi không phải là lần đầu tiên bị tổ chức vứt bỏ. Lúc mở cửa phòng, Trương Dương xoay người, còn nữa, từ hôm nay trở đi, tôi và tổ chức các người không còn liên quan, tôi tin tưởng, cái này cũng là điều bà hy vọng. Lần trước Trương Dương tại nước Mỹ đại khai sát giới, quốc an và chính phủ cũng không có cho hắn bất luận trợ giúp gì, bọn họ làm đầu tiên chính là gạt bỏ quan hệ một bên, là hình chiêu huy ở sau lưng cho hắn trợ giúp, Trương Dương đối với cái gọi là tổ chức đã sớm không ôm hy vọng. Cửa phòng đóng lại sau lưng Trương Dương, Trương Bích Quân nhìn cửa phòng đóng chặt, biểu tình thương tiếc trên mặt trong nháy mắt biến mất, bà ấy chậm rãi đi hướng TV, nhập mật mã giấu giếm trên vách tường, TV di động ra, lộ ra thang máy, Trương Bích Quân tiến vào thang máy, ấn phím đi xuống. Tại một phòng tạm giam của cục 10, hai gã cảnh vệ vũ trang hạng nặng đang gác cửa lớn. Trương Bích Quân tiến vào phòng tạm giam, phòng tạm giam vô cùng trống trải, bên trong chỉ có một chút phương tiện sinh hoạt đơn sơ, một người nam đang nằm cuộn trên giường. Trương Bích Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Người nam chậm rãi xoay người lại, chính là chủ nhiệm cục 4 của quốc an hình Chiêu Huy. Trên mặt của hình Chiêu Huy đã không có nụ cười, nhìn Trương Bích Quân trước mắt, vẻ mặt của hắn tràn ngập phẫn nộ với bi ai. Trương Bích Quân đứng ở trước mặt của hắn, nhẹ giọng nói thân thể ra sao hình chiêu huy chống đỡ mình ngồi dậy nhìn ra thân thể hắn vô cùng suy yếu hắn thấp giọng nói trương bích quân từ chỗ của tôi bà không chiếm được bất luận cái gì đâu trương bích quân thở dài nói tôi vẫn nghĩ rằng anh là một người dễ nói chuyện hình chiêu huy nói người sống trên đời là có nguyên tắc người dễ nói chuyện chưa chắc vi phạm lương tâm của mình trương bích quân nói cái gọi là nguyên tắc của anh chỉ làm cho anh đến chỗ chết hình chiêu huy lộ nụ cười sầu thảm nói ai sẽ quan tâm Trương Bích Quân nói tôi lần này tới là muốn nói cho anh một việc. Hình chiêu huy lạnh lùng nhìn bà ấy. Thủ hạ đắc lực Trương Dương đi Bắc Triều Tiên cứu dạo anh. Hình chiêu huy khóe môi co quắp một chút. Trương Bích Quân nói kết quả phản bội tôi chỉ có một. Dạo anh không tin anh là nội gian. Cô ấy cũng dám tra tôi. Tôi làm cô ấy cả đời không xoay người được. Hình chiêu huy tràn ngập hèn mọn nhìn bà ta. Bà rất đáng buồn. Bà phản bội tín ngưỡng của mình. Bà phản bội quốc gia của mình trương bích quân nói lý tưởng của chúng ta khác biệt anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được trí hướng của tôi hình chiêu huy cười nói bà cho rằng mình rất lợi hại bất quá là một quân cờ mà thôi hắn đang lợi dụng bà bà thật sự rất đáng thương trương bích quân nói đáng thương chính là anh anh vĩnh viễn không thấy được mặt trời anh đại khái đã quên ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới trên mặt của hình chiêu huy bao phủ bởi biểu tình bi thương Trương Bích Quân tựa hồ cảm giác kích thích đối với hắn còn chưa đủ, lại nói, vừa rồi trợ thủ đắc lực Trương Dương đã tới, ngay phòng làm việc trên đầu anh, hắn thấy được quân nhân Bắc Triều Tiên nghiêm hình tra tấn dạo anh, anh đoán hắn sẽ có phản ứng thế nào. Hình Chiêu Huy nói, hắn đã rời khỏi quốc an, bà vì sao còn không buông tha hắn. Trương Bích Quân nói, hắn là một phiền phức, hắn làm chúng tôi chịu tổn thất thật lớn, người như vậy, sao tôi lại có thể khiến cho hắn sống trên thế giới này. Hình Chiêu Huy nói, hắn đích thật là một phiền phức, nhưng tôi còn là muốn khuyên bà một câu, cái phiền phức này, bà không nên đi chiêu chọc, chọc giận hắn, hậu quả không thể lường được. Trương Bích Quân nở nụ cười ha ha, bà ấy đắc ý đi về phía trước một bước, lão hình, con người của anh luôn tự cho là đúng, anh cho rằng hắn có thể từ thoát khỏi hỏng súng của quân nhân Bắc Triều Tiên trở về. Hình Chiêu Huy nói, Trương Bích Quân, bà quả nhiên đầy thủ đoạn, hãm hại tôi là nội gian, lại lừa dạo anh hiện tại lợi dụng an nguy của dạ oanh đem trương dương lừa gạt vào bẫy, đàn bà quả nhiên là là loại động vật vô cùng tàn nhẫn. Trương Bích Quân nói, đó là bởi vì anh không biết tán thưởng. Bà ấy nhìn hình chiêu huy một chút, tràn ngập đồng tình thở dài một hơi nói, nếu như anh thông minh một ít, sẽ không gặp phải cảnh ngộ như vậy. Hình chiêu huy mỉm cười nói, tôi là một người cố chấp, nhìn chúng chuyện gì sẽ không thay đổi. Bà cho rằng mình rất thông minh sao, nếu như người thông minh sẽ không bị tôi phát hiện, nếu như bà thông minh sẽ không ở trước mặt dạ oanh lộ ra kẽ hở, nếu như bà thông minh bà sẽ không đi trêu chọc Trương Dương. Trương Bích Quân nhẹ giọng nói, đáng tiếc kết cục của các người đều như nhau. Ánh mắt của bà ấy bỗng nhiên tràn ngập đồng tình, như thế này, tôi đưa đến bánh chẻo, ăn mừng năm mới. Hình chiêu huy từ trong đôi mắt âm u lạnh lẽo của Trương Bích Quân đột nhiên ý thức được cái gì, thấp giọng nói, bên ngoài tuyết rơi sao. Trương Bích Quân gật đầu, tuyết rất lớn, phong cảnh rất đẹp, Đáng tiếc anh sẽ không còn được gặp lại. Chương 1295, không thể lựa chọn. 1. Chương Dương cô độc đi trên đường Trường An, lúc trạng vạn tuyết bỗng nhiên thành lớn, Trương Dương ôm chặt áo gió, nhìn hoa tuyết trước mắt, tâm của hắn phân loạn như ma, lệ phù rơi vào trong tay của quân nhân Bắc Triều Tiên, mà quốc an cũng đã từ bỏ cô ấy, vô luận lệ phù vì quốc an làm ra cống hiến thế nào, thế nhưng so sánh với lợi ích quốc gia, sinh mệnh của cô ấy là không quan trọng gì trên thực tế trong ngày đầu tiên khi bọn họ gia nhập vào quốc an cũng đã tuyên thệ vì giữ gìn lợi ích quốc gia mà có thể hy sinh tất cả của mình có thể đối với trương bích quân đối với toàn bộ quốc an mà nói sinh mệnh của cô ấy không quan trọng gì thế nhưng đối với trương dương mà nói lại không giống hắn không thể để cho lệ phù cứ như vậy mà chết đi cho dù còn có một đường hy vọng hắn cũng phải tìm được lệ phù sống phải thấy người chết phải thấy xác trương dương không tự chủ được nghĩ tới cố giai đồng lúc này đây số phận của lệ phù một lần nữa nằm ngay ranh giới sống và chết hắn phải làm chút gì trương dương đầu tiên liên lạc chính là triệu thiên tài và ngũ đắc trí hắn cần trợ giúp tuy rằng hắn có võ công siêu nhân thế nhưng thế giới hiện nay võ công cũng không thể đủ giải quyết tất cả vấn đề tuyết càng rơi xuống càng lớn trương dương đứng trong trạm điện thoại góc đường ở trong đó tạm lánh gió tuyết hắn gọi một cú điện thoại cho sở yên nhiên không có nói cho cô ta biết mình muốn đi đâu chỉ là muốn nghe âm thanh của cô ấy Tâm tình của Trương Dương bây giờ trầm trọng không gì sánh được, sau khi nói chuyện với Sở Yên Nhiên, ma xui quỷ khiến hắn gọi cho điện thoại của Kiều Mộng Viện, lúc đầu hắn cho rằng Kiều Mộng Viện vẫn đang tắt máy, nhưng không ngờ rằng lần này lại có thể gọi được. Kiều Mộng Viện tiếp điện thoại cũng không có nói, cô ấy nghe được tiếng hít thở của Trương Dương đầu kia của điện thoại truyền đến, cô ấy không nói gì, hắn cũng không nói gì. Hai bên cầm điện thoại, nghe âm thanh hô hấp của đối phương, cuối cùng Kiều Mộng Viện dẫn đầu mở miệng nói, có việc Âm thanh của Trương Dương trầm thấp mà áp lực, tôi gặp một việc nhưng tìm không được người để nói. Kiều Mộng Viện từ trong thanh âm của Trương Dương đã nhạy cảm nhận thấy được tâm tình của hắn không đúng, tuy rằng cô ấy vẫn đều tại tận lực duy trì cự ly với Trương Dương, cô ấy cho rằng mình đã dần dần có thể khống chế được tình cảm, thế nhưng khi Trương Dương gặp phiền phức, tâm tình của cô ấy đã bị ảnh hưởng, giờ khắc này, Kiều Mộng Viện bỗng nhiên phát hiện tình cảm của mình đối với hắn đã rất sâu, trên đời này không có người nào làm cho mình quan tâm hơn hắn. Ý thức được điểm này, Kiều Mộng Viện không khỏi hoảng loạn lên, thế nhưng cô ấy không quản được mình, cô ấy vĩnh viễn cũng không thể không đi quan tâm Trương Dương, anh ở nơi nào? Trương Dương ngẩng đầu, xuyên qua chạm điện thoại nhìn xung quanh, thấp giọng nói, tôi ở tại phố Trường An, tuyết rất lớn. Trực giác của con gái rất là mẫn cảm, Kiều Mộng Viện biết Trương Dương nhất định gặp phiền toái rất lớn, cô ấy hầu như không có làm nhiều lo lắng liền rời khỏi nhà, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh của Trương Dương. Trương Dương vẫn đang đứng ở trong trạm điện thoại, hắn đang chờ đợi, tuy rằng hắn hận không thể hiện tại đi đến Bắc Triều Tiên, thế nhưng dưới tình huống cần phải lý giải, hắn không thể tùy tiện hành động. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài đang ở chạy tới Kinh Thành, Ngũ Đắc Chí nhắc nhở hắn cần phải bình tĩnh, vô luận phát sinh bất luận chuyện gì đều phải chờ bọn họ đến Kinh Thành. Hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng, Trương Bích Quân tuy rằng cung cấp cho hắn rất nhiều tài liệu, thế nhưng chỉ dựa vào đống tài liệu kia rất khó kết luận lệ phù bị giam giữ tại núi kim cương trong lòng trương dương cũng thiếu tín nhiệm đối với trương bích quân hắn thậm chí không cách nào khẳng định chuyện này rốt cục có phải là một cái bẫy nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của lệ phù cho dù thật là một cái bẫy hắn cũng không có khả năng bỏ qua có lẽ có những người này chính là ý thức được tầm quan trọng của lệ phù ở trong lòng hắn cho nên mới bày ra cái bẫy này trương dương không cách nào tiếp tục tự hỏi được nữa Nhìn vẻ mặt thân thiết của Kiều Mộng Viện xuất hiện bên ngoài trạm điện thoại, Trương Dương đẩy ra cửa kính trạm điện thoại ra, kéo cô ấy vào cái không gian nhỏ hẹp này, hắn cũng không nói bất luận cái gì, chỉ là vươn cánh tay đem thân thể mềm mại của Kiều Mộng Viện ôm vào trong lòng của mình. Kiều Mộng Viện rõ ràng run rẩy một chút, thế nhưng cô ấy không có từ chối, cứ như vậy tùy ý để Trương Dương ôm mình, một lát sau, tay cô mới cẩn thận ôm lưng của Trương Dương, thân thiết nói, "Nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trương Dương nói, tôi có phải là một người xấu? Kiều Mộng Viện lắc đầu, trong lòng chưa từng cho rằng như thế. Trên đời này có nhiều thứ đó tôi không bỏ xuống được, có chút việc tôi phải đi làm. Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, nếu như anh cho rằng đáng giá thì không có gì phải do dự, tôi tin tưởng anh. Trương Dương nói, tôi không biết lần này có thể là một cái bẫy hay không. Kiều Mộng Viện ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mâu thuẫn mà quấn quýt của Trương Dương, nhẹ giọng nói, nói cho tôi biết nếu như anh tin tưởng tôi thì cứ nói." Trương Dương gật đầu, hắn thấp giọng đem cố sự giữa mình và Lệ Phù nói cho Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện chăm chú lắng nghe, khi cô ấy nghe xong cái cố sự này thì đã rõ ràng, Trương Dương khẳng định muốn đi đến Bắc Triều Tiên. Bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống, đèn đường sáng lên, tiếng pháo liên tiếp vang lên, bọn họ vẫn đang ôm nhau trong không gian chật hẹp, không có ý muốn xa nhau. Kiều Mộng Viện nhớ tới cố giai đồng, nhớ tới sự kiện kia tạo thành vết thương đối với trương dương cô ấy biết vô luận gặp phải phiền phức là lệ phù hay là người khác trương dương sẽ không chút do dự đi cứu viện hắn là một người như thế quá khứ cũng vậy hiện tại cũng vậy vĩnh viễn đều là vậy kiều mộng viện nói hay là tôi đem chuyện này nói cho ông nội trương dương lắc đầu nói vô dụng thôi chuyện này căn bản không thể đi qua thủ đoạn quan trường giải quyết hơn nữa tôi cũng không muốn bọn họ biết quan hệ giữa tôi và quốc an Kiều Mộng Viện nói, vậy làm sao bây giờ? Trương Dương nói, tôi chuẩn bị dùng phương thức du lịch đi đến Bắc Triều Tiên, đem chuyện này điều tra rõ ràng trước, nếu như lệ phù thật sự trong tay của bọn họ, vô luận dùng hết phương pháp tôi cũng sẽ đem cô ấy cứu ra. Kiều Mộng Viện nói, quá mạo hiểm. Trương Dương nói, vậy thế nào? Tôi tin tưởng tôi sẽ không có việc gì, cho dù là Long Đàm Hổ Việt, bọn họ cũng không làm gì được tôi. Kiều Mộng Viện nói, vì sao phải chuyện này nói cho tôi biết? trương dương thấy trong đôi mắt đẹp của kiều mộng viện lóe ra lệ quang trong suốt hắn không nói gì vươn tay tràn ngập yêu thương lau đi nước mắt trên mặt cô ấy kiều mộng viện nói anh cố ý làm như vậy anh cố ý cho tôi biết anh muốn đi qua phương thức này chứng minh tôi quan tâm anh tôi lo lắng anh trương dương không nói chuyện mân mê đôi môi càng thêm lực đem kiều mộng viện ôm vào trong lòng kiều mộng viện thấp giọng khóc nức nở cô ấy bỗng nhiên hé miệng cố sức cắn đầu vai của trương dương hung hăng cắn Cắn mạnh làm Trương Dương rất đau đớn, thế nhưng hắn không trốn tránh, yên lặng chịu đựng đau đớn cô ấy gây cho của mình. Một lát sau, Kiều Mộng Viện thả môi ra, lớn tiếng khóc lên, "Vì sao muốn đi mạo hiểm? Vì sao muốn đi mạo hiểm?" Tuy rằng cô ấy đã biết đáp án, tuy rằng cô ấy biết không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi ý niệm trong đầu của hắn, thế nhưng cô ấy vẫn không tránh được lo lắng cho hắn. Trương Dương nói, "Mộng Viện, tôi nhất định sẽ bình an trở về, tôi xin thề." chấm chấm anh muốn đi Bắc Triều Tiên du ngoạn, Tiết Vĩ đồng ngạc nhiên há to miệng ba. Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đối với cái này cũng biểu thị không giải thích được, Chu Hưng Quốc nói, mới đầu năm nghĩ như thế nào lại đi chỗ đó. Trương Dương cười cười, hắn đương nhiên không thể đem tất cả nói thẳng ra với mấy người bọn họ, mang giày trượt băng vào chân, nói, bạn bè muốn qua bên kia buôn bán, hắn cũng là lần đầu tiên đi Bắc Triều Tiên, cho nên trong lòng không yên, nghe nói bên kia vô cùng phong bế đối với người nước ngoài tất cả đều trở thành đối đãi gián điệp cho nên mới gọi tôi đi làm bạn từ kiến cơ nói anh là cán bộ quốc gia thủ tục xuất ngoại tương đối phiền phức một ít còn không bằng ở nhà cho rồi tiết vĩ đồng nói tôi có đi qua chỗ đó một nghèo hai trắng rất nhiều người ngay cả cơm đều không có để ăn đều nói nhân dân bắc triều tiên là bạn tốt của người trung quốc nhưng trên thực tế bọn họ đâu có coi trọng chúng ta chu hưng quốc nói không phải như vậy chứ cái đám Triều Tiên sao có thể như vậy? Anh giúp hắn, hắn thấy là đương nhiên, nhớ kỹ thế vận hội lần trước không? Kinh thành Sở Dĩ bị thua cũng là bị bọn họ lừa cho một trận. Từ Kiến Cơ nói, tôi nghe lão gia tử nhà tôi nói qua, đám người này trong lòng suy nghĩ rất lạ, đều nói là Kim chủ tịch vĩ đại của bọn họ dẫn dắt bọn họ chống lại chủ nghĩa đế quốc, là bọn họ trợ giúp quốc gia chúng ta chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bọn họ nỗ lực rất lớn, không có bọn họ sẽ không có quốc gia ngày hôm nay chúng ta cho nên chúng ta hiện tại viện trợ cho bọn họ là đương nhiên. Trương Dương không nhịn được mắng một câu, má nó, cái chó má gì thế này. Chu Hưng Quốc cười vỗ vỗ đầu vai của Trương Dương nói, đừng nóng giận, cậu biết rõ nói đó là một nơi như vậy mà còn dự định đi du lịch. Trương Dương thở dài nói, không có biện pháp, tôi đều đáp ứng bạn bè liễu. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam Ca, em giúp anh tìm tới một người biết tiếng Anh. Trương Dương cười nói, anh nói này đầu óc em đang suy nghĩ cái gì vậy? Bọn anh nói đi Bắc Triều Tiên, em nghĩ chỗ nào vậy? Tiết Vĩ Đồng rất nghiêm túc nói, cách liệt Phật, anh thẳng thắn gọi cho cách liệt Phật ba, lần này anh đi Bắc Triều Tiên gọi cách liệt Phật dạo chơi một chút. Mọi người nở nụ cười, Trương Dương mặc giày trượt băng đi ra sân băng, hắn rất ít chơi trượt băng, bất quá khả năng giữ cân bằng siêu nhân nhất đẳng của hắn khiến cho hắn tiến bộ rất nhanh, một hồi sau, hắn không chỉ có thể thạo trượt băng, nhưng lại có thể làm ra mấy động tác đa dạng. Tiết Vĩ Đồng theo sau, cô ấy nói, anh chuẩn bị đi lúc nào? Trương Dương nói, khoảng hai ngày nữa, chờ bạn anh quyết định. Tiết Vĩ Đồng nói, hai ngày nay lễ mừng năm mới nghỉ, thủ tục có thể không dễ làm. Trương Dương cười cười, Kiều Mộng Viện đã chủ động giúp hắn đi giải quyết chuyện này. Tiết Vĩ Đồng nói, thật muốn là muốn du lịch, Nam Triều Tiên được hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên, ít nhất không chịu áp lực giống Bắc Triều Tiên, tới chỗ đó anh sẽ có loại cảm giác thở không nổi. Trương Dương nói, con người anh tự do cơn rồi, cũng muốn bị quản thúc một chút, anh nghe nói nữ binh Bắc Triều Tiên đặc biệt đẹp, không biết có chuyện này hay không. Từ kiến cơ nói, nữ binh cũng không thể tùy tiện nhìn, đều là chuẩn bị vì lãnh đạo. Mọi người đồng thời nở nụ cười. chương 1296, không thể lựa chọn. 2. Chu Hưng Quốc cũng đến bên cạnh của bọn họ, mỉm cười nói tôi cũng có chút sinh ý tại Bắc Triều Tiên, năm ngoái có đập từ một mỏ than, bọn họ bên kia lừa đảo không ít, vừa mới bắt đầu tôi cũng bị lừa một ít tiền, ở bên kia buôn bán một phải có lá gan lớn, hai phải có thiện tâm, bị lừa thì coi như quyên tiền cho nhân dân Bắc Triều Tiên, ba là phải có tài chính, bởi vì công ty Bắc Triều Tiên buôn bán cho tới bây giờ đều có đuôi, tài chính cần đầu tư không ngừng. Tôi lúc đầu muốn làm một sinh ý nhỏ, nhưng gián đoạn không thể thanh toán hàng hóa, cho nên kéo dài tới năm nay bất quá cũng không thể nói, chân chính tìm được bí quyết, lợi nhuận vẫn là không nhỏ. Như vậy đi, chừng nào cậu đi, tôi an bài bên kia người tiếp đãi cậu. Trương đại quan nhân thở dài nói, các người vừa nói như thế, làm tôi cảm giác mình sắp đi một vùng khỉ ho có gáy nhiều điêu dân vậy. Chu Hưng Quốc nở nụ cười, cũng không hẳn vậy, tình hình trong nước không giống, dân phong tự nhiên cũng không giống với, trải qua giáo dục chính trị, tư tưởng bọn họ cũng khác với chúng ta trương dương nói không phải đều là quốc gia chủ nghĩa xã hội sao sao khác biệt lớn như vậy từ kiến cơ nói không phải đường của bọn họ hoàn toàn đi vào ngõ cụt bế quan tử thủ trong thời đại này không có mở ra sẽ không có phát triển tiết phí đồng khen nhị ca anh nói càng ngày càng có phong phạm quan viên từ kiến cơ cười nói hai ngày nay ở nhà ăn nhiều bị trong nhà tẩy não lời của hắn nói ra lại đưa tới một trận tiếng cười Lúc này Trương Dương nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện, cô ấy đi qua quan hệ giúp Trương Dương giải quyết thủ tục đi đến Bắc Triều Tiên, buổi sáng ngày mai là có thể khởi hành. Đối với Kiều Mộng Viện Trương Dương không cần cảm ơn nhiều, hắn và Kiều Mộng Viện sau khi chia tay tại đường Trường An đến nay, không ngờ rằng Kiều Mộng Viện sau khi trở về thì bắt tay vào giúp mình làm thủ tục đi đến Bắc Triều Tiên, chi kỳ chân chính như cô ấy sẽ biết bạn muốn cái gì, cho dù bạn không mở miệng, cô ấy vẫn sẽ tận lực đi làm vì bạn. Kiều Mộng viện hiển nhiên cũng là hồng nhan tri kỷ của Trương Dương, cô ấy lý giải tính tình của Trương Dương, biết mình không cách nào làm hắn thay đổi ý niệm trong đầu đi đến Bắc Triều tiên cứu người. Cho nên điều cô ấy có thể làm cũng là tận lực sáng tạo điều kiện, thúc đẩy hành động lần này của hắn sớm ngày hoàn thành. Trương Dương biết rõ hành trình của mình lần này cực kỳ khó khăn, nếu như xử lý không lo rất có thể sẽ tạo thành phiền phức ngoại giao, cho nên hắn cũng không muốn cho nhiều lắm người biết mục đích chính của chuyến này chân chính biết nội tình là Trương Bích Quân, còn có một cũng là Kiều Mộng Viện. Trương Bích Quân đã ôm thái độ bỏ rơi đối với lệ phù, ngoại trừ cung cấp băng ghi hình và một chút tư liệu của, bà ấy không còn cung cấp cho Trương Dương bất luận trợ giúp gì, nếu như bà ấy thật sự muốn trợ giúp Trương Dương, thủ tục đi đến Bắc Triều Tiên đối với bà ấy mà nói chỉ là một cái nhấc tay, thế nhưng Trương Bích Quân cũng không có làm như vậy, chứng minh bà ấy muốn bỏ qua một bên, không muốn cuốn vào trong phiền phức. Thật ra Trương Dương cũng không nghĩ tới Trương Bích Quân, trong nội tâm hắn đối với Trương Bích Quân từ đầu đến cuối không cách nào tín nhiệm, ngay cả chuyện này, hắn đều rất khó tin có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng mặc dù là cái bẫy thì thế nào, lệ phù có địa vị cực kỳ quan trọng ở trong lòng hắn, biết lệ phù gặp rủi ro, ngoại trừ đi cứu viện, hắn không có bất luận lựa chọn. Nghe điện thoại, Trương Dương không biết nói gì với Kiều Mộng Viện, một lát sau mới nói, chuyện này không nên nói cho những người khác biết tuy rằng ngay cả chính hắn cũng cảm giác được những lời này nói có chút dư thừa. Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào, Trương Dương, anh phải cẩn thận, chuyện này vô cùng mẫn cảm, tận lực không nên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trương Dương gật đầu, trong lòng tôi đều biết. Kiều Mộng Viện nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ, tôi đến đón anh. Trương Dương ừ một tiếng. Kiều Mộng Viện nói, dự định đi mấy ngày. Trương Dương nói, một tuần, nếu thuận lợi, trong vòng một tuần tôi hẳn là có thể trở về. Tôi cũng nói như thế với những người khác, chỉ nói là cùng bạn bè đi đến Bắc Triều Tiên buôn bán. Kiều Mộng Viện nói tôi chờ anh. Trương Dương không nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng của Kiều Mộng Viện lúc này, thế nhưng hắn bởi vì những lời này của Kiều Mộng Viện mà cảm động thật sâu, thấp giọng nói tôi nhất định sẽ bình an trở về. Ngũ Đắc Trí và Triệu Thiên Tài vào 4 giờ sáng ngày hôm sau đến Kinh Thành, hai người nhận được điện thoại của Trương Dương, bỏ lại tất cả mọi chuyện, ngồi xe lửa chạy đến đây, bởi vì Trung Quốc gặp tuyết lớn, cho nên rất nhiều sân bay đóng cửa, đường cao tốc cũng bị phong tỏa, đường đi duy nhất của bọn họ cũng là xe lửa, cũng may trong Tết âm lịch vé xe lửa cũng không khó mua. Trương Dương vẫn đang chờ bọn họ, Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài mang theo gió tuyết đi vào phòng tạm trú kinh thành của Trương Dương, Triệu Thiên Tài vào cửa thì chịu không nổi nữa, mũi ngứa, liên tiếp hắt xỉ mấy cái. Ngũ Đắc Chí cởi áo khoác, hướng Trương Dương cười cười, xảy ra chuyện gì? Trương Dương cũng không có nói nhiều với bọn họ, trực tiếp đem băng ghi hình lệ phù bị nghiêm hình tra tấn cho bọn họ xem. Ngũ Đắc Chí và lệ phù tuy rằng cùng tồn tại quốc an, thế nhưng lúc trước cũng không có bất luận tiếp xúc, hắn thấp giọng nói băng ghi hình là ai đưa cho cậu. Trương Dương đem sự tình từ đầu đến cuối hướng Ngũ Đắc Chí nói một lần, Ngũ Đắc Chí nói chỉ dựa vào băng ghi hình mang rất khó kết luận cô ấy rơi vào trong tay của quân nhân Bắc Triều Tiên, lẽ nào cậu không lo lắng đây là một cái bẫy. Trương Dương nói, dạo anh đã mất tích một thời gian rất dài, tôi vẫn đang tìm cô ấy. Ngũ Đắc Trí và Triệu Thiên Tài liếc mắt nhìn nhau, hai người đều rõ ràng Trương Dương đã hạ quyết tâm muốn đi đến Bắc Triều Tiên, không ai có thể ngăn cản hắn. Ngũ Đắc Trí nói, tốt lắm, chúng ta dám định một chút băng ghi hình này có phải là thật sự. Sáng sớm 7 giờ, ba người bọn họ cùng nhau làm việc, rốt cuộc hoàn thành phân tích sơ bộ, Triệu Thiên Tài am hiểu máy vi tính, ngũ đắc chí bản thân công tác nhiều năm trong cơ quan kỹ thuật quốc an bọn họ liên thủ phân tích kết quả đã tương đối chuyên nghiệp trải qua nhận định sơ bộ băng ghi hình này hẳn là đến từ chính bắc triều tiên vài quân nhân xuất hiện trong băng ghi hình nói chuyện giọng tiêu chuẩn của triều tiên quân phục và trang bị của bọn họ cũng không có bất luận điểm đáng ngờ trương dương nói tôi phải đi bắc triều tiên cứu cô ấy ngũ đắc chí mỉm cười nói tôi nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm không ngại cùng cậu đi một chuyến hắn biết Trương Dương gọi mình tới mục đích cũng không phải vì hỗ trợ phân tích tài liệu. Từ khi rời quốc an, sự nghiệp và tình cảm của ngũ đắc trí đồng thời lâm vào cuối đường, với hắn mà nói sinh mệnh đã không có ý nghĩa quá lớn, hắn từ lâu đã không để ý đến sống chết, nghe được Trương Dương muốn đi đến Bắc Triều Tiên, liền xin đi cùng, trong nội tâm của ngũ đắc trí, hắn còn thiếu Trương Dương một phần nhân tình, vừa vặn mượn cơ hội lần này trả lại. Triệu Thiên Tài nói, có nghĩ tới đó là một cái bẫy hay không? Trương Bích Quân có thể cố ý làm giả băng ghi hình tới Hải Cậu. Ngũ Đắc Chí thật ra cũng có hoài nghi. Gần đây nội bộ Quốc An không yên ổn, rất nhiều tổ chức tình báo đều xuất hiện vấn đề. Tin đồn trong Quốc An có nội gián làm nhân tâm hoảng sợ. Ngũ Đắc Chí rời khỏi là một cách bày tỏ bất mãn đối với tổ chức. Thế nhưng hắn lại nghĩ không ra. Với thân phận Quốc An của Trương Bích Quân, bà ấy hẳn là không cần phải tốn hao tinh lực như vậy để đối phó Trương Dương. Trương Dương nói, nói thật tôi cũng hoài nghi chuyện này có thể là giả ngũ đắc trí và triệu thiên tài đều kỳ quái nhìn trương dương triệu thiên tài nói cậu nói là cậu hoài nghi trương bích quân trương dương nói vấn đề then chốt ở chỗ bà ấy đem tất cả tội hướng về hình chiêu huy với lý giải của tôi đối với hình chiêu huy luôn cảm thấy anh ta không giống người xấu ngũ đắc trí nói có đôi khi người tốt hay xấu từ biểu hiện cũng không nhìn ra trương dương nói cho nên tôi phải đi tự mình nghiệm chứng ngũ đắc trí bỗng nhiên rõ ràng trương dương lần này kiên trì đi đến bắc triều tiên còn có một ý nghĩa khác hắn muốn đích thân đi nghiệm chứng hành trình bắc triều tiên lần này rốt cục có phải là một cái bẫy hay không nghiệm chứng trương bích quân là một người thế nào hành vi như vậy tràn ngập nhân tố mạo hiểm không thể nghi ngờ nữa ngũ đắc trí nói có nghĩ tới hay không nếu như lần này thật là một cái bẫy như vậy người lập bẫy sẽ không cho cậu cơ hội thoát đi trương đại quan nhân tràn ngập tự tin nói vậy phải nhìn hắn rốt cục có bản lĩnh hay không hắn đứng lên thân nói nên đi ăn một chút ngày hôm nay tôi phải đi đến bắc triều tiên triệu thiên tài nói tôi cũng đi ở đây nhàn rỗi quá đi bắc triều tiên nhìn núi đen núi xanh của bọn họ rốt cục có cái gì khác biệt với chúng ta trương dương nhìn bọn họ hai người nói đi cũng được nhưng các người phải đáp ứng tôi một việc các người chỉ cần hỗ trợ làm công tác hậu cần ra trận giết địch thâm nhập vào căn cứ địch tôi tự mình làm triệu thiên tài cười nói tôi sợ chết hơn nữa với thân thủ của tôi thật muốn cùng cậu thâm nhập hang hổ chỉ có ràng buộc không thành vấn đề chấm dưới sự trợ giúp của kiều mộng viện ba người trương dương buổi sáng ngày hôm sau thuận lợi làm tốt thủ tục đi đến bắc triều tiên kiều mộng viện đồng thời chuẩn bị vé máy bay cho bọn họ gió tuyết đã ngừng sân bay quốc tế đang bận công tác dọn tuyết chuyến bay đi bình nhưỡng chậm hơn nửa tiếng so với thời gian dự định kiều mộng viện tự mình đưa bọn họ ra sân bay triệu thiên tài và ngũ đắc trí đi gửi hành lý Kiều Mộng viện gọi Trương Dương vào, đôi mắt đẹp của cô ấy tràn ngập lo lắng, cô ấy đem một bộ thông tin đưa cho Trương Dương, cái này có địa chỉ và thông tin của Lý Ngân Nhật tướng quân tại Bắc Triều Tiên, ông ta là bạn cũ của ông nội, anh ở bên kia nếu như gặp phiền phức hoặc là cần trợ giúp, có thể trực tiếp tìm ông ấy. Trương Dương cười cười, đem bộ thông tin cất vào, hắn và Lý Ngân Nhật đã sớm nhận thức, thật ra Lý Ngân Nhật còn thiếu hắn một nhân tình rất lớn, lúc trước Kiều lão đứng ra mời hắn xem bệnh cho Lý Ngân Nhật. Nếu như không phải mình ra tay, Lý Ngân Nhật hiện tại chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương ra. Chuyện này bởi vì Kiều Lão đặc biệt nhấn mạnh qua, Trương Dương cũng không có nói cho những người khác, ngay cả Kiều Mộng Viện cũng không biết hắn có quan hệ với Lý Ngân Nhật. Trương Dương nói, giúp tôi bảo mật. Kiều Mộng Viện nói, tới bên kia nhất định phải cẩn thận, tính cảnh giác của Bắc Triều Tiên rất cao. Trương 1297, đây là Bình Nhưỡng. Một Trương Dương cười nói, yên tâm đi, con người tôi không thích gây sự. Mới là lạ, lúc Kiều Mộng Viện nói những lời này, không biết vì sao mũi có chút sót, vành mắt cũng đỏ lên. Trương Dương nói, được rồi, đừng làm như sinh ly tử biệt. Đừng nói bậy, Kiều Mộng Viện rất sợ nghe thế. Trương Dương nhếch miệng nói, tôi sẽ trở về rất nhanh. Kiều Mộng Viện nói, tùy thời giữ liên hệ với tôi, gặp phải vấn đề không giải quyết được, lập tức gọi điện thoại trở về trương dương cười nói trên đời này còn có vấn đề có thể làm khó tôi sao kiều mộng viện mở cái túi của mình đem một cái khăn quàng cổ tự mình đan đưa cho hắn bên kia lạnh lắm mang đi trương dương cầm khăn quàng cổ trong lòng cực kỳ ấm áp hắn có một kích động muốn ôm kiều mộng viện vào trong lòng hung hăng hôn môi môi anh đào của cô ấy thế nhưng trước công chúng trương đại quan nhân rốt cục vẫn khắc chế mình không có hành động kiều mộng viện tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn mặt cười có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhất định phải bình an trở về, có vài lời, tôi muốn nói với anh. Trương Dương nói, vì sao hiện tại không nói? Kiều Mộng Viện lắc đầu, xa xa Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Trí đã làm tốt thủ tục, sóng vai đi tới hướng bên này, Kiều Mộng Viện chỉnh lại tâm tình của mình một chút, một tuần, mau chóng trở lại. Triệu Thiên Tài vừa lên máy bay thì đã ngủ khò khò, tối hôm qua hầu như cả đêm không ngủ, hắn đã tương đối mệt mỏi dã rời. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí ngồi cùng một chỗ, hai người cũng không có nhiều tùy ý, Ngũ Đắc Chí thấp giọng nói, vừa rồi lúc ở sân bay, tôi thấy có mấy nhân vật khả nghi. Trương Dương cài dây an toàn, tìm được một tư thế tương đối thoải mái, mỉm cười nói, chuyến này sợ rằng sẽ không thái bình. Ngũ Đắc Chí ngáp một cái nói, yên ổn hay không tất cả đều là một ý niệm, cậu không gây sự, chúng ta thái bình. Trương Dương cười ha hả một tiếng. Ngũ Đắc Chí nói, kiều mộng viện đối với cậu không tồi. Trương Dương nói không có biện pháp, rất nhiều cô gái đều rất không tồi với tôi. Quá đáng thật, có nhiều người lo lắng như vậy cậu có phải là thấy rất tốt không? Trương Dương cười nói anh cũng không kém. Ngũ Đắc Chí có chút xấu hổ ho khan một tiếng, hắn đương nhiên biết Trương Dương chỉ ai. Từ khi hắn bị hủy dung trong vụ nổ, Ngũ Đắc Chí đã bắt đầu trốn tránh tình cảm của Đông Tú Tú, tuy rằng hắn biết mình cho tới bây giờ không quên được cô ấy, hắn cuồng quyết nói tránh đi, một đêm không ngủ, mệt quá sao có tinh thần như cậu, tôi ngủ một hồi, đợi tới bình nhưỡng thì gọi. Trương đại quan nhân nhìn ngũ đắc trí nhắm mắt lại giả bộ ngủ không để ý tới mình, không khỏi cười khổ lắc đầu, đông tú tú và ngũ đắc trí rõ ràng yêu nhau, hai người lại không đối mặt với hiện thực như vậy, yêu nhiều đến nổi ở sâu trong lòng lo lắng không phải mình, mà là đối phương. Chính là sợ liên lụy đến đông tú tú, ngũ đắc trí mới lựa chọn nhịn đau buông tha. Trương Dương nhớ tới kiều mộng viện, trong khoảng thời gian này Kiều Mộng Viện vẫn duy trì khoảng cách với mình, thế nhưng khi mình gặp phải phiền phức, Kiều Mộng Viện vẫn biểu hiện quan tâm đối với mình, tình cảm chân chính không thể dùng ý chí rời đi được. Bên cạnh, ngũ đắc trí đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, ngày hôm qua hắn và triệu thiên tài tốn hao hơn mười mấy giờ chạy tới Kinh Thành, trên đường căn bản không có nghỉ ngơi, lại cùng Trương Dương đi Bắc Triều Tiên, quả thật đã mệt chết đi được, khóe môi của Trương Dương lộ ra nụ cười hiểu ý, thật ra hắn rất thỏa mãn mình có nhiều người thương hắn quan tâm hắn như vậy, tình nhân, bạn bè, hắn hẳn là thấy đủ, mà hắn cần làm chính là bảo hộ tất cả người của hắn không bị thương hại. Trương Dương không biết ngủ gục lúc nào, trong lúc ngủ mơ, hắn thấy lệ phù la lên tên của hắn, mặc quần dài màu trắng ngã vào vũng máu nhìn thấy mà giật mình, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh khủng bất lực nhìn hắn, hình ảnh trong đầu bỗng nhiên lại cắt đến cố dai đồng rơi vào thác nước. Trương Dương bỗng nhiên mở to mắt, kinh khủng khó có thể hình dung khiến cho trên người hắn toát đầy mồ hôi lạnh, ngực của hắn phập phồng kịch liệt. Ngũ đắc chí bên cạnh giật mình tỉnh giấc, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Dương, cậu không sao chứ? Trương Dương lắc đầu, cầm lấy khăn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không có việc gì. Chỉ là gặp ác mộng. Ngũ đắc chí đưa cho hắn một ly nước, Trương Dương cảm thấy miệng khô lưới khô, một hơi uống cạn nước, lúc này âm thanh của tiếp viên hàng không vang lên, máy bay đã đi tới bầu trời Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, bởi vì gió tuyết, sân bay đang xử lý tuyết động, dự tính thời gian hạ cánh sẽ trễ nửa giờ. Ngũ Đắc Chí nhẹ giọng nói, quan tâm nhiều sẽ bị loạn, nếu chuyện tình đã xảy ra, không cần lo lắng nhiều, đi một bước thấy một bước. Trương Dương gật đầu, thấy Triệu Thiên Tài cũng tỉnh, đang ở đàng kia nói chuyện cùng tiếp viên hàng không. Nhân viên trên máy bay bắt đầu nói chuyện để hòa hoãn tâm tình của hành khách, cũng vì giúp mọi người trong thời gian đợi hạ cánh, và cũng nhắc nhở mọi người một ít phong tục tập quán cũng như là những điều cần chú ý ở Bắc Triều Tiên. Cũng may quá trình hạ cánh của máy bay vô cùng thuận lợi, bay xoay quanh bầu trời bình nhưỡng nửa giờ, máy bay rốt cục được phép hạ cánh, chậm rãi ngừng trên sân bay trắng đen của Bắc Triều Tiên, màu đen chính là đường băng, màu trắng chính là tuyết động. Xuyên qua cửa sổ, Trường Dương quan sát sân bay, quy mô của sân bay này và sân bay thủ đô căn bản không thể so sánh, trong sân bay đều là một ít máy bay giả cối, đa số đều là của thế hệ trước, bên trong loại tốt nhất cũng là 154, trường đại quan nhân thậm chí hoài nghi loại máy bay này có thể không tìm được linh kiện. Rời khỏi máy bay, ba người bọn họ nhất thời cảm giác đi tới một thế giới khác, tất cả trước mắt đơn sơ như vậy, dường như đi về tới Trung Quốc niên đại 50-60, ra khỏi cửa, tất cả đều đơn giản như vậy, đơn giản đến nổi thậm chí có chút keo kiệt, nhân viên kiên tra của Bắc Triều Tiên đứng ở nơi đó. Bọn họ dường như căn bản không hiểu được khái niệm mỉm cười phục vụ, Đối mặt với những người khách đến Bắc Triều Tiên, như là đối đãi với kẻ địch. Bọn họ vừa đi ra cổng sân bay, Triệu Thiên Tài lần đầu tiên đi tới Bắc Triều Tiên nên mọi việc đều cảm thấy kinh ngạc, hắn móc máy ảnh ra muốn chụp làm kỷ niệm tại sân bay, không chờ hắn nhấn chụp, một người nam mặc đồ màu xanh, trước ngực đeo huy hiệu đứng đầu đã đi tới, vẻ mặt nghiêm túc che ống chụp của Triệu Thiên Tài, nghiêm khắc cao giọng trách cứ: Trương Dương và Triệu Thiên Tài tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng cũng có thể nghe ra người này nói khẳng định không phải là lời hữu ích. Ngũ Đắc Chí hiểu được một ít tiếng Triều Tiên, hắn cười giải thích, nói cho hắn ta biết, ba người bọn họ là thương nhân đến từ Trung Quốc, đều là lần đầu đi tới Bắc Triều Tiên, cho nên không biết tình huống nơi này. Người nhân viên công tác Bắc Triều Tiên mở to con mắt lại nhảy vài câu mới chịu thôi. Trương Dương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nghe Ngũ Đắc Chí nói ở đây cấm chụp ảnh, hừ chẳng đáng một tiếng nói cái quái gì thế. Nghèo nát cửa ra, cho rằng chúng ta cam tâm tình nguyện chụp à. Triệu thiên tài gật đầu, đem máy ảnh suýt chút nữa bị tịch thu cất vào trong túi. Ngũ đắc chí nói, chính là vì nghèo cho nên mới sợ người khác chụp, bọn họ tuyên truyền đối ngoại quốc gia của mình phồn vinh phú cường, cậu chụp hình, cái này không phải tổn hại hình tượng quốc gia của bọn họ sao. Trương Dương nói, như vậy cũng được sao, thích thùng giống kêu to à. Ba người đứng ở cửa đợi một hồi, trước khi đến Bắc Triều Tiên, Chu Hưng Quốc đã nhờ bạn làm ăn tại Bắc Triều Tiên đến đây tiếp bọn họ. Trương Dương nhìn thời gian một chút, tính nhân tố trên máy bay tối nay, đã chậm một giờ, bạn làm ăn của Chu Hưng Quốc cũng không tuân thủ thời gian gì hết. Triệu Thiên Tài nói, đón xe nha. Ngũ Đắc Chí nhìn thoáng qua con đường tối thui nói, đầu tiên là phải có xe để đón. Ngồi xe buýt đi. Đúng lúc này, thấy hai chiếc xe một trước một sau chạy đến đây, một chiếc là loại Jeep 212, còn một chiếc Toyota Việt dã, thấy cũng được, bất quá xe Việt dã ít nhất cũng có 20 năm tuổi thọ, hai ống phía sau phả ra không ít khói đen. Một người trung niên mặc áo khoác màu xám từ trên xe Toyota đi ra, đầy mặt nụ cười đi hướng Trương Dương, chủ động vươn tay, các người là khách từ Trung Quốc tới sao? Tiếng Trung của ông ta vô cùng lưu loát. Trương Dương có chút cảnh giác nhìn ông ta, sao ông biết Người trung niên chỉ chỉ huy hiệu trước ngực, tại quốc gia chúng tôi ai ai cũng đều mang theo huy hiệu lãnh tụ, hào quang của lãnh tụ không khi nào không sưởi ấm trái tim chúng tôi. Trương Dương và Triệu Thiên Tài nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy muốn cười. Nhưng ngũ đắc chí biết người ta đều là nói thật, hơn nữa thái độ vô cùng nghiêm túc, cho nên hắn không cười, cười sẽ làm cho người ta cảm thấy không lễ phép. Người trung niên nói, các người ăn mặc cũng có thể nhìn ra, là Chu Tổng bảo tôi tới. Trương Dương vươn tay nắm lấy tay ông ta nói, Chu Hưng Quốc là đại ca của tôi, hai người này là bạn tôi. Người trung niên cười nói, tôi là Lý Bình dân, là bạn làm ăn của Chu tổng, Chu tổng đặc biệt kêu tôi tới nghênh tiếp các người, bởi vì ngày hôm nay có tuyết, xe của chúng tôi đi nửa đường thì chết máy, cho nên mới tới trễ, cũng may không làm lỡ hành trình của các người. Ông ta thật ra đang giải thích vì mình. Trương Dương lưu ý đến hai chiếc xe, nhưng tổng cộng lại tới hai người, thật ra một chiếc xe là đủ rồi không ngờ rằng người Bắc Triều Tiên cũng chú ý phô trương. Trương đại quan nhân không biết, Lý Bình Dân cũng không muốn chú ý phô trương cái gì, cái chiếc Toyota giả cõi là của ông ta, chạy nửa đường tắt lửa, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ bạn tới, chiếc Jeep kia là của bạn ông ấy. Dù sao cũng đến đây, cho nên cùng nhau tới sân bay tiếp người, thuận tiện cũng cho ông ấy chút mặt mũi. Trương Dương ba người đều lên chiếc Toyota của Lý Bình Dân, bên ngoài đã nát, bên trong càng thêm cũ nát, xe của Lý Bình Dân nãy giờ vẫn không tắt máy, là bởi vì ông ấy sợ sau khi tắt máy sẽ không chạy được nữa. Ô tô một lần nữa khởi động, bọn họ chạy tới hướng khu phố trung tâm của Bình Nhưỡng. Trường 1298, đây là Bình Nhưỡng. 2. Sân bay đi đến trung tâm Bình Nhưỡng vô cùng quạnh quẽ, xe cộ rất ít. Trương Dương vốn tưởng rằng đây là do rời xa khu phố trung tâm của Bình Nhưỡng, thế nhưng chờ khi bọn họ tiến vào khu vực thành thị của Bình Nhưỡng, tình huống vẫn như cũ, Lý Bình Dân vừa lái xe vừa giới thiệu bọn họ một ít kiến trúc và cảnh vậy. Cái gì mà Đại Đồng Giang, cái gì tháp chủ đề tư tưởng, cái gì quốc đồ thư quán, lúc Lý Bình Dân giới thiệu, trong lòng có một loại kiêu ngạo, loại cảm giác tự hào dân tộc trong dân chúng Bắc Triều Tiên rất thông thường. Cũng chỉ có bọn họ biết mình tự hào là cái gì. Ấn tượng đầu tiên của Bình Nhưỡng cho Trương Dương cũng là tối, thành phố tối như mực, Trương Dương tưởng bị cúp điện, hỏi qua mới biết năng lượng ở đây rất khẩn trương. Tất cả đều tiến hành trong kế hoạch, còn thuộc về giai đoạn kinh tế. Lúc đến chạm xe lửa Bình Nhưỡng cuối cùng cũng thấy được một ít ngọn đèn. Triệu thiên tài lầm bầm một câu, thật là tối, giống như về quê vậy. Lúc hắn nói lời này biểu tình của Lý Bình Dân có vẻ có chút xám xuống, ngũ đắc Chí lặng lẽ đẩy triệu thiên tài một cái, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung. Tại mảnh đất này, dân tộc lòng tự trọng rất mạnh, chỉ cần lơ đáng nói một câu, rất có thể sẽ chạm đến đến thần kinh mẫn cảm của bọn họ Quyền lý Bình dân mang bọn họ đi tới khách sạn Bắc Triều Tiên, là khách sạn ngoại giao cấp 5 sao, tiến vào khách sạn, cuối cùng cũng tìm được một ít dấu vết của hiện đại, bên trong lắp đặt thiết bị không tồi, ngọn đèn treo trên cao, đá cẩm thạch giao nhau đánh bóng mặt đất. Lúc đầu Trương Dương còn tưởng rằng Lý Bình dân sẽ giúp bọn họ an bài thủ tục, nhưng Lý Bình dân chỉ đem bọn họ đưa quầy phục vụ rồi không làm gì khác, thấy ý tứ là muốn chính bọn họ trả tiền, Ngũ Đắc Chí lặng lẽ nói cho Trương Dương biết đến đây là tự lo vì người ta cũng không dư giả, Trương Dương cũng không cần phải miễn cưỡng người ta, Lý Bình Dân bỏ xăng đưa bọn họ từ sân bay đến nơi đây, người ta không giàu có, không thể buộc người ta tỏ vẻ hào phóng được. Trương Đại Quan Nhân cũng không làm chuyện ép buộc, hắn kêu ngũ đắc chí đi làm thủ tục. Đừng thấy Bắc Triều Tiên nghèo, nhưng tiêu phí cũng không thấp. Tiền thế chấp cũng 15 ngàn, ngũ đắc chí muốn một phòng ba người mỗi đêm 2 ngàn. Đây đều là nhân dân tệ, tỷ suất hối đoái của nhân dân tệ là 15 một. Nhưng tại chợ đêm sẽ đạt đến kinh người 400 một. Ba người vào trong phòng, dọn hành lý xong, bọn họ chỉ dự định ở đây một đêm, thuận tiện thảo luận hành động tại Bắc Triều Tiên. Lý Bình Dân tuy rằng không bỏ tiền an bài bọn họ dừng chân, nhưng vẫn chủ động đưa ra lời mới bọn họ ăn, Trương Dương biết tình trạng kinh tế của người ta không tốt, vốn định từ chối. Thế nhưng Lý Bình Dân trong phương diện mời khách có biểu hiện rất kiên trì, thấy người ta thịnh tình không thể chối từ. Trương Dương chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ sau khi nghỉ ngơi thì đi tới chỗ Lý Bình Dân an bài. Trương Dương vốn tưởng rằng Lý Bình Dân sẽ ăn cơm tại khách sạn, không ngờ rằng người ta an bài chỗ ăn là ở nhà hàng gần đó, tiêu phí ở đây rẻ hơn một ít, thật ra tiêu phí ở đây tại Bình Nhưỡng cũng coi như rất cao. Lý Bình Dân dẫn bọn họ lên một phòng lầu ba, phòng hình chữ nhật, bên trong có bàn ăn cũng là hình chữ nhật, giống như phòng họp nhỏ trong nước, đồ ăn đã đưa lên, nhìn ra có 7-8 món, nếu như chỉ là Lý Bình Dân cùng ba người bọn họ thì không có trở ngại, nhưng Lý Bình Dân bên kia có tới ba người khách, cái này bình quân ra là mỗi người một món ăn. Đồ ăn chủ yếu là hải sản, coi như có chút chất lượng. Bởi vì biết Trương Dương là em của Chu Hưng Quốc, cho nên biểu hiện của Lý Bình Dân đối với hắn đặc biệt khách khí, ghé vào bên tai của hắn nói, vì hoan nghênh các vị đến đây, tôi đặc biệt mời Mỹ nữ tới. Trương Đại quan nhân lúc đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nơi này là Bắc Triều Tiên. Với vẻ lạc hậu và phong bế của bọn họ lại có thể có trò này à? Nhưng cửa phòng mở ra, đi vào ba cô gái xinh đẹp của Bắc Triều Tiên. Trương Đại quan nhân lúc này mới tin tưởng vừa rồi không phải mình nghe lầm. Từ trang phục liếc mắt là có thể nhìn ra hai người bên trong là người phục vụ, khiến cho Trương Dương chú ý chính là cô gái ở giữa, khoảng chừng hơn 20 tuổi. Quần áo mới, tóc ngắn vô cùng nhẹ nhàng, khí chất có chút cao nhã. Sự thật chứng minh cô ấy xác thực khác biệt hai người kia, vị này chính là phó quản lý Lý Kim Thuận của cái nhà hàng này. Đã từng du học tại Trung Quốc 3 năm, nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Lý Bình Dân lặng lẽ nói cho Trương Dương biết, Phạm là người có thể ở chỗ này công tác thì trong nhà đều có bối cảnh nhất định, bên trong đa số đều là con cán bộ. Lý Kim Thuận được an bài ngồi ở bên cạnh Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân biết tới nơi đây, người ta là đơn thuần ăn uống, biết giữ khoảng cách, nếu không khẳng định sẽ làm cho người ta phản cảm, hơn nữa hiện nay trương đại quan nhân cũng không có cái loại tâm tình này. Trên đường đến nhà hàng ngũ đắc chí dặn dò bọn họ, Bắc Triều Tiên nhiều nhất cũng là gián điệp, nhất là những nơi như khách sạn Triều Tiên hay cái nhà hàng này, nơi người ta thường xuyên thường lui, gián điệp càng nhiều, bọn họ lợi dụng các loại cơ hội siêu tập các loại tình báo. Ở chỗ này nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Cho nên Trương Dương ngoại trừ uống rượu thì cũng chỉ là uống rượu. Lý Bình Dân chuẩn bị không ít rượu, bia là Đại Đồng Giang thuần một sắc. Rượu là rượu vodka đến từ nga. Người Bắc Triều Tiên uống rượu thật ra không hàm hồ, nâng ly rượu cũng rất sung. Ba người bồi rượu do Lý Bình Dân mời tới tuyệt đối là tận trước tận trách. Khi nâng ly rượu uống cùng Trương Dương, những người này ít nhiều đều hiểu một ít Hán ngữ, cũng biết quy tắc uống rượu của người Trung Quốc. Khi cầm ly rượu lên, lập tức nói một câu cản nhân dân bắc triều tiên đại khái muốn dùng hào sảng của bọn họ cho trương dương một ấn tượng sâu cái này cũng là lý bình dân trước đó dặn qua nhất định phải cho khách uống tại điểm này hai nước hình như có cùng nhận thức không uống hết thì không thể gọi là uống được kết quả là bọn họ luân phiên kính rượu luân phiên ra trận ngũ đắc trí kiên trì không uống bởi vì hắn mất đi một cái cánh tay phải hơn nữa trên mặt có sẹo người khác nhìn thấy liền có cảm giác hắn không dễ tiếp cận cho nên rất ít người chủ động tìm hắn uống rượu triệu thiên tài chỉ uống bia. Cho nên hỏa lực của đối phương tập trung tại trên người trương đại quan nhân. Bọn họ oanh tạc hiển nhiên không có hiệu quả như dự đoán, thấy trương đại quan nhân tay cầm ly rượu chuyện trò vui vẻ, mọi người đã nhìn ra, tử lượng của người này rất mạnh. Trương đại quan nhân làm sao để mấy người bọn họ vào tong mắt, thấy vài người lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn phản kích bắt đầu. Thật ra Lý Bình Dân không chỉ sợ phản kích của Trương Dương, ông ta còn tiếc tiền, một chai rượu vodka cũng không rẻ, giá 78 ngàn, uống một hồi hết năm chai rượu, thấy Trương Dương vẫn cái trạng thái này, uống thêm 5 chai cũng không nói chơi, Lý Bình Dân trong lòng sợ hãi, 78 chục ngàn, hơn nữa còn tiền đồ ăn, bữa cơm này quả thật là giá trên trời. Trương Dương từ tần suất nâng ly càng ngày càng thấp của Lý Bình Dân chỉ biết là người ta đang tiếc tiền, còn ba cô gái tiếp rượu lúc này không uống nổi nữa, uống đến nổi mặt đỏ tới tai nói chuyện cũng hỗn loạn tiếng Triều Tiên và tiếng Trung lý kim thuận bưng ly rượu đi tới trước mặt trương dương chủ động kính hắn uống một ly cười nói trương tiên sinh là người ở nơi nào trương dương nói bình hải lý kim thuận hai mắt sáng ngời nói bình hải tôi có đi qua trương dương cười nói tôi chưa thấy qua cô lời này mang theo một chút ý tứ khiêu khích lý kim thuận mặt cười có chút đỏ lên bình hải như thế rất khó gặp nhau bất quá ấn tượng của tôi đối với bình hải không tồi chỗ đó kinh tế phát triển rất tốt Trương Dương gật đầu nói, hoan nghênh Lý Tiểu Thư bất thời giờ đi Bình Hải làm khách. Nhất định sẽ tận tình làm chủ. Lý Kim Thuận gật đầu, Lý Bình Dân đề nghị không nên chỉ lo uống rượu, muốn làm chút tiêu khiển, trên thực tế là tiếc tiền. Trương Dương đánh giá ông ta là không phóng khoáng, tính thêm ba cô Tiểu Thư tiếp rượu, bọn họ tổng cộng 10 người mà chỉ có 8 món ăn. Hiện tại đồ ăn đều ăn gần hết rồi, nếu như đổi thành tại Trung Quốc, khẳng định muốn tiếp tục gọi món ăn. Nhưng Lý Bình Dân cũng không có ý gọi món ăn, cũng chẳng muốn uống thêm rượu. Thật ra thì bia còn rất nhiều, và lại bia cũng rẻ hơn rượu nhiều, nhưng mà uống bia nhiều sẽ làm cho bụng bự. Cũng là Trương Dương hiện tại có tâm tình không tốt, nếu như không phải lo lắng chuyện của dạo anh, chắc chắn là sẽ uống cho ông ta ọc máu. Theo đề nghị của Lý Bình Dân, Lý Kim Thuận đứng lên cầm lấy micro hát cho những người khách này bài, chúc anh bình an, tiếng ca của cô ấy chỉ có thể được cho là bình thường. Bất quá nghe cũng rõ ràng, phát âm cũng rất tiêu chuẩn, Lý Bình Dân mượn cảm giác say hướng Trương Dương nói, buổi sáng ngày mai tôi an bài các người đi tham quan tượng lãnh tụ, tặng hoa cho lãnh tụ. Lúc nói những lời này, trên mặt của ông ta hiện lên cảm giác tự hào rất lớn. Trương Đại Quan Nhân từ lúc tới Bắc Triều Tiên liền biết, đi đến quảng trường lãnh tụ, kính hoa tươi cho lãnh tụ là thể thức của hầu như tất cả những người đến Bắc Triều Tiên. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, lãnh tụ của các người thì liên quan cái dám gì đến tôi. Tôi dựa vào cái gì phải tặng hoa cho ông bất quá thấy ngũ đắc trí lặng lẽ nháy mắt, Trương Dương cũng không phản đối, dù sao đây là địa bàn của người ta, nhập ra tùy tục mà. Lý Bình Dân cũng là có ý, bọn họ thích chuyện, cho rằng khách cũng thích, cho rằng an bài của mình đối với khách nhân mà nói là rất chu đáo. Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc, đám người Bắc Triều Tiên ra về, Trương Dương bọn họ rời khỏi nhà hàng, Triệu Thiên Tài không nhịn được nói, người ở đây cũng quá keo kiệt rồi, cả đám người như thế mà chỉ có 7-8 món, cũng không biết kêu thêm gì hết chương 1299, biểu diễn tự hào. Một, Trương Dương cười nói, mặc kệ đi, rõ ràng không có tiền còn sĩ diện, tôi không muốn một chai rượu whisky đã là khách khí rồi. Vài người đều nở nụ cười. Ngũ Đắc Chí nói, tôi dám cá, số tiền này sớm muộn gì ông ta cũng đòi lại từ trên người Chu Hưng Quốc. Trương Dương nói, không đến mức này đâu, bọn họ có keo cũng không keo đến mức này. Ngũ Đắc Chí nói, lúc trước tôi chỉ biết, người dám đến bắc triều tiên buôn bán phải muốn can đảm và quyết đoán bất quá người ở đây vẫn thiếu kỹ xảo kinh thương triệu thiên tài nói không có lợi thì ai sẽ buôn bán với bọn họ trương dương nhìn bốn phía một chút chỗ sáng đèn duy nhất cũng là chạm xe lửa bình nhưỡng cách đó không xa triệu thiên tài móc máy ảnh muốn chụp một vài tấm hắn vừa nhá lên chợt nghe đến một âm thanh nghiêm khắc vang lên trương đại quan nhân thật ra đã sớm thấy được một người mặc đồ đen cách đó không xa rồi bất quá hắn cho hàng đối phương chỉ là người qua đường, căn bản không ngờ rằng lại lên tiếng ngăn cản, xem ra trên mảnh đất này đâu đâu cũng là chạm gác, vô luận bạn làm cái gì, cũng đều có người dám sát cả. Người kia mở to mắt, chỉ vào triệu thiên tài, cưỡng chế bắt hắn giao máy ảnh ra. Ngũ đắc chí đi lên giải thích, nhưng vô luận giải thích thế nào, đối phương cũng không cho mặt mũi, kiêu ngạo nói, muốn chết sao? Chụp cái gì? đương nhiên là lời này do ngũ đắc chí phiên dịch lại Trương Dương mới hiểu được. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói có bạn đến chơi phải vui mới đúng, sao đến đây lại không có cảm giác này nhỉ? Thấy người kia không chịu buông tha, Trương Đại Quan Nhân túc không có chỗ phát, đang chuẩn bị ra tay dậy thằng nhãi này một chút, ngũ đắc chí nhìn ra ý của hắn, cầm tay của Trương Dương lại. Nói với Triệu Thiên Tài, lấy cuộn phim cho hắn đi. Cái gì, Triệu Thiên Tài cho rằng mình nghe lầm. Ngũ Đắc Chí lập lại một lần, triệu thiên tài không làm sao được, chỉ có thể lấy ra cuộn phim ném cho tên kia, tên kia vẫn không chịu tha, hùng hổ la ó cái gì đó, trường đại quan nhân đi qua vỗ vỗ vai của hắn, trung triều hữu hảo, muôn đời trường thanh. Tên kia không biết hắn đang nói cái gì, ngũ đắc chí nhanh chóng phiên dịch một lần, tên kia đại khái nghe được bốn chữ trung triều hữu hảo, lúc này mới chịu thôi, gật đầu, cảnh cáo triệu thiên tài không được chụp hình bậy bạ, sẽ bị tình nghi là ăn cắp cơ mật quốc gia, lúc này mới chịu rời đi. Trương đại quan nhân nhìn thân ảnh của thằng nhãi kia rời đi xa, không khỏi cười nhạt, hắn vừa rồi vỗ vai, ít nhất cũng muốn cho thằng nhãi này nằm trên giường một tháng, coi như viện trợ mấy chục năm nay là để nuôi cơm cho tên kia. Trở về phòng của khách sạn Bắc Triều Tiên, Triệu Thiên Tài tức giận mắng to. Ngũ Đắc Chí cười nói, anh cũng đừng nóng giận, nhập ra tùy tục, ở Bắc Triều Tiên là vậy đó, bọn họ đem tất cả trở thành cơ mật quốc gia, trong mắt bọn họ chủ nghĩa đế quốc đã cản trở bọn họ trở thành quốc gia cường đại địa vị của bọn họ trên quốc tế là ngang bằng chúng ta, ngay cả thời kháng chiến cũng là bọn họ giúp chúng ta đánh đuổi đế quốc, không có bọn họ chúng ta đã sớm xong đời rồi. Trương Dương mắng, đầu óc của đám người này bị vô nước hả? Ngũ Đắc Chí nói, một phương khí hậu một phương người, lý giải muôn năm đi. Trương Dương mới nhớ đến chuyện Lý Bình Dân ngày mai mời hắn đi quảng trường lãnh tụ tặng hoa, đem chuyện này ra thương lượng, theo ý của hắn thì ngay mai muốn đi đến núi Kim Cương phía Nam Bình Nhưỡng. Ngũ Đắc Chí nói, tâm tình của cậu tôi hiểu, nhưng mà chúng ta muốn thuận lợi đến bên kia, phải có phương tiện giao thông, tốt nhất là kiếm một tấm giấy thông hành. Triệu Thiên Tài có chút không hiểu nói, chúng ta không phải đã có hộ chiếu rồi sao? Còn cần giấy thông hành cái gì? Ngũ Đắc Chí nói, vừa rồi anh không phải không thấy, từ khi chúng ta xuống máy bay, có bao nhiêu đặc công mặc thường phục ở bên cạnh chúng ta, trên mảnh đất này, mặc kệ là người Bắc Triều Tiên hay là người nước ngoài, khẳng định là đi đến đâu cũng bị quản lý, núi Kim Cương là chỗ nào. Trọng địa quân sự của Bắc Triều Tiên, đối kháng với quân đội Nam Triều Tiên, nếu như chúng ta đi qua như vậy, đừng nói là tiến vào núi Kim Cương cứu người, sợ rằng đến gần cũng khó. Trương Dương gật đầu, từ Bình Nhưỡng đến núi Kim Cương hầu như là phải đi qua toàn bộ Bắc Triều Tiên, tuyến đường này có đồn biên phòng nhiều vô số, không có giấy phép thông hành đặc biệt thì khó thuận lợi đến chỗ đó. Ngũ Đắc Chí nói, cậu có kế hoạch gì? Trương Dương nói, lúc tôi ở Kinh Thành có quen với một vị tướng quân Bắc Triều Tiên là Lý Ngân Nhật, ông ta thiếu tôi một phần nhân tình không lớn không nhỏ. Nghe được tên của Lý Ngân Nhật, hai mắt của ngũ đắc chí sáng lên, kinh hỉ nói, Lý Ngân Nhật là tướng quân có quyền thế trong quân đội Bắc Triều Tiên, nếu như ông ta giúp cậu, cho một giấy thông hành đặc biệt, vậy thì hẳn là không có bất luận vấn đề gì nói đến đây ngũ đắc chí dừng lại một chút, về chuyện của dạo anh tuyệt đối không được tiết lộ một chút nào, tuy rằng ông ta thiếu cậu một nhân tình, nhưng mà nếu ông ta biết cậu là vì nghĩ cách cứu dạ oanh mà đến ông ta khẳng định sẽ không cho cậu bất luận trợ giúp gì nói không chừng còn có thể ra tay đối phó cậu trương dương thấp giọng nói bọn họ hẳn là nhận định dạ oanh là gián điệp ú ước mỹ triệu thiên tài nói chúng ta hiện tại bắt đầu làm việc ngày mai cậu đi thăm lý ngân nhật đi tôi và ngũ ca phụ trách chỉnh lý và thu thập tư liệu kế hoạch đi đến núi kim cương và điều kiện tốt nhất trương dương gật đầu tâm tình càng ngày càng trở nên trầm trọng Ngũ đắc chí vỗ vỗ vai hắn, dục tốc bất đạt, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể thuận lợi tiến vào núi Kim Cương. Ứng ừ với cái câu dục tốc bất đạt của ngũ đắc chí, Trương Dương tuy rằng đã thuận lợi liên hệ với Lý Ngân Nhật, nhưng Lý Ngân Nhật không ở Bình Dưỡng, đang ở Tân An thị sát bộ đội, bất quá ông ta vẫn biểu thị nhiệt tình khi biết Trương Dương đến, mời Trương Dương buổi chiều ngày hôm sau đến nhà của ông ta tại Bình Nhưỡng gặp mặt. Bởi vì muốn lấy giấy thông hành đặc biệt trong tay ông ta, cho nên trương dương phải kiềm chế lo lắng về lệ phù quyết định ở lại bình nhưỡng thêm một thời gian sáng sớm ngày hôm sau trương dương tỉnh dậy mở cửa sổ ra một trận gió thổi vào nhìn đường phố bình nhưỡng hắn không khỏi nhớ đến kinh thành khác biệt của hai nơi làm cho khoảng cách hai nước càng ngày càng xa bọn họ ăn xong điểm tâm lý bình dân lại đi đến khách sạn ông ta đến đây là vì mang khách đi tham quan tượng lãnh thụ trương đại quan nhân không có hứng thú với an bài này nhưng nếu Lý Bình Dân tới, dù sao bọn họ cũng không có gì làm, buổi chiều mới được gặp mặt Lý Ngân Nhật, vậy tạm thời theo Lý Bình Dân, coi như là giết thời gian cũng ó ốt. Lý Bình Dân dẫn bọn họ đi đến quảng trường lãnh tụ, chiêm ngưỡng tượng đồng lãnh tụ, kính hiến hoa tươi. Ba người trương dương bọn họ đối với cái bức tượng đồng này không hề có chút hứng thú, ra vẻ cúi chào cho có lệ, nhưng ngược lại cảm thấy hứng thú với những nữ binh trẻ tuổi đội ngũ chỉnh tề. Nữ binh Bắc Triều Tiên lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, bởi vì ba người bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào nữ binh khiến cho người nữ binh dẫn đầu cảnh giác lý bình dân lặng lẽ nhắc nhở bọn họ nhìn thẳng nữ binh như vậy là không lễ phép triệu thiên tài cảm thán nam nam bác nữ quả thật đúng là danh bất hư truyền hoặc một câu khác là trai hàn quốc gái triều tiên khi các nữ binh đứng trước tượng lãnh tụ tuyên thệ ngũ đắc chí phiên dịch một chút nói lời thề của các cô ấy là chung với lãnh tụ chung với quốc gia luôn sẵn sàng hiến thân vì bảo vệ lãnh tụ Trương đại quan nhân nghe mà mở to mắt ra, loại tinh thần hiến thân này đúng là đáng quý, nếu như tất cả nữ binh này cùng lên, sợ rằng lãnh tụ không bị đè chết cũng bị mệt chết, lời này chỉ có thể lặng lẽ tâm ự với triệu thiên tài và ngũ đắc trí, nếu như để cho lý bình dân hoặc là bất luận người Bắc Triều Tiên này nghe được, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ đang khinh nhờn, thế nào cũng chọc ra phiền toái. Lý Bình Dân cũng nhìn ra ba người bạn Trung Quốc không hứng thú với an bài của mình, sau đó ông ta lại đưa ra yêu cầu dẫn bọn họ đi tham quan đập lớn Tây Hải, nhắc đến đập lớn Tây Hải, không người Bắc Triều Tiên nào không biết, không ai không hiểu, đây là công trình to lớn mà lãnh tụ kính yêu của bọn họ lúc còn sống đã tự mình chỉ định. Vị lãnh đạo đời thứ nhất nhìn xa trông rộng này không chỉ định chỗ mà còn định người. Cái đập lớn này được xây dựng trong 20 năm để chặn nước biển, lúc trước được gọi là đập nước Nam Phổ. Đập dài 8 cây số, có tất cả 3 phần, 36 miệng cống, 3 đường lớn. Còn xây vài bia kỷ niệm, có người nói công trình này đã tiêu tốn gần 40 tỷ đô la, đối với cái quốc gia này mà nói, đây chính là một công trình vĩ đại, cho nên công trình này có ý nghĩa không nhỏ đối với nhân dân Bắc Triều Tiên, tại một ý nghĩa nào đó mà nói, cái đập nước này giống như là vạn lý trường thành trong lòng người dân Trung Quốc. Chương 1300, biểu diễn tự hào. 2. Chương đại quan nhân vốn mang tâm tình đi cho có, Lý Bình dân dẫn bọn họ đi một vòng quanh đập lớn. Sau đó tham quan mấy chữ viết của lãnh tụ, rồi lại mang đi xem vài pho tượng, sau đó dẫn bọn họ đến một khu triển lãm giáo dục cách mạng. Người nữ hướng dẫn trong khu triển lãm nhiệt tình rào rạt đứng nói liên tục trong 40 phút, Trương Đại quan nhân nghe mà buồn ngủ luôn, thấy người nữ hướng dẫn ấy trong mắt đầy lệ, cảm thấy cô ta không kịp làm cho du khách cảm động mà đã làm cho bản thân cảm động rồi. Trương Đại quan nhân đưa ra một tổng kết đối với Bắc Triều Tiên, đây là một quốc gia không thú vị. Buổi trưa cùng ngày Lý Bình dân dẫn bọn họ đi qua phân đỗ Tây Hải, cái gọi là phân đỗ thật ra chỉ là một nơi giống làng bắt cá. Lý Bình dân giới thiệu với Trương Dương, vì hoan nghênh các người đến, tôi đã sớm chào hỏi bọn họ, an bài tiệc hải sản cho các người nếm thử. Triệu Thiên Tài vừa nghe có hải sản liền vui vẻ, đám người Bắc Triều Tiên này lâu lâu mới thấy hào phóng một lần, công bằng mà nói thì Lý Bình dân coi như là nhiệt tình rồi. Từ khi bọn họ đến Bình Nhưỡng thì người ta đã chạy trước chạy sau, vấn đề dùng tiền không nói, chỉ cần là phần công sức này thôi cũng đủ làm cảm động rồi. Bất quá đây là suy nghĩ tạm thời của bọn họ, chờ sau khi bọn họ về nước mới biết được, bởi vì hành trình lần này của bọn họ đến Bình Nhưỡng, không lâu sau Lý Bình Dân và Chu Hưng Quốc trong lúc giao dịch than đá. Thằng nhãi kia đã cho Chu Hưng Quốc một hóa đơn, nguyên nhân rất đơn giản, vì sự phóng túng của bạn bè mà số tiền này tất cả đều tính trên người Chu Hưng Quốc. Lý Bình Dân và đỗ trưởng của phân đỗ này coi như cũng có quan hệ tốt, Đối phương dẫn bọn họ đến một nơi giống như thương khố, bên trong rất trống trải, một cái bàn nướng bằng sắt cực lớn dài gần 3 mét. Trương Dương đi Nam đi Bắc, coi như cũng có kiến thức rộng rãi, mà cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái bàn nướng khổng lồ như vậy. Bên dưới đều là than đá, bên trên phủ kín những món hải sản như niêu sò ốc hến. Lý Bình dân nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống, tiệc hải sản như vậy, đám người Trương Dương coi như là mở mắt. Rượu ắt không thể thiếu, bia đại đồng giang, rượu gạo được mang lên. Lý Bình Dân đã có kinh nghiệm, vụ việc tối hôm qua vẫn còn như mới trong đầu ông ta, biết Trương Dương là một người ngàn ly không say, nếu như thật sự muốn chút say Trương Dương thì thẳng thắn đổi qua kinh doanh bán rượu đi may ra còn có thể. Bất quá Trương Dương cũng không có ý kiến đối với cái này, rượu gạo Triều Tiên uống vào cũng không tồi, cũng không khác gì so với rượu trắng. Chẳng biết là người Bắc Triều Tiên uống rượu ra sao, nhưng mà cái tư thế thì đúng là đừng nói, cầm ly rượu đưa lên sát miệng nhấp nhấp, sau đó mới uống cạn một hơi, hai mắt nhắm chặt, còn mặt thì nhăn như là khỉ ăn ớt. Trương đại quan nhân thầm than, sao uống rượu mà khổ quá vậy, nếu đã khổ như vậy, sao còn phải uống? Không phải là muốn bị coi thường sao? Sau vài ly rượu, vài người bắt đầu vỗ tay, thì ra là có một vị lãnh đạo đến, vị lãnh đạo này chính là đỗ trưởng của cái phân đỗ này, người này đi tới rất có phong phạm lãnh đạo, ai ai cũng bắt tay, Trương đại quan nhân vốn định lau lau tay, chỉ là không tìm thấy giấy ăn đành như thế mà bắt tay với người ta, cũng may người ta không có ý ghét bỏ gì. Trước khi ngồi xuống, mọi người lại vỗ tay, trương đại quan nhân khó hiểu, hỏi qua ngũ đắc chí mới biết, thì ra là mời lãnh đạo nói chuyện, cái này thì khá là giống với phương diện trọng ú ước rồi. Đỗ trưởng mở miệng nói nói cái gì đó, đại khái là những lời nói yêu nước này nọ, mọi người tỏ vẻ nghe rất chăm chú, triệu thiên tài thì rất phiền với hình thức này, đồ ăn đầy bàn thì không ăn, lại đi nghe nói nhảm mấy cái vỏ sò trên bàn nướng từ từ nứt ra, thì vị đỗ trưởng này mới nói xong, ngồi xuống, nâng ly rượu lên ra hiệu cho mọi người uống. Tiệc hải sản buổi trưa này thật sự rất phong phú, sò, ốc, cá món nào cũng có, đây cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất từ khi Trương Dương bọn họ đến Bắc Triều Tiên. Do lo nghĩ đến buổi chiều phải đi gặp Lý Ngân Nhật, vì thế bữa trưa của bọn họ kết thúc tương đối sớm, trở về phòng ở mới là 2 giờ chiều, lo lắng đến thân phận đặc thù của Lý Ngân Nhật, vì thế Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí không cùng đi với Trương Dương. Khoảng 4 giờ một chút, hộ vệ của Lý Ngân Nhật là Khương Thuấn Thần gõ cửa phòng bọn họ. Khương Thuấn Thần mặc quân phục Bắc Triều Tiên. Hắn nhìn thấy Trương Dương liền chào Trương Dương theo nghi thức quân đội. Trương Dương cũng chào hắn một cái. Rồi theo Khương Thuấn Thần ra bãi xe, lên một chiếc xe quân đội. Sau khi ngồi lên xe ghế ra thoải mái, Trương Đại Quan Nhân phát hiện ra, mặc dù ở trong quốc gia này, nhưng vẫn có không ít người sống an nhàn sung sướng. Khương Tuấn Thần nói: "Trương Tiên Sinh đến lúc nào?" Trương Dương nói: "Đêm qua." Khương Tuấn Thần lúc lái xe đi ngang qua quảng trường lãnh tụ có nói với Trương Dương: "Có muốn đi quảng trường nhìn không? Chiêm ngưỡng tượng lãnh tụ, hình như cái này đã thành bệnh chung của người dân ở đây rồi, cho rằng phàm là ai cũng sẽ hứng thú với chuyện này, lại không biết rằng người ta chẳng hề có chút hứng với thú nào với chuyện này cả." Trương Dương cười nói: "Buổi sáng đã đi qua rồi, chỗ ở cũ của lãnh tụ, đập lớn Tây Hải tôi cũng đi qua rồi." Khương Tuấn thần à một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng ở Trung Quốc một thời gian, đối với tình huống của Trung Quốc cũng có lý giải nhất định, hắn rõ ràng tranh lệch của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, tuy rằng hắn không công khai thừa nhận, nhưng trong lòng cũng biết được rõ ràng. Trương Dương nhìn ra vẻ xấu hổ của Khương Tuấn thần, hắn cũng không muốn làm tổn thương quân nhân Bắc Triều Tiên này, nói tránh đi tướng quân gần đây thế nào. Khương Tuấn thần nói, rất tốt, sau khi trở về từ Trung Quốc, thân thể của tướng quân đã khôi phục, cái này cũng phải cảm ơn Trương Tiên Sinh trợ giúp. Trương Dương cười cười, nguyên nhân bệnh đích thật của Lý Ngân Nhật cũng là do miệt mài quá độ, mình đã nhắc nhở ông ấy, hy vọng ông ấy có thể khống chế tốt dục vọng. Khương Tuấn Thần mang theo Trương Dương đi đến phía đông nam của Bình Nhưỡng, vừa tiến vào khu vực này, Trương Dương nhất thời cảm giác được bầu không khí khẩn trương, dùng câu năm bước một chạm gác cũng không quá đáng, mỗi một khoảng lại có chạm gác, bọn họ hiển nhiên là nhận ra Khương Tuấn Thần nhưng khương thuấn thần vẫn lấy giấy phép của mình ra và hộ chiếu của trương dương cũng lấy ra cho bọn họ nhìn cứ như vậy đi qua năm sáu trạm gác mới đến chỗ của lý ngân nhật tiến vào trong tòa nhà màu đỏ thấy một sân rộng tuyết động trong sân đã được dọn sạch sẽ khương thuấn thần lái xe jeep dừng trước tòa nhà màu đỏ trương dương mở cửa xuống xe đầu tiên đập vào mắt cũng chính là quốc kỳ của bắc triều tiên đang tung bay trên mái nhà màu đỏ khương thuấn thần dẫn đường cho trương dương hai người bọn họ đi theo bậc thang vào nhà trước cửa nhà có hai gã vệ binh quân trang chỉnh tề, trên vai là súng tự động, thấy Khương Thuấn Thần và Trương Dương đến, đồng thời nghiêm chào Trương Dương cũng học theo bộ dạng của Khương Thuấn Thần, chào theo nghi thức quân đội, bất quá hành động ngay sau đó của hai gã vệ binh đã khiến cho Trương Đại Quan Nhân khó chịu, bọn họ ý bảo Trương Dương giơ hai tay lên, ra soát một lần từ trên xuống dưới. Nếu như không phải ngày hôm nay có việc cầu mà đến, Trương Đại Quan Nhân đã sớm ba quyền hai cước đánh ngã bọn họ. Đi vào tòa nhà, thấy hai vị nữ binh Bắc Triều Tiên phong thái yểu điệu đang ở trong phòng, trương đại quan nhân thầm khen, Lý Ngân Nhật Diễm phúc không cạn. Đi thêm một chút nữa, lại thấy hai nữ binh phục vụ thiếp thân khác, giữ nhiều mỹ nữ Bắc Triều Tiên như vậy, không biết lão già kia có nghe theo lời khuyên của mình hay không. Trên lầu truyền ra tiếng cười, Lý Ngân Nhật mặc quân phục, trước ngực đeo huân chương, uy vũ sinh phong từ trên lầu đi xuống, theo sắc mặc hồng hào của ông ta mà xem, thân thể của ông ta hẳn là rất tốt. Trương Dương bước nhanh đến, nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay của Lý Ngân Nhật. Trước khác nay khác, lúc trước Lý Ngân Nhật có chuyện cầu hắn, hiện tại là đi cầu người, nên Trương Đại Quan Nhân phải cúi thấp xuống. Lý Ngân Nhật đối đãi với ân nhân cứu mạng vẫn rất nhiệt tình, nắm tay của Trương Dương nói, Trương Tiên Sinh đến Bình Nhưỡng sao không nói trô ức, để tôi còn đưa cậu đi tham quan. Trương Dương nói, lúc đầu không muốn quấy giày tướng quân, nhưng mà chạy đến đây mà không nói với ngài một tiếng thì đúng là không theo lễ nghĩa, hơn nữa uống thuốc lâu như vậy phương thuốc cũng nên điều chỉnh cho nên tôi thử gọi điện thoại không ngờ tướng quân trăm bận ngàn bận vẫn có thể dành thời gian gặp tôi lý ngân nhật cười nói trương tiên sinh quá khách khí cậu là ân nhân cứu mạng của tôi chạy đến đây tôi đương nhiên phải chiêu đãi tốt nhất ông ta mời trương dương nộ hồi xuống một nữ binh đưa một ly trả tới trương dương không lập tức nói ra ý đồ của mình mà là nói muốn bắt mạch cho lý ngân nhật lý ngân nhật vui vẻ để cổ tay lên bàn Trương Dương bắt mạch cho ông ta, phát hiện mạch tượng của Lý Ngân Nhật ổn định, thân thể quả nhiên đã chuyển biến tốt đẹp hơn lúc còn ở kinh thành. Lý Ngân Nhật nói, trong khoảng thời gian này tôi vẫn làm theo lời của Trương tiên sinh dặn dò. Trương Dương trong lòng thầm vui, mình bắt ông ta cấm dục, xem ra trước mặt cái chết, dục vọng căn bản không tính là cái gì. Lý Ngân Nhật là tướng quân của quân đội Bắc Triều Tiên, ý chí cách mạng của người ta cũng không phải bình thường, Trương đại quan nhân nói tốt tôi điều chỉnh phương thuốc cho tướng quân một chút. Lý Ngân Nhật cho lấy giấy bút, Trương Dương điều chỉnh ngay tại chỗ cho ông ấy. Lý Ngân Nhật cất phương thuốc đi, mỉm cười nói, Trương Tiên Sinh, lần này đến Bình Nhưỡng là vì chuyện quan trọng gì? Lý Ngân Nhật có thể lên đến địa vị hiện nay cũng không phải do ngẫu nhiên, ông ta không tin Trương Dương đặc biệt từ Trung Quốc chạy ê e ến đây để bắt mạch và điều chỉnh phương thuốc cho mình. Những lời này hỏi ra có vẻ uyển chuyển, nhưng mà đã cho thấy rằng, cậu không cần phải vòng vo, có gì cứ nói thẳng. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân, lần này tôi đến đây vốn định tham quan Bắc Triều Tiên một chút, nhưng mà khi đến bên này luôn cảm thấy hành động bị hạn chế nhiều lắm, cho nên. Lý Ngân Nhật cười nói, cái này thì dễ rồi, tôi cho Khương Thuần Thần đi cùng cậu là được. Trương 1301, Buôn Lậu Tình Báo 1. Trương Đại Quan Nhân ho khan một tiếng nói, Tướng Quân, tôi còn có hai người bạn, bọn họ muốn đầu tư tại bắc triều tiên cho nên chúng tôi muốn đi khảo sát không chỉ có là ở bình nhưỡng lý ngân nhật gật đầu nói tôi rõ ràng như vậy đi tôi cho cậu một tấm giấy thông hành đặc biệt có giấy thông hành này các người có thể đi lại trong quốc gia của tôi đương nhiên ngoại trừ những chỗ đặc thù trương dương cười gật đầu nói đa tạ tướng quân lý ngân nhật lại nói chúng tôi ở đây không thể so trung quốc các mặt luôn lạc hậu một ít trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng đâu chỉ lạc hậu một ít, thật sự là lạc hậu một mảng lớn. Lý Ngân Nhật kêu Khương Thuấn Thần đến đây, ông ta hướng Khương Thuấn Thần nói, "Thuấn Thần, cậu đi giúp Trương Tiên Sinh chuẩn bị một chiếc ô tô, thuận tiện cho hắn khảo sát tại Bắc Triều Tiên." Trương Dương trong lòng mừng rỡ không gì sánh được, Lý Ngân Nhật này thật ra rất có ánh mắt, mình còn chưa có đưa ra yêu cầu đâu, người ta cũng đã nhìn ra, đều an bài cho hắn thỏa đáng. Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không từ chối hiện nay hắn ở Bắc Triều Tiên cũng chỉ có thể nhận trợ giúp từ Lý Ngân Nhật. Lý Ngân Nhật vốn định an bài Trương Dương dùng cơm tại phủ đệ, Trương Dương trong lòng lo lắng chuyện của lệ phù, hiện tại hận không thể lập tức bay đến núi Kim Cương, xin miễn ý tốt của ông ta. Lý Ngân Nhật nhìn ra Trương Dương nhất định có việc gấp muốn làm, lập tức cũng không miễn cưỡng, tự mình đem Trương Dương đưa ra ngoài cửa. Khương Thuấn Thần mang theo Trương Dương đi tới bãi đỗ xe, hắn chuẩn bị cho Trương Dương chính là một chiếc zip màu xanh, thấy ô tô, Trương đại quan nhân trong lòng thầm than, rốt cuộc là Lý Ngân Nhật, ra tay là không giống, đừng nói cái bảng số xe này, cho dù chiếc xe này chạy đến đầu đường Bình Nhưỡng, vừa nhìn chỉ biết là quan to hiển quý. Khương Tuấn Thần đem giấy thông hành đặc biệt đưa cho Trương Dương, không quên căn dặn hắn, nhớ kỹ, tại quốc gia của tôi có rất nhiều vùng cấm quân sự, vì tránh cho chiêu chọc phiền phức không tất yếu các người nhất định phải lưu ý nhiều hơn. Trương Dương gật đầu nói, yên tâm đi, chúng tôi chỉ là khảo sát một chút, không có việc gì đi vùng cấm quân sự cái gì. Trong lòng thầm nghĩ, không đi mới là lạ, lần này đến đây chính là vì muốn xông vào vùng cấm quân sự núi Kim Cương của các người, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai con mẹ nó đánh người phụ nữ của tôi. Khương Thuấn thần vỗ vỗ vai của Trương Dương nói, thuận buồm xuôi gió. Trương Dương nói, cái xe này tôi làm sao giao trả lại cho các người. Khương Thuấn Thần nói, trước khi rời đi, chỉ cần đem chiếc xe này đưa đến quân khu địa phương, tự nhiên sẽ có người đem xe trả về tới. Trương Dương lái xe Jeep trở lại khách sạn Triều Tiên đã là trạng vãng 5 giờ, trời đã mưa lất phất, Trương Dương đi trên lầu gọi ngũ đắc Chí và triệu thiên tài xuống, bọn họ muốn lập tức xuất phát. Có giấy thông hành đặc biệt của Lý Ngân Nhật, có chiếc xe Jeep này, ba người tại Bắc Triều Tiên lần đầu tiên tìm được cảm giác tự do, tuy rằng biểu hiện của Lý Ngân Nhật đối với mình vô cùng hữu hảo, nhưng Trương Dương vẫn không thể tin toàn bộ đối với đám người này, cho Triệu Thiên Tài kiểm tra rồi xe Jeep một chút, quả nhiên phát hiện trong xe Jeep có trang bị định vị GPS, nói cách khác vô luận bọn họ đi tới đâu, đều nằm trong phạm vi quản chế của quân đội, cái này không phải Lý Ngân Nhật có chuẩn bị ở sau, mà là chiếc xe này vốn dĩ như thế rồi. Triệu Thiên Tài vốn định đem cái này lấy ra, thế nhưng Trương Dương ngăn trở hắn, hiện nay cũng không vậy cần, hắn từ chỗ Lý Ngân Nhật mượn xe, chỉ là muốn thuận lợi đi đến cảng Đông Hải thành phố Nguyên Sơn cũng không nghĩ lái chiếc xe này tiến tới vùng cấm quân sự của núi Kim Cương. Nếu như dỡ bỏ hệ thống định vị theo dõi GPS ngược lại dễ khiến cho hoài nghi. Triệu Thiên Tài tiến hành kiểm tra một phen đối với xe cộ, vững tin xe bình thường, bọn họ lập tức xuất phát, bởi vì trong khoảng thời gian này Bắc Triều Tiên có tuyết lớn, cho nên tốc độ trên đường của bọn họ không có khả năng quá nhanh, dựa theo dự tính của bọn họ, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến Nguyên Sơn. Có giấy thông hành đặc biệt Lý Ngân Nhật cung cấp, Lúc bọn họ rời Bình Nhưỡng cũng không có gặp phải bất luận phiền phức gì, binh lính chỉ là kiểm tra rồi một chút giấy thông hành của bọn họ, lập tức cho đi. Thế nhưng trời cũng không tốt, bọn họ rời đi Bình Nhưỡng không được một giờ, bầu trời đã nổi lên bão tuyết, tình hình giao thông của Bắc Triều Tiên rất kém cỏi, hơn nữa đường đi tối thui, cho hành trình của bọn họ phiền phức rất lớn. Lý Ngân Nhật tuy rằng cung cấp ô tô và giấy thông hành đặc biệt cho Trương Dương, thế nhưng cũng không có cung cấp GPS hướng dẫn cho hắn, trên thực tế trong quốc gia thần bí này, đối với dân dụng GPS là cấm nghiêm ngặt, cùng may trước khi bọn họ tới Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị, Triệu Thiên tài chế ra GPS định vị, từ Bình Nhưỡng đi đến Nguyên Sơn hẳn là không có sai, gặp phải chỗ không rõ ràng lắm, thì dừng xe lại tìm đọc bản đồ. Cứ như vậy đi một chút lại dừng, mãi cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tới Nguyên Sơn, Nguyên Sơn là cảng quan trọng của Bắc Triều Tiên, bởi vì có núi Kim Cương mà trở thành địa điểm du ngoạn. Dựa theo tư liệu Trương Bích Quân cung cấp, Lệ Phù vô cùng có khả năng bị giam giữ tại vùng cấm quân sự của núi Kim Cương. Núi Kim Cương ở vào bán đảo phía đông Triều Tiên, bắc đoạn núi Thái Bạch, tại đông bắc Giang Nguyên, ngọn núi cao nhất 1638m, là chỗ cao nhất của núi Thái Bạch. Núi Kim Cương lại chia làm nội Kim Cương. Ngoại Kim Cương, Tân Kim Cương, Hải Kim Cương, nghe nói có gần 10.000 ngọn núi, mà căn cứ quân sự của núi Kim Cương có 7 chỗ, muốn ở trong đó tìm được Lệ Phù, độ khó thật sự không nhỏ. Nguyên Sơn là khu có lượng mưa nhiều nhất của bán đảo Triều Tiên, lúc bọn họ đi ô tô tới Nguyên Sơn, tuyết đã ngừng, trên bầu trời nổi lên mưa tuyết, may mà dựa vào chiếc xe này mới có thể tiếp tục đi tới, trên đường đi đến Nguyên Sơn thấy ven đường không ít xe phải dừng lại. Ngũ Đắc Trí đã từng tới Bắc Triều Tiên công tác, đối với tình huống của Nguyên Sơn tương đối quen thuộc. Bởi vì nơi này và Nam Triều Tiên gần, gần đây bầu không khí của Nam Bắc hai bên có hỏa hoãn, có tin tức nói Nam Triều Tiên có tập đoàn tài chính muốn đầu tư núi Kim Cương, cảm giác chính trị của Nguyên Sơn không bằng Bình Nhưỡng, bọn họ đến ở tại khách sạn ngoại giao gần cảng Nguyên Sơn. Ăn qua loa no bụng, dựa theo chỉ dẫn của Ngũ Đắc Chí đi tới công ty Phủ Tân, cái gọi là công ty Phủ Tân cũng là một đội đánh cá, Ngũ Đắc Chí nói cho Trương Dương biết. Bên trong có một người tên là Hàn Tích Thành từng có liên hệ với Quốc An, lúc trước bọn họ tới Bắc Triều Tiên đều là tìm hắn ta để lấy tình báo. Hàn Tích Thành có đặc thù rất rõ ràng, trên hai gò má có một khối bớt lớn. Trương Dương kêu ngũ đắc chí và triệu thiên tài chờ bên trong xe, đi một mình vào bến tàu. Bởi vì mưa tuyết rơi xuống, trên bến tàu có vẻ vô cùng quạnh quẽ, Trương Dương đi tới phòng nhỏ trên bến tàu, nghe được bên trong truyền đến âm thanh tranh cãi ẩm ý, hắn ghé vào trước cửa sổ nhìn, thấy bên trong có vài ngư dân đang đánh bài. Trương Dương đẩy cửa phòng, ngư dân bên trong đều sửng sốt, nhìn hướng ngoài cửa, thấy Trương Dương bọn họ lập tức kết luận vị khách xa lạ này không phải người Bắc Triều Tiên, bởi vì tất cả người Bắc Triều Tiên trước ngực hầu như đều đeo huy hiệu lãnh tụ. Đối diện cánh cửa có một người đang ngồi, để đầu đinh, trên mặt có một cái bớt đỏ, Trương Đai Quan Nhân nhận định thằng nhãi này là Hàn Tích Thành, mỉm cười gật đầu hướng hắn nói, Hàn Tích Thành sao? Hàn Tích Thành nghe được Trương Dương nói chuyện thì sửng sốt một chút, hắn huyên thuyên nói cái gì đó, xã u 7 tên ngư dân bên trong bỗng nhiên đứng dậy xuống lại đi qua hướng Trương Dương trương đại quan nhân lập tức dự liệu tình huống không đúng không đợi hắn phản ứng một cái ghế đã ném tới hướng hắn trương dương cua tay lên đấm nát cái ghế thành mảnh nhỏ ngay sau đó có người cầm một cây gậy dài đập vào đầu của hắn trương đại quan nhân trong lòng nổi nóng mẹ kiếp tôi chỉ gọi tên của anh một tiếng có cần hung hãn như vậy sao hắn giơ cước lên một cước đạp gãy cây gậy đó sau đó hung hăng đạp lên ngực của đối phương làm ngư dân bắc triều tiên kia bị đá bay ngược ra ngoài thân thể đánh vào một gã đồng bạn, hai người cùng nhau ngã xuống. Vài tên ngư dân đều nhìn ra tình thế không đúng, hai người từ góc tường cầm lấy cây xiên cá, dùng xiên cá muốn đâm mấy lỗ trên người của Trương Dương, Trương Dương thân thể hơi nghiêng, tránh thoát tiến công của hai người, tiện tay chụp lấy một cây gậy dài, mang theo một cổ kình phong quất ra ngoài, cây gậy đập thẳng vào ót của một người, đánh cho máu tươi và hàm răng của hắn ta bay ra, cây xiên cá cũng cầm không được, tuột tay bay ra ngoài rơi xuống đâm nhầm vào chân của một người, đau đến nổi người ngư dân kia hét thảm một tiếng. Ôm chân mang theo cây xiên cá ngồi ngã xuống đất. Hàn Tích Thành trong tay cũng cầm một cây xiên cá, thế nhưng thấy Trương Dương lợi hại như vậy, hắn căn bản là không dám xông lên, đẩy cửa sổ ra, nhảy ra ngoài cửa sổ. Trương Dương một quyền đấm ngã một gã ngư dân nỗ lực ngăn cản mình, nhìn hướng cửa sổ, thấy phía dưới là cảng, Hàn Tích Thành sau khi nhảy ra ngoài trực tiếp đáp xuống thuyền đánh cá. Trương Dương cũng nhảy ra ngoài hàn tích thành thấy hắn liều lĩnh đuổi theo sợ đến nổi cuống quýt từ cái thuyền đánh cá này nhảy đến một con thuyền đánh cá khác ngũ đắc Chí và triệu thiên tài ngồi ở bên trong xe thấy được tình cảnh xa xa ngũ đắc Chí cười khổ nói sớm biết như vậy để tôi đi cho rồi triệu thiên tài nói hắn nghẹn lâu như vậy dù sao cũng phải phát tiết một chút hàn tích thành này quả thật đáng thương hàn tích thành tuy rằng là ngư dân sinh trưởng ở địa phương đi đứng cũng lưu loát thế nhưng so với trương dương thì thật sự kém đến quá xa vừa nhảy đến bong thuyền đánh cá xoay người lại nhìn trương dương thấy trương dương dừng chân tựa hồ không muốn đuổi theo hắn không khỏi cười đắc ý nhưng lại thấy trương dương kéo lấy sợi dây thừng từ bong tàu cánh tay hơi cố sức mỏ neo chìm dưới đáy biển bị kéo lên hàn tích thành tựa hồ ý thức đến cái gì sợ đến nổi quay thân bỏ chạy đáng tiếc hắn chạy nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ của mỏ neo mỏ neo kia bị trương dương ném ra hàn tích thành nghe được tiếng gió thổi phía sau trong lòng kêu thảm thiết một tiếng xong hai chân hắn mềm nhũn ngã xuống trên bong tàu mỏ neo cũng không phải nhắm vào hắn mà là bong tàu bên cạnh hắn rầm một tiếng bong tàu bị phá nát thân thuyền kịch chấn hàn thích thành nhìn cái mỏ neo cắm thật sâu vào bong tàu bên cạnh sợ đến mức hồn phi phách tán cái mỏ neo này nếu như ném chúng người mình thì làm gì còn cái mạng mà ngồi nhìn không đợi hắn bò lên từ trên mặt đất trương dương đã đi tới bên cạnh của hắn vung tay vỗ một cái vào đầu của hắn chạy chạy con mẹ mày à chương 1302, buôn lộ tình báo. 2. Hàn Tích Thành chúng cái cái tát này cũng không có cảm thấy sợ, ngược lại hắn cảm thấy may mắn, không bị mỏ neo ném chúng là may mắn rồi. Hàn Tích Thành lắp bắp nói tôi, tôi không nhận ra anh. Trương Dương cầm lấy áo của hắn túm hắn lên, tôi tìm anh có việc. Lúc này hơn 10 người ngư dân bản địa đều chạy tới, Trương Dương hướng Hàn Tích Thành nói, muốn mạng thì cho bọn họ cút đi. Hàn Thích Thành đã bị thần uy vừa rồi triển lộ của Trương Dương làm cho hoảng sợ, lớn tiếng giải thích, nói Trương Dương là bạn hắn, vừa rồi là đùa giỡn. Mấy người kia tuy rằng không hiểu, nhưng tình cảnh vừa rồi ai cũng đều thấy được, có đùa giỡn như thế sao? Ném nguyên cả một cái mỏ neo lớn như thế qua, căn bản là muốn lấy mạng. Trương Dương đánh vai của Hàn Thích Thành cùng hắn tiến lên bờ, Hàn Thích Thành trong miệng không dừng giải thích, bạn tôi, bạn tôi. Trương Dương từ trong túi tiền móc ra một hộp thuốc lá mua tại Bình Nhưỡng ném qua, vài tên ngư dân liền giành lẫn nhau. Trương Dương hướng Hàn Thích Thành nói, tìm một chỗ ngồi tâm sự. Hàn Thích Thành vừa lau mồ hôi lạnh, anh là người Trung Quốc. Vô ích, không phải người Trung Quốc tôi nói tiếng Trung Quốc với anh làm gì. Hàn Thích Thành gật đầu, chỉ chỉ quán nhỏ cách đó không xa nói, uống vài ly đi. Sau một ly rượu, tinh thần của Hàn Thích Thành nhất thời trở về, trên mặt mang theo biểu tình cực kỳ khoa trương, khai. Đem ly rượu trống không đặt mạnh lên trên bàn. Trương đại quan nhân không quen nhìn kiểu uống rượu ở đây, không phải là một ly rượu sao. Có cần khoa trương như vậy, hắn cũng uống một ly, học theo bộ dạng của Hàn Tích Thành đặt mạnh ly xuống bàn một lần, cái này dọa Hàn Tích Thành hết hồn, Hàn Tích Thành nhìn hướng xung quanh một chút, bên trong chỉ hai người bọn họ. Hàn Tích Thành nói, anh tìm tôi làm gì, tôi đã sớm mặc kệ, Trương Dương nói, anh đừng nói nhảm với tôi, tôi điều tra rõ ràng rồi, lúc trước anh và Trung Quốc có không ít liên hệ. Hàn Tích Thành tươi cười nói, Trung Triều hữu hảo, chúng ta là anh em, thân như anh em một nhà. Nào, cụm ly, tôi mời khách. Trương Dương từ trong túi móc ra một tờ 100 đô đặt ở trên mặt bàn, sau đó cầm lấy ly rượu đặt lên tờ đô la thấy rõ không? Hai con mắt của Hàn Tích Thành nhìn chằm chằm tờ đô la, tuy rằng hắn kiệt lực che giấu, thế nhưng tham lam và khát vọng bên trong vẫn lơ đáng lộ ra. Trương Dương nói, chỉ cần anh trả lời khiến cho tôi thỏa mãn, tôi cho anh một ngàn đô la. Hàn Thích Thành căng thẳng, lúc này biểu tình cực kỳ giống anh Dũng bất khuất, hai ngàn, tôi muốn hai ngàn. Trương Dương nói, được, tiền không là vấn đề, nhưng tiền đề là phải cho tôi thỏa mãn. Hàn Thích Thành nói, anh muốn biết cái gì? Hắn vươn ngón tay, rất cẩn thận đặt lên tờ 100 đô, sau đó chậm rãi kéo dài tới trước mặt của mình, nhìn hướng xung quanh một chút, nhanh chóng bỏ vào trong túi. Hạ giọng nói, không nên tùy tiện đem tiền ra, làm không tốt sẽ làm anh toi mạng, ở chỗ này nơi nào cũng đều là cơ sở ngầm. Trương Dương chẳng đáng cười cười, coi như là tôi tìm anh mua cá. Hàn Thích Thành đem tay trái đưa ra ngoài, ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ và ngón giữa, ý bảo Trương Dương cho hắn chút tiền trước. Trương Dương thầm mắng thằng nhãi này thật sự là gian xảo, rút ra ba tờ đưa qua, lúc cho Hàn Tích thành tiền, hắn nhìn xung quanh một chút, bên trong chỉ có một người phụ nữ mặc tạp dề xanh ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Hàn Tích thành nói, không có việc gì, cô ấy là người của tôi. Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, thằng nhãi này không phải giảo hoạt bình thường, khó trách hắn dẫn mình đến đây, Trương Dương không sợ hắn có ý xấu cái gì, chỉ cần hắn dám hạ độc trong ở rượu và thức ăn, Trương Dương tuyệt đối sẽ không cho hắn sống đi ra ngoài. Trên thực tế Hàn Tích Thành cũng không có làm như vậy, hắn được 400 đô la, bắt đầu nhiệt tình với Trương Dương, Trương Dương nói, đó là tiền đặt cọc. Hắn móc ra một tấm ảnh chụp đưa cho Hàn Tích Thành. Ảnh chụp là của Lệ Phù, Hàn Tích Thành cầm lấy ảnh chụp nhìn chằm chằm một chút, bĩu môi nói, rất đẹp. Người Mỹ? Trương Dương nói, có gặp qua người hay không? Hàn Tích Thành nói, để cho tôi nghĩ đã. Thằng nhãi này vừa làm bộ trầm tư suy nghĩ, vừa hướng Trương Dương ý bảo cho chút tiền nữa. Trương Dương lại cho hắn 600 đô la. Hàn Tích Thành nói, 20 ngày trước, cô ấy đến tìm tôi, tìm tôi muốn một tấm bản đồ của núi Kim Cương, tôi cho cô ấy. Trương Dương nói, cái bản đồ gì? Hàn Tích Thành hạ giọng nói, quan hệ đến cơ mật quốc gia, cô ấy cho tôi 1.000 đô la. Trương Dương mặt không đổi sắc nói, 500, 800, 500, thành giao. Trương Dương móc ra 500, trước khi tới Bắc Triều Tiên, hắn đã đổi 20.000 đô la dần túi, đưa cho ngũ đắc trí, triệu thiên tài ba người chính là vì thu mua tin tức, không ngờ rằng vừa tới đến Nguyên Sơn thì có công dụng. Hàn Tích Thành đứng dậy đi hướng quầy hàng, chỉ chốc lát sau lấy một tấm bản đồ cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không nhận ra chữ Triều Tiên, nhưng hắn liếc mắt thì nhìn ra cái bản đồ này cũng là bản đồ bình thường nhất, ở bên ngoài mua sợ rằng ngay cả một đô la đều không cần. Trương Dương lạnh lùng nhìn Hàn Tích Thành nói, anh chơi tôi. Hàn Tích Thành có chút khẩn trương cười nói: "Làm sao dám, cái bản đồ này là bản đồ du lịch bình thường không giả, thế nhưng tôi đánh dấu thì hoàn toàn không giống." Hắn đúng là có vẽ vài dấu vào trong bản đồ du lịch núi Kim Cương, sau đó chỉ một chút nói: "Cô ấy hỏi Miếu Kim Cốc, gần đó có vùng cấm quân sự." Trương Dương nhìn thoáng qua nói: "Chỉ một vị trí mà giá trị 500 đô la sao?" Hàn Tích Thành nói: "Bình thường cũng ai không đi qua, mà đi thông cửa chính từ Miếu Kim Cốc qua." trên thực tế con đường này cũng là đường duy nhất đi thông qua khu quân sự miếu kim cốc có nửa cây số đã bị liệt vào vùng cấm quân sự bất luận du khách nào cũng không được thông hành phía sau vùng cấm quân sự là vực ưng sầu vực sâu vô cùng trong vùng cấm có cái gì hàn tích thành vẻ mặt thần bí nói quốc gia của tôi có tính cơ mật cao nhất nghe nói là cơ mật chỉ dùng để đối kháng chủ nghĩa đế quốc giải phóng toàn cầu trương đại quan nhân nghe thế bỗng nhiên có loại cảm giác muốn ói hắn nhìn hàn tích thành nói anh cũng là một buôn lậu tình báo hàn tích thành nói đừng nói như vậy dựa theo cách nói của bên kia các người mà nói cái này gọi là cần cù làm giàu tôi làm sao biết anh có phải là gạt tôi hàn tích thành nói tôi không lừa anh lúc trước tôi đã từng đóng quân trên núi bất quá tôi chỉ là phụ trách cảnh giới bên ngoài không có tư cách đi vào bên trong tấm ảnh mà anh cho tôi thấy cô ấy kia xác thực đã tới ấn tượng của tôi rất sâu những cô gái đẹp giống như cô ấy, rất khó để quên không phải sao. Trương Dương nói, cô ấy chỉ hỏi những cái này. Hàn Tích Thành nói, còn nữa, cô ấy hỏi tôi có đường khác có thể lên núi hay không? Trương Dương nói, vậy có đường khác hay không? Hàn Tích Thành lắc đầu nói, không có. Tuyệt đối không có, trừ phi anh có bản lĩnh của thần lằn từ vách núi bỏ lên. Trương Dương thanh toán tất cả phí dụng, trước khi rời đi hắn căn dặn Hàn Tích Thành nói, ngày hôm nay chuyện giữa chúng ta phải tuyệt đối bảo mật. Hàn Tích Thành nói, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút. Mang theo bản đồ của Hàn Tích Thành giao cho trở lại bên trong xe, ngũ đắc chí không xem bản đồ, thấp giọng nói có lưu ý đến chiếc xe màu xám phía sau hay không. Trương Dương từ kính phản quang nhìn lại, quả nhiên thấy có một chiếc xe màu xám ngừng phía sau bọn họ 200 mét, Trương Dương nhíu nhíu mày nói, đến đây lúc nào. Ngũ Đắc Chí nói, cậu mới vừa đi không lâu, tôi liền cảm giác không đúng. Trương Dương nói, mặc kệ đúng hay không, trước rời khỏi đây, nhìn xem có phải là tiếp tục theo dõi chúng ta hay không. Triệu Thiên Tài nhấn chân ga, xe jeep chậm rãi chạy tới phía trước, ô tô không đi xa, thì thấy chiếc xe màu xám bắt đầu theo sau. Trương Dương và Ngũ Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, xem ra đối phương quả nhiên là vì theo dõi bọn họ mà đến. Trương Dương nói, chạy nhanh lên một chút. Triệu Thiên Tài đem tốc độ xe tăng lên, xe phía sau cũng bắt đầu tăng tốc, Trương Dương chỉ chỉ cái hẻm phía trước quẹo vào. Triệu Thiên Tài dựa theo phân phó của hắn đem ô tô chạy vào hẻm, Trương Dương mở cửa xe, ngũ đắc chí vô cùng kinh ngạc nói cậu làm gì. Trương Dương đã từ cửa xe nhảy ra ngoài, tiếp tục chạy. Chiếc xe phía sau đã quẹo vào hẻm, Trương Dương lúc này đứng ở trên cao, lúc chiếc xe quẹo vào, hắn từ trên không nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đỉnh xe. Người bên trong xe tựa hồ có cảm thấy, bỗng nhiên nhấn phanh lại, nỗ lực đem Trương Dương trên đỉnh xe hất xuống, thế nhưng Trương Đại Quan Nhân giống mọc phải bám chặt vào đỉnh xe, còn đem mặt thò xuống kính chắn gió của xe, Trương Dương thấy lái xe chính là một người nữ, dùng khăn quàng cổ và mũ che kín, trên mũi còn có kính dâm. Người nữ kia ra tay cực nhanh, một tay nắm tay lái, mặt khác một tay móc súng ra, Trương Đại Quan Nhân cuống quyết lùi thân thể về, người nữ nua nhắm ngay đính xe bắn liên tục vài phát súng, làm đính xe bị thủng hơn 10 lỗ, nhưng Trương Đại Quan Nhân không dễ dàng bị cô ấy bắn chúng như vậy, hành vi của người nữ kia đã hoàn toàn khơi dậy phẫn nộ của Trương Dương. Lúc người nữ kia thay đạn, tấm kính thủy tinh ở cửa lái xe bị Trương Đại Quan Nhân đánh cho nát bấy, lúc này người nữ cũng thay đạn xong, giơ súng ra ngoài cửa sổ, bị Trương Dương chụp lấy cổ tay, tất cả đạn đều bắn lên tường đối diện, Trương Dương dùng sức bóp mạnh, cổ tay của người nữ đau như nứt xương, súng lục cũng cầm không được, rơi xuống mặt đất, cô ấy chuyển động tay lái, ô tô mang theo thân thể của Trương Dương ép mạnh về hướng tường bên cạnh, Trương Dương buông cổ tay cô ấy ra, xoay người lần thứ hai bỏ lên trên đính xe. Thân xe lúc này bởi quán tính vẫn đang đập mạnh vào tường, chiếc xe này đúng là đồ xịn, thân xe đập mạnh vào tường như thế mà nó vẫn không thay đổi hình dạng. Trương đại quan nhân trên đỉnh xe bỏ tới, hắn hoàn toàn bị người nữ này chọc giận, một quyền đấm nát kính chắn gió phía trước. Người nữ kia không nhìn thấy phương hướng phía trước, cuống quyết nhấn phanh lại, cô ấy mở túi ra, trong đó còn có một khẩu súng, không đợi cô ấy lấy được khẩu súng, Trương Dương đã mở cửa xe tiến vào bên trong xe. Người nữ gầm nhẹ một tiếng, một quyền đấm về hướng mặt Trương Dương, Trương Dương chụp lấy tay cô ấy, thấy trên tay của cô ấy là năm ngón tay sắc như dao, Trương Dương tiện tay điểm trúng huyệt đạo của cô ấy, một tay khác lấy mũ kính dâm của cô ấy xuống, khi hắn thấy rõ khuôn mặt của người nữ này, không khỏi kinh ngạc nói, thì ra là cô chương 1303, hợp tác có thủ lao. Một, người nữ theo dõi hắn dĩ nhiên là Lý Huyển Cơ, y tá bên cạnh của Lý Ngân Nhật tướng quân lúc trước, trương đại quan nhân nhận ra Lý Huyển Cơ trong lòng liền giận, trong lòng nói lúc trước ở Kinh Thành, cô hạ độc trong ẩm thực của Lý Ngân Nhật, muốn giết Lý Ngân Nhật thần không biết quỷ không hay, may mà bị tôi phát hiện, lúc trước tôi tha cho cô một lần, nhưng không ngờ rằng cô không chỉ không biết mang ơn, ngược lại lấy oán trả ơn, theo dõi tôi không tính, lại còn dùng súng bắn chết tôi lòng của phụ nữ thật là ác độc ngũ đắc trí và triệu thiên tài lái xe chạy trở về ngũ đắc trí sau khi xuống xe nhanh chóng lượm khẩu súng mà lý huyền cơ làm rơi lên ngũ đắc trí lo lắng động tĩnh bên này sẽ kinh động những người khác hướng trương dương nói mau rời khỏi đây triệu thiên tài lái chiếc xe jeep màu xanh trương dương lái chiếc xe màu xám đã tan nát mang theo lý huyền cơ rời khỏi hiện trường bất quá chiếc xe màu xám thật sự quá gây chú ý chủ yếu là vết đạn quá dễ khiến cho người khác hoài nghi. Ngũ đắc chí công tác tại quốc an nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tuy rằng hắn mất đi một cánh tay trong vụ nổ, thế nhưng đầu của hắn vẫn rõ ràng như cũ. Ngũ đắc chí kêu Trương Dương bỏ chiếc xe tại không người chỗ, triệu thiên tài lên xe soát một lần, từ bên trong xe tìm được tất cả những thứ có thể dùng, sau đó đem Lý Huyền cơn ném tới trong xe Jeep. Triệu thiên tài nói, cô gái này làm sao bây giờ? Ngũ đắc chí nhìn Trương Dương nói, cậu quen cô ấy sao? Trương Dương gật đầu, lúc này mới đưa chuyện hắn và Lý Huyền Cơ nhận thức nói một lần, Ngũ Đắc Chí nói, cô gái này rất có địa vị, lục soát trên người cô ấy. Lý Huyền Cơ bị khống chế huyệt đạo, tuy rằng nói không ra lời, thế nhưng cô ấy có thể nghe rõ ràng được đối phương đang nói cái gì, đôi mắt chừng rất lớn, tàn bạo nhìn bọn họ. Trương Dương cũng không có lập tức tiến hành soát người, nhìn Lý Huyền Cơ nói, vì sao muốn theo dõi tôi? Từ lúc nào bắt đầu theo dõi tôi? lý uyển cơ hung hăng nhìn chằm chằm trương dương trương đại quan nhân cười nói cô đừng chừng tôi trong mắt có chừng lòi ra tôi cũng không sợ cô tôi nói cho cô biết chỉ cần cô không thành thật tôi đem cô giao cho lý ngân nhật tướng quân để cho ông ta tính nợ với cô rốt cuộc hậu quả gì chính cô suy nghĩ triệu thiên tài một bên nói quá phiền phức trương dương nói ngại phiền phức à vậy bắn chết ném xác xuống biển hắn nói xong lại dừng lại một chút trên mặt lộ nụ cười cái nụ cười này theo Lý Huyển Cơ xem ra là cực kỳ dâm tà. Trương Đại Quan Nhân nói, bắn chết thì quá đáng tiếc, thiên tài, đắc chí, nếu không hai người nếm thử đi, cứ thưởng thức một phen, dùng xong rồi giết. Trong ánh mắt của Lý Huyển Cơ lộ ra thần tình kinh khủng. Ngũ Đắc Chí và Triệu Thiên Tài đều biết Trương Dương cũng không phải người như vậy, Lý Huyển Cơ đối với Trương Dương hiển nhiên không hiểu biết, tuy rằng Trương Dương đã từng buông tha cô ấy một lần, nhưng hiện tại tính mệnh của cô ấy nằm trong tay của đối phương, đe dọa của trương dương đối với nội tâm của lý huyền cơ vẫn là có uy lực kinh sợ ngũ đắc trí nói lúc nào rồi mà còn nghĩ những cái này bắn chết cho rồi hắn giơ lên súng lục chỉ hướng đầu của lý huyền cơ súng lục là của lý huyền cơ có trang bị ống giảm thanh cho nên không cần lo lắng tiếng súng kinh động đám người gần đó ngũ đắc trí mặt thì có sẹo tướng mạo vô cùng đáng sợ hơn nữa lúc này hắn lại có biểu tình hung hán lý huyền cơ cực sợ nếu như đối với lời của Trương Dương cô ấy chưa chắc tin toàn bộ, thế nhưng ngũ đắc chí nói Lý Huyền Cơ lại tin không nghi ngờ, Trương Dương giải huyệt câm cho cô ấy nói, cho cô ấy một cơ hội nói. Lý Huyền Cơ cường tự chấn định nói, Trương Dương, đừng cho là tôi không biết mục đích tới nơi này của anh. Nghe được Lý Huyền Cơ mở miệng nói, Trương Dương và ngũ đắc chí trao đổi một ánh mắt, ngũ đắc chí và triệu thiên tài đều đẩy cửa xe đi xuống, hai người một là vì trông chừng hai là vì cho trương dương và lý huyền cơ một không gian nói chuyện hai người xuống xe trương dương nhìn lý huyền cơ nói có cái gì cứ việc nói đi lý huyền cơ nói khi anh và lý ngân nhật liên hệ thì tôi đã theo anh trương dương gật đầu lúc ở kinh thành lý huyền cơ có ý đầu hại chết lý ngân nhật xem ra cô ấy từ lần trước âm mưu bại lộ cũng không có buông tha suy nghĩ giết hại lý ngân nhật trương dương nói vì sao theo dõi tôi Lý Huyền Cơ nói, trước nói cho tôi biết mục đích anh tới núi Kim Cương. Trương Dương cười ha hả nói, Lý Huyền Cơ, hiện tại cô có thể dám bàn điều kiện với tôi à? Lý Huyền Cơ nói, ở đây cũng không phải Trung Quốc, anh cho rằng mình đối với tất cả đều rất rõ ràng, thế nhưng tình huống có thể không giống như anh nghĩ, nói cho tôi biết mục đích của anh. Trương Dương nói, du lịch, hắn đương nhiên sẽ không nói thật. Lý Huyền Cơ cười nói, du lịch. Vừa rồi anh đi gặp người kia là một người buôn lậu tình báo, nếu như là vì du lịch, vì sao không đi tìm hướng dẫn du lịch?" Trương Dương nói, xem ra cô biết không ít chuyện, cái này càng kiên định ý niệm muốn diệt khẩu trong đầu tôi, hiện tại nói cho tôi biết cô theo dõi tôi làm gì? Cô rốt cuộc đại biểu lợi ích của ai? Tôi cũng sắp mất đi kiên trì." Lý Huyền Cơ nói, anh căn bản không biết cái quốc gia này, càng không biết thực lực của Lý Ngân Nhật. Nghĩ anh cứu tính mạng của hắn hắn sẽ cảm kích anh sao? Lý Huyền Cơ lắc đầu, đối với một người như vậy, anh Vĩnh Viễn không nên ký thác hy vọng tri ân báo đáp, cha tôi đã từng trợ giúp qua hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn lọt vào độc thủ của hắn, với hắn mà nói trên đời này quan trọng nhất là lợi ích của mình, bất luận cái gì ảnh hưởng đến lợi ích của hắn đều là đi tìm chết. Trương đại quan nhân cũng không cho rằng mình ảnh hưởng tới lợi ích của Lý Ngân Nhật. Lý Huyền Cơ nói, Lý Ngân Nhật có thực lực cường đại trong quân đội Bắc Triều Tiên, Cảng Nguyên Sơn tướng lĩnh quân khu núi Kim Cương đều là thân tín của hắn. Trương Dương nhíu nhíu mày, điểm này hắn không rõ ràng. Lý Huyền Cơ nói, người của tôi theo dõi Hàn Thích Thành đã một thời gian, biết một ít bí mật của hắn, bên ngoài hắn là một người buôn lậu tình báo, nhưng bên trong, hắn và người phụ trách Lý Sương Phổ của cấm địa quân sự kim cốc quân lén có liên lạc mật thiết, nói cách khác, Lý Sương Phổ cung cấp một ít tình báo giá trị không lớn cho hắn, mà hắn làm mồi buôn bán đối ngoại, mượn chút tình huống lý giải của đối phương, sau đó thông báo với Lý Sương Phổ, đây mới là nguyên nhân Hàn Tích thành Bình Yên vô sự lâu như vậy tại Nguyên Sơn. Trương Dương âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nếu như Lý Huyền Cơ nói tất cả là thật, hành tung của mình hẳn là đã bị Lý Sương Phổ nắm giữ, nếu như mình đi đến vùng cấm quân sự Kim Cốc, đối phương khẳng định làm tốt chuẩn bị. Lý Huyền Cơ nói, còn có một việc anh không biết, Lý Sương Phổ là người của Lý Ngân Nhật. Trương Dương nói, xem ra cô biết không ít chuyện. Lý Huyền Cơ gật đầu. Lý Ngân Nhật giết cha tôi, tôi nên vì cha báo thù. Vừa rồi cô hình như muốn đem tôi vào chỗ chết. Bất luận người cản trở tôi báo thù đều là kẻ thù của tôi. Trương Dương cười cười giải toàn bộ huyệt đạo của Lý Huyền Cơ, Lý Huyền Cơ cũng bởi vậy mà được tự do. Cô ấy sờ sờ cánh tay, nhìn thẳng Trương Dương nói tôi không phải đối thủ của anh. Trương Dương đem ảnh chụp lệ phù đưa cho cô ấy, có gặp qua cô ấy hay không? Lý Huyền Cơ nhìn ảnh chụp một chút gật đầu nói cô ấy đi tìm hàn tích thành tôi biết cô ấy tiến vào núi kim cương về phần địa điểm của cô ấy tôi không rõ ràng lắm trương dương nghe lý uyển cơ nói như vậy không khỏi lo lắng lý uyển cơ từ biểu tình của trương dương cũng nhìn ra một chút cô ấy nhẹ giọng nói chỉ cần dám phi pháp lèn vào vùng cấm quân sự trên mảnh đất này bị coi là kẻ thù quốc gia anh muốn cứu cô ấy trương dương cũng không phủ nhận hắn gật đầu lý uyển cơ nói tôi có thể giúp anh Trương Dương nở nụ cười, một người vừa rồi hận không thể đem mình đưa vào chỗ chết hiện tại bỗng nhiên nói ra lời như vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lý Huyền Cơ nói, cái tôi muốn chính là của tư liệu vũ khí bí mật vùng cấm quân sự kim cốc, anh muốn cứu người, trong điểm à nhi, chúng ta có khả năng hợp tác. Trương Dương mang theo nụ cười nói, cô hiện tại là tù nhân của tôi mà thôi, cô có thể giúp tôi cái gì? Tư liệu anh có được từ tay của Hàn Tích Thành không có khả năng đúng hoàn toàn, mà tôi đối với địa hình núi kim cương rất quen thuộc tôi biết lẻn vào thế nào trương dương nói nghe hình như có chút lực hấp dẫn bất quá có một chút tôi vẫn đang không rõ ràng cô rốt cuộc đại biểu lợi ích của ai lý huyền cơ nói tôi đại biểu chính tôi trương dương trở lại bên cạnh ngũ đắc chí và triệu thiên tài thương lượng với bọn họ một chút ngũ đắc chí thấp giọng nói cô ta cũng không thể tin tưởng sao cậu biết cô ấy không phải cố ý tới hãm hại cậu triệu thiên tài theo gật đầu nói Vừa rồi cô ấy hùng hổ như thế, căn bản là muốn giết cậu, hiện tại lại có thể muốn nói chuyện hợp tác với cậu, chuyện này quá kỳ hoặc. Trương Dương thở dài nói, tôi hiện tại không có cách nào, cô ấy không thể tin tưởng, Hàn Tích Thành kia cũng không tin toàn bộ, nhưng ít ra có một điều có thể vững tin, Lý Huyền Cơ và Bắc Triều Tiên có thủ oán, cô ấy không có khả năng hướng về Bắc Triều Tiên bán đứng hành động của chúng ta. Triệu Thiên Tài nói, có thể cô ấy muốn lợi dụng cậu, tiến vào vùng cấm quân sự kim cốc sau khi cô ấy lấy được tư liệu vũ khí bí mật, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người của chúng ta, đến lúc đó phiền phức có thể to lắm. Trương đại quan nhân tràn ngập tự tin cười nói, vậy phải xem cô ấy rốt cuộc có bổn sự này hay không. Ngũ đắc chí nói, cô ấy hẳn là không phải chiến đấu một mình, cha cô ấy, phía sau của cô ấy nhất định còn có những người khác. Ngũ đắc chí cũng không có nói sai, Lý Huyền Cơ cũng không phải một người, phía sau của cô ấy có một tổ chức, dưới yêu cầu của Lý Huyền Cơ, Trương Dương và cô ấy cùng nhau đi tới một nhà khách tại Nguyên Sơn, trong phòng 316, Trương Dương gặp được thủ trưởng của Lý Huyền Cơ, Quyền Chính Thái đến từ Nam Triều Tiên, từ lúc Tĩnh Hải phát sinh vụ nổ thương mậu Hàn Quốc, Trương Dương đã gặp mặt ông ta, khi đó thân phận của Quyền Chính Thái là chuyên gia chống khủng bố Hàn Quốc, hiện tại thân phận của ông ta đã nhanh chóng trở thành thương nhân Bắc Triều Tiên. Quyền Chính Thái mỉm cười đi qua, rất nhiệt tình nắm tay Trương Dương, "Trương tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt" Chương 1304, hợp tác có thủ lao. 2. Quyền chính thái xuất hiện tuy rằng khiến cho Trương Dương kinh ngạc, thế nhưng hắn đối với trận doanh của Lý Uyển Cơ cũng không kỳ quái, chân chính cảm thấy hứng thú đối với bí mật quân sự của Bắc Triều Tiên đơn giản là số ít quốc gia, bên trong khẩn trương nhất cũng là Nam Triều Tiên, với lý giải của Trương Dương đối với Lý Uyển Cơ, cô ấy hẳn là người Bắc Triều Tiên, nếu như cô ấy nói tất cả là thật, như vậy cô ấy vì thay cha báo thù, đã đầu quân cho Nam Triều Tiên. Quyền chính thái mời Trương Dương ngồi xuống, mỉm cười nói, thật ra từ khi Trương Tiên sinh đi đến chỗ của Lý Ngân Nhật, chúng tôi đã bắt đầu theo dõi cậu. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt cười nhạt, quyền chính thái này cũng thật là vô sỉ, theo dõi tôi lại có thể còn bộ như không có việc gì, nói ra lại có thể thẳng thắn như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Lý Huyền Cơ nói, cũng may tôi mạng lớn, không có chết dưới súng của Lý Tiểu Thư. Biểu tình của Lý Huyền Cơ không có bất luận xấu hổ, Cô ấy thản nhiên nói, anh đột nhiên lao tới phục kích tôi, dưới tình huống đó, phản ứng của tôi đầu tiên đương nhiên là bảo hộ mình. Trương đại quan nhân đột nhiên phát hiện ra một điểm thú vị giống nhau giữa hai người, không nói lý, rõ ràng là cô ấy theo dõi trước, nói ra giống như cô ấy bị ủy khuất. Quyền chính thái vẫn là vẻ mặt mỉm cười, với lòng giả của Trương tiên sinh, hẳn là sẽ không tính toán với Lý tiểu thư. Thằng nhãi này ngoài mặt nói hòa hợp, trên thực tế là cẩn thận. Trương Đại Quan Nhân cười cười nói, lòng tôi cho tới bây giờ đều không rộng, biết tôi vì sao cùng cô ấy đến đây không? Quyền Chính Thái và Lý Uyển Cơ nhìn Trương Dương, cùng đợi câu nói của hắn. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi uống một ngụm cà phê nói, tôi sở dĩ theo đến đây cũng là muốn nhìn một chút ai ở phía sau cô ấy. Quyền Chính Thái nói, hiện tại Trương tiên sinh đã hoàn toàn rõ ràng, tôi nghĩ chúng ta hẳn là có thể bàn vấn đề hợp tác. Trương Dương nói, tiền đề hợp tác ở chỗ các người đáp ứng điều kiện của tôi. Quyền chính thái hướng Lý Huyền Cơ gật đầu, Lý Huyền Cơ rời khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Quyền chính thái mở máy vi tính của mình, sau khi đưa mật mã vào, mở văn kiện, thấp giọng nói, căn cứ tình huống của chúng tôi lý giải. Quân đội Bắc Triều Tiên đang bí mật nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí sinh hóa, loại vũ khí này chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công, chắc chắn tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hòa bình thế giới. Biểu tình của Trương Dương ít nhiều có vẻ có chút chẳng đáng, Triều Tiên đều là như thế này, hở một chút là ảnh hưởng quốc tế hòa bình thế giới, cái mảnh đất nhỏ như lỗ mũi, cho dù nam bắc các người muốn đâm chém lẫn nhau, bất quá cũng là vấn đề của bán đảo, còn con mẹ nó cho rằng mình có thể ảnh hưởng thế giới. Cho dù để cho các người đi ảnh hưởng, các người có cái thực lực kia sao? Quyền chính thái nói, quân đội Bắc Triều Tiên đem cái kế hoạch này liệt vào cơ mật cao độ, gọi là kế hoạch u vô cực. Trước đó có một nhà hóa học phụ trách công tác nghiên cứu chế tạo hạng mục này, chính phủ Bắc Triều Tiên phủ nhận bọn họ đang tiến hành nghiên cứu tương quan, cái này cũng là cách làm của bọn họ. Trương Dương có chút không nhịn được nói, ông nói chuyện này với tôi rốt cuộc có quan hệ gì. Quyền chính thái nói, Trương Tiên xin xin kiên trì một chút. Ông ta tiếp tục nói, Bắc Triều Tiên đối ngoại vẫn đều phủ nhận tồn tại của kế hoạch U, thậm chí ngay cả Trung Quốc có quan hệ luôn luôn mật thiết diệt, bọn họ cũng không có thiết lộ, vì muốn cho bọn họ buông tha cái kế hoạch này, vì giữ gìn an toàn địa phương, chúng tôi làm rất nhiều công tác, rốt cuộc tập trung địa điểm mục nhiên của kế hoạch này. Màn hình máy tính xuất hiện một bản địa đồ, quyền chính thái nói, đây là núi Kim Cương, người có hứng thú đối với kế hoạch U không chỉ có chúng tôi, cơ quan tình báo của các quốc gia xung quanh cũng có chút quan tâm, bên Bắc Triều Tiên hẳn là ý thức được điểm này, cái kế hoạch này chỉ nắm trong tay của số ít người, Lý Ngân Nhật cũng là người phụ trách của kế hoạch U vì bảo đảm cái kế hoạch này không xảy ra vấn để hắn đem chuyện này giao cho con hắn là Lý Sương phổ phụ trách. Quyền chính thái nhấn nút, trên màn hình xuất hiện ảnh của một vị quân nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn diện mạo có vài phần tương tự Lý Ngân Nhật lúc trẻ. Quyền chính thái nói, người này tính tình lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng tuổi còn trẻ mà đã giết người vô số. Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp Hàn Tích Thành, Quyền chính thái nói, ngày hôm nay cậu đi đến cảng cá Nguyên Sơn gặp Hàn Tích Thành, Người này là quân cờ của Lý Sương Phổ bố trí tại Nguyên Sơn, hắn đứng ra bán tình báo, khiến cho đặc công lẻn vào Bắc Triều Tiên chú ý, đây mới là nguyên nhân hắn buôn bán tình báo tại Nguyên Sơn, mà bên Bắc Triều Tiên từ đầu đến cuối không có ra tay đối với hắn. Trương Dương đem ảnh chụp của lệ phù đưa cho quyền chính thái, quyền chính thái sau khi xem xong nói, người này tìm Hàn Tích Thành, từ chỗ hắn lấy được tư liệu lẻn vào kim cốc quân núi kim cương, tôi chỉ biết những cái này, về phần cô ấy có toàn thân trở ra, tôi không biết trương dương nói tôi muốn cứu cô ấy quyền chính thái nói cậu muốn cứu người chúng tôi muốn tìm ra bằng chứng bắc triều tiên bí mật nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh hóa lẻn vào vùng cấm quân sự kim cốc là mục tiêu chung của chúng ta tôi nghĩ chúng ta hợp tác hẳn là nên có quyền chính thái có vẻ lòng tin tràn đầy ông ta hướng trương dương nói tôi có thể đem toàn bộ tư liệu hiện nay tôi nắm giữ cung cấp cho cậu trang bị vũ khí bản đồ bên trong vùng cấm quân sự kim cốc Trương Dương nói, ông muốn tôi giúp ông làm cái gì? Quyền chính thái nói, mục đích của cậu tôi rất rõ ràng, thật ra cho dù cậu không đến, chúng tôi vẫn muốn lẻn vào vùng cấm quân sự kim cốc, hợp tác với cậu, phần thắng của chúng tôi sẽ càng lớn hơn một chút. Trương Dương nói, ông muốn cho tôi giúp các người lấy tư liệu của vũ khí sinh hóa. Quyền chính thái nói, chúng tôi muốn không phải tư liệu, chúng tôi cũng không có ý phát triển vũ khí sinh hóa, chúng tôi cần chính là chứng cứ, chỉ cần lấy được bằng chứng bọn họ nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh hóa có thể tạo quốc tế ảnh hưởng khiến cho bọn họ từ bỏ còn có một mục tiêu cũng là bắt sống nhà hóa học nhật khoa phu quyền chính thái đem nhất nhật khoa phu của ảnh chụp biểu diễn cho trương dương trương dương cười nói nhiệm vụ rất gian khổ quyền chính thái nói cậu muốn cứu người chúng tôi muốn bắt người chỉ cần nhiệm vụ các người hoàn thành chúng tôi sẽ phái người tiến hành tiếp ứng an bài các người từ quốc gia của tôi rời đi trương tiên sinh cậu suy nghĩ một chút, rốt cuộc có muốn hợp tác với chúng tôi hay không. Trương Đại Quan Nhân cũng không cần nhiều lo lắng, nếu như theo như lời của quyền chính thái tất cả là thật, tình báo Hàn Tích Thành cung cấp cho hắn sẽ không có nhiều giá trị, hơn nữa ngày hôm nay hắn và Hàn Tích Thành gặp mặt 89 phần đã bị quân đội nắm giữ, cho dù dứt bỏ tất cả, tư liệu của quyền chính thái nắm giữ đối với hắn cũng có lực hấp dẫn tương đương. Hắn đối với tình huống nội bộ của Kim Cốc hoàn toàn không biết gì cả quyền chính thái đã điều tra nhằm vào Kim Cốc một thời gian, quan trọng nhất là, ông ta có thể cung cấp tiếp ứng, theo Trương Dương thấy, lệ phù gặp dần vặt tàn khốc, cho dù có thể cứu cô ấy đi ra, làm sao đem cô ấy bình yên ra khỏi lãnh thổ Bắc Triều Tiên cũng là một vấn đề, quyền chính thái xuất hiện trùng hợp giúp hắn giải quyết cái nan đề này. Trương Dương gật đầu nói, ông muốn cho ai cùng tôi lẻn vào vùng cấm quân sự Kim Cốc. Quyền chính thái nói, một tổ ba người, thôi tái nguyên, Lý Huyền Cơ, Triệu Hách, ba người này tất cả đều là đặc công ưu tú nhất của chúng tôi. Trương Dương nói, Lý Uyển Cơ và Lý Ngân Nhật có thù giết cha, thủ lĩnh của vùng cấm quân sự Kim Cốc cũng là con trai của Lý Ngân Nhật Lý Sương Phổ, ông không sợ cô ấy bị thù hận che hai mắt, tham gia hoạt động lần này chỉ là vì báo thù, mà ảnh hưởng đến đại cục. Quyền chính Thái nói, tôi cũng lo lắng qua, bất quá Lý Uyển Cơ thân thủ tốt, hơn nữa tri thức sinh hóa của cô ấy vô cùng phong phú, xứng đáng là chuyên gia, chúng tôi tìm không được người thay thế. Trương Dương nói, hợp tác không phải là không thể được, thế nhưng đám người tham dự hành động này phải phục tòng chỉ huy của tôi vô điều kiện. Quyền Chính Thái nói, không thành vấn đề. Trương Dương nghe được ông đáp ứng nhanh như vậy, đương nhiên cũng không có yêu cầu khác, hắn thấp giọng nói, kế hoạch của các người bao giờ triển khai hành động? Quyền Chính Thái nói, đêm mai. Trương Dương nói, vì sao muốn chọn đêm mai? Quyền Chính Thái nói, đêm mai có mưa giáp tuyết. Cảnh giới của quân đội khẳng định sẽ có thả lỏng hơn bình thường, hơn nữa tầm mắt bị ảnh hưởng không ít, dễ dàng cho yểm hộ. Kế hoạch lên núi từ con đường nào? Quyền Chính Thái nói, khe ưng sầu. Điểm này Trương Dương cũng nghĩ tới, Trương Dương vốn dĩ dự định từ khe ưng sầu bò lên, thế nhưng hắn có thực lực như vậy, đám đặc công nam Triều Tiên chưa chắc có thể làm được. Quyền Chính Thái nói, chúng tôi tính toán qua, bò lên trên khe ưng sầu nếu như thuận lợi đại khái khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trương Dương nhíu nhíu mày, nửa tiếng đồng hồ, với hắn mà nói nửa giờ cũng không cần, xem ra lần này bị đám người Nam Triều Tiên làm chậm tiết tấu. Quyền chính thái điều ra bản đồ, chỉ bản đồ nói, từ khe ưng sầu bò lên trên, tranh thủ trước hừng đông đến đây, bởi vì phía sau có vách núi, cho nên bọn họ không bố trí phòng vệ ở chỗ này, các người có thể tránh thoát chạm gác, tiến vào bên trong. Trương Dương nhìn bản đồ một chút, còn chính xác hơn bản đồ hàn thích thành cho hắn. Quyền chính thái nói, hành động thời gian cho các người tổng cộng là một giờ, nói cách khác, một giờ sau, các người phải đúng giờ rời đi lên máy bay. Trương Dương nói, cái máy bay gì? Hắn tuy rằng không lý giải đối với quân sự, nhưng cũng biết lửa đạn phòng không của Bắc Triều Tiên cũng không phải giỡn, máy bay bình thường khẳng định không cách nào vượt qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Quyền chính thái nói, tại căn cứ quân sự Kim Cốc có một sân bay nhỏ, có hai phi cơ trực thăng, đường lui của các người cũng là hai cái trực thăng này, tiến vào căn cứ quân sự Kim Cốc, các người tốt nhất chia làm hai đường, một đường đi tìm tư liệu, cứu người bắt người, còn có một đường đi sân bay cướp trực thăng, làm tốt công tác phối hợp. Trương Dương nói, ý của ông là chúng tôi trong một giờ đem người cứu ra, còn phải bắt được chuyên gia sinh hóa, đem lên trực thăng, rời núi Kim Cương. Quyền chính Thái nói, càng nhanh càng tốt, bởi vì trong phạm vi núi Kim Cương cũng không phải chỉ có một căn cứ quân sự Kim Cốc, chỉ cần căn cứ khác nhận được tin Kim Cốc bị công kích, Khẳng định sẽ trong thời gian ngắn nhất tới tiếp ứng, đợi khi bộ đội tiếp viện chạy tới, các người muốn chạy cũng khó khăn." Trương đại quan nhân nói, thoạt nhìn chuyện này rất nguy hiểm. Quyền chính thái nói, Trung Quốc không phải có câu tục ngữ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao? Chương 1305, hợp tác có thủ lao. 3. Trương đại quan nhân nghĩ tới lệ phù bị bắt, lần này mạo hiểm tính mạng đi cứu cô ấy thật ra nên khiến cho cô ấy sinh cho mình một đứa con để báo đáp, những lời của lão già kia dùng rất thỏa đáng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lệ phù thật sự là một con cọp mẹ khiến cho hắn lo lắng. Thật ra trên đời này cọp mẹ rất nhiều, Lý Uyển Cơ cũng là một con bên trong không thể nghi ngờ, Trương Dương đối với Lý Uyển Cơ gia nhập vào hành động lần này vẫn là tràn ngập cảnh giác, Lý Uyển Cơ sở dĩ thay đổi đầu nhập Nam Triều Tiên, chính là vì lợi dụng Nam Triều Tiên để báo thù. Điểm xuất phát của cô ấy cũng là báo thù, đối phó Lý Ngân Nhật, cô ấy tồn tại khiến cho hành động lần này tràn ngập nhân tố không xác định, Trương Dương cũng không có nhiều lòng tin đối với Lý Huyển Cơ. Ngũ Đắc Trí là một lão đặc công tại quốc an công tác nhiều năm, cũng cho rằng quyền chính thái trong hành động lần này bắt đầu dùng Lý Huyển Cơ là quyết định không sáng suốt. Tuy rằng hắn không biết Lý Huyển Cơ, thế nhưng từ lần đầu tiên tiếp xúc với Lý Huyển Cơ thì cảm giác được cô ấy rất dễ kích động mà người phụ trách của căn cứ quân sự Kim Cốc là con trai của Lý Ngân Nhật Lý Sương Phổ. Lý Huyền Cơ nếu có cơ hội đối phó hắn, rất có thể sẽ ra tay, chỉ cần phát sinh tình trạng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hành động chỉnh thể. Ngũ Đắc Trí đem lo lắng của mình nói cho Trương Dương, hắn thấp giọng nói, nhìn như một đoàn đội, trên thực tế đã có ba loại mục đích khác biệt, quyền muốn cứu người, quyền chính thái muốn tư liệu nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh hóa của Bắc Triều Tiên, cướp đi chuyên gia sinh hóa, mà Lý Huyền Cơ cũng muốn báo thù, nếu như cô ấy lợi dụng cơ hội lần này báo tư thù sẽ cho các người phiền toái rất lớn trương dương gật đầu nói tôi cũng có lo lắng như vậy thế nhưng quyền chính thái tựa hồ vô cùng tín nhiệm đối với cô ấy còn nói cô ấy là chuyên gia trong phương diện sinh hóa tác dụng không thể thay thế triệu thiên tài nói thật sự muốn hợp tác với bọn họ trương dương nói hiện nay mà xem tôi không có lựa chọn ngũ đắc chí nói tôi với cậu cùng đi triệu thiên tài nói tôi cũng đi Trương Dương cười lắc đầu, không cần, có Nam Triều Tiên hiệp trợ, triển khai hành động hẳn là sẽ dễ rất nhiều, các người không nên nhúng tay vào chuyện này, tốt nhất mau rời khỏi đây. Ngũ Đắc Chí nói, từ xa chạy đến Bắc Triều Tiên không thể vì du ngoạn. Triệu Thiên Tài gật đầu nói, cậu hãy sợ chúng tôi liên lụy cậu. Trương Dương nói, kế hoạch hành động của bọn họ là, từ vách núi khe ưng sầu bò lên, căn cứ dự báo thời tiết, đêm mai sẽ có mưa tuyết, khí trời như vậy, bò lên vách núi không phải chuyện đùa. Ngũ Đắc Chí nói quyền chính thái tuy rằng hợp tác với cậu, thế nhưng đám người này không thể tin, thế cục của Nam Bắc Triều Tiên vô cùng mẫn cảm, cho dù cậu không muốn tham gia tranh chấp quốc tế, cũng không ôm bất luận mục đích chính trị, nhưng là chuyện này chỉ cần bại lộ, sẽ bị người ngoài phủ cho màu sắc chính trị, có thể sản sinh ảnh hưởng cực kỳ bất lợi đối với cậu. Trương Dương nói, bọn họ không nắm được nhược điểm của tôi đâu. Hắn đối với bản thân mình có lòng tin cường đại. Ngũ Đắc Chí nói, nói chung chuyện này cậu nhất định phải cẩn thận. Trương Dương nói, đêm mai hành động bắt đầu, sẽ gây chấn động không nhỏ, các người nếu như tiếp tục ở lại Nguyên Sơn, thậm chí bên trong Bắc Triều Tiên đều rất nguy hiểm. Triệu Thiên Tài nói, chúng tôi làm sao biết cậu có thể toàn thân trở ra. Trương Dương nói, chờ tôi tới Nam Triều Tiên, tôi sẽ liên lạc các người. Khe ưng sầu là thâm cốc của núi Kim Cương, dưới khe có nước, hai sườn đều là núi cao, Tới gần trong núi Kim Cương, là vách núi chơi vơi, vách núi dốc như đao, thẳng tắp hướng về phía trước hiểm trở vô cùng, cao độ như vậy, địa hình hiểm trở như vậy, cho dù đối với vận động viên leo núi chuyên nghiệp cũng là một loại khiêu chiến thật lớn. Đêm đó 10 giờ, trong mưa gió băng tuyết, Trương Dương và ba gã đặc công Nam Triều Tiên ngồi xuồng, xuôi dòng đi tới địa điểm dự định. "Thôi tái nguyên, Lý Uyển Cơ, Triệu Hách ba gã đặc công ai cũng có sở trường riêng, căn cứ theo lời quyền chính thái." bọn họ đều là đặc công ưu tú nhất của nam triều tiên trương đại quan nhân quen thuộc chỉ có lý huyền cơ nếu như lý huyền cơ đều có thể xưng là ưu tú tiêu chuẩn đặc công của nam triều tiên xem ra thật sự không được tốt lắm ngẩng đầu nhìn vách núi phía trên triệu hách không khỏi hít một ngụm khí lạnh hắn là tay súng thiện xạ người này cũng không hiểu tiếng trung bộ bộ nói một câu lý huyền cơ thấp giọng phiên dịch nói hắn nói nửa tiếng đồng hồ có thể không lên kịp thôi tái nguyên đã chuẩn bị công cụ leo núi hắn đem công cụ đưa cho Trương Dương, Trương Dương lắc đầu, hắn không cần mấy cái này, dùng tay leo núi mới là điểm mạnh của hắn, đừng nói khe của vách núi này, coi như là tường đồng vách sắt trơn tuột không một điểm bám, hắn vẫn có thể bò lên, bích hổ du tường không phải luyện không. Sau khi chuẩn bị, bọn họ bắt đầu hành động, Trương Dương đi phía trước, ba gã đặc công Nam Triều Tiên mệt chết mệt sống leo được 50 mét, ngẩng đầu, thấy Trương Đại Quan Nhân đã tới chỗ 20 mét trên đỉnh đầu. Ngồi ở một tảng đá vừa nghỉ ngơi vừa chờ bọn họ băng tuyết rất gấp bất quá nam triều tiên cung cấp trang bị không tồi tính giữ ấm và không thấm nước đều tốt triệu hách ghé vào vách núi thở hổn hển nhìn trương dương hắn khó tin lắc đầu dùng tiếng hàn nói hắn là người sao dùng tay không leo núi thật sự là quá khó tin lý huyền cơ nói hiện tại các người rõ ràng nguyên nhân nhất định phải hợp tác với hắn chưa thôi tái nguyên lúc đi ngang qua trương dương hướng hắn cười cười dùng tiếng chung có chút đông cứng nói anh không đi Trương Dương nói, bò lên trên chờ các người, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, các người lên trước, tôi đuổi kịp các người. Quyền chính thái cho nửa tiếng đồng hồ thời gian cũng không nhiều, trong hiện thực, bọn họ gặp trắc trở rất nhiều, điều kiện khí trời ác liệt, mưa tuyết rơi vào vách núi, không ít đất đá kết băng mà trở nên vừa ướt vừa trơn, vô hình trung tăng thêm độ khó cho bọn họ. Trong lúc gặp phải vài lần nguy hiểm, vẫn là Trương Dương trợ giúp mới thuận lợi vượt qua. Lúc hừng đông bọn họ rốt cục leo lên tới trên, tới gần tường cao 3 mét gần vách núi, trên tường có lưới sắt phòng hộ, cảnh giới trọng điểm của kim cốc ở phía trước, bởi vì sau lưng là vực sâu, tình huống bên này tương đối thư giãn. Thôi tái nguyên từ trong túi lấy ra sắt kiềm, dưới sự trợ giúp của triệu hách bò lên trên tường cao, cắt phá một cái lỗ lớn, sau đó là người thứ nhất từ tường cao trên bò qua, sau đó là Lý Huyền Cơ và triệu hách, cuối cùng mới là Trương Dương. Đèn pha cảnh giới chiếu qua, bọn họ nhanh chóng trốn sau một thùng hàng, thùng đựng hàng nằm khuất bóng với góc đèn pha chiếu vào. Thôi Tái Nguyên tính toán thời gian đèn pha tuần hoàn một vòng, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, dựa theo kế hoạch của bọn họ, đầu tiên muốn chiếm lĩnh tháp cảnh giới, đem đèn pha rời khỏi vị trí, Trương Dương liền xông ra ngoài, Thôi Tái Nguyên không khỏi ngẩn ra, hắn vốn định tự mình tới làm chuyện này, hắn là thủ lĩnh của ba người, Trương Dương chỉ huy bọn họ vô điều kiện, nhưng căn cứ theo tình huống hiện nay mà xem, Trương Dương tựa hồ không có hứng thú chỉ huy bọn họ, cũng không có nghe theo mệnh lệnh. Nếu như không phải trước đó có hợp tác, hắn hiện tại như là đơn đả độc đấu. Trương Dương mượn bóng đêm yểm hộ bò lên trên tháp cảnh giới, trên tháp có hai gã binh sĩ Bắc Triều Tiên, bọn họ căn bản không có phát hiện Trương Đại Quan Nhân Thần không biết quỷ không hay lẻn vào, Trương Dương cũng không ra sát chiêu đối với những binh sĩ Bắc Triều Tiên, xông lên, lặng lẽ điểm trúng huyệt đạo của bọn họ, nhìn bọn họ sụi lơ ngã xuống mặt đất tốt xấu cũng là hữu hảo lân bang, ra tay phải chừa chút tình cảm. Trương Dương đắc thủ, thấp giọng thông báo cho Thôi Tái Nguyên. Thôi Tái Nguyên cho triệu hách bò lên trên tháp cảnh giới, ở đây thế thân Trương Dương, lợi dụng tháp cảnh giới, có thể thấy rõ toàn cảnh căn cứ quân sự, tháp cảnh giới phía trước cánh cửa còn phân bố hai người. Triệu hách đem súng ngắm lên tháp cảnh giới. Trương Dương trở lại bên cạnh Thôi Tái Nguyên và Lý Huyển Cơ, lúc trở về, Trương Dương đã thay quân phục Bắc Triều Tiên, đây là lột từ trên người binh sĩ vừa rồi xuống tới thôi tái nguyên chỉ chỉ một tòa kiến trúc phía đông nam thấp giọng nói chỗ đó hẳn là trung tâm nghiên cứu của bọn họ trương dương quan tâm không phải vũ khí sinh hóa thấp giọng nói ngục giam ở nơi nào thôi tái nguyên nói trung tâm nghiên cứu trên mặt đất dưới tôi nghĩ ngục giam ở tầng ngầm bọn họ tản ra tê hô hình tam giác do thôi tái nguyên đi trước triệu hách ở tháp cảnh giới khống chế cấp tốc tới gần hướng trung tâm nghiên cứu lúc còn cách trung tâm nghiên cứu 50 mét, thôi tái nguyên ý bảo mọi người dừng chân, trước của trung tâm nghiên cứu có một trạm gác, bất luận kẻ nào ra vào chỗ đó đều không thoát được con mắt của lính gác. Thôi tái nguyên thấp giọng nói, giết chết lính gác cửa. Triệu hách đã chiếm tháp cảnh giới nên có lợi địa hình, từ vị trí của hắn có thể thấy rõ ràng binh sĩ Bắc Triều Tiên, hắn siết cò súng, đạn từ trong súng ngắm bắn ra cực nhanh, bắn thủng cửa kính thủy tinh, chuẩn xác chúng ngay đầu của tên binh sĩ Bắc Triều Tiên, binh sĩ Bắc Triều Tiên tuy rằng mang mũ sắt, thế nhưng đạn súng ngắm là đặc chế, có năng lực phá giáp, lính gác không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống đất. Vững tin triệu hách đắc thủ, Thôi Tái Nguyên và Trương Dương, Lý Uyển Cơ cùng nhau cấp tốc đi tới trước trung tâm nghiên cứu, Thôi Tái Nguyên tiến vào, Lý Uyển Cơ đem máy tính tới gần cửa lớn bẻ khóa mật mã, cấp tốc phá khóa mật mã, mở cửa lớn. Ba người trước sau tiến vào trung tâm nghiên cứu, vừa rồi đi qua phía trước của chợt nghe phía trước vang lên bước tiến chỉnh tề, Trương Dương từ tiếng bước chân cũng đã phán đoán ra đối phương có bốn người, Trương Dương hướng thôi tái nguyên làm một thủ thế, ý bảo hắn và Lý Huyền cơ chờ đợi, mình ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra ngoài. Bốn gã binh sĩ Bắc Triều Tiên chỉ là đang tuần tra, bọn họ thấy Trương Dương đi tới trước mặt ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, một người bên trong dùng tiếng hàn kêu đầu hàng, không đợi bọn họ làm rõ ràng tình trạng. Trương đại quan nhân trong tay bắn ra bốn đạo kim quang, từ cây kim khâu bắn vào thân thể của binh sĩ, trương đại quan nhân đối với kim khâu đâm huyệt đã tới tình trạng tùy tâm sở dục, tuy rằng còn cách một khoảng cách, hắn vẫn có thể khống chế huyệt đạo của đối phương. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1305